Chào cả nhà, đến hẹn lại lên nào. Làm gì mà vô hỏng sớm được sếp? Chào đó giày Yên. Mọi người ơi, tiếp tục chia sẻ nào để được nhận quà mua giày không đồng nhá. Mọi người tiếp tục comment cho em nào, không đồng cộng số điện thoại cộng với lượt chia sẻ nào. Hôm qua thì người trúng thưởng là bạn Nguyễn Nguyệt Ánh nhá. Ánh Nguyệt hay Nguyệt Ánh gì đó. À chị Thanh Vân và mời tất cả đơn hàng ngày mai mới đi nha chị. Tất cả các đơn hàng ngày mai em mới gọi điện chốt được ạ. Hôm nay em bận quá. Các chị ơi, tiếp tục comment cho em nào, tiếp tục comment giày không đồng. Không đồng cộng số điện thoại. Không đồng cộng số điện thoại cộng với số lượt các chị chia sẻ nhá. Chỉ chốt đơn cho các chị chia sẻ. Các chị chia sẻ ít nhất trên trang cá nhân của mình 2 đến 3 lần và chia sẻ vào các hội nhóm cho em. Các chị nhớ nhá, hôm qua đã có một bạn mua giày 49k, tuy nhiên em bán luôn không đồng. Em bán luôn không k cho bạn ấy luôn, không cần phải 49 nữa. 49 chỉ là cái hình thức ghi cho nó đẹp thôi. Hôm nay tiếp tục các chị nào. Các chị tiếp tục chia sẻ bài cho em nào. Ghi đúng cú pháp không đồng cộng số điện thoại cộng với số lượt các chị chia sẻ. Chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ bán giày không đồng cho chị đó. Em sẽ bán giày không đồng cho chị đó và chị đó có quyền chọn trên like nhá. Chị đó có quyền chọn trên like luôn ạ. Chào Trình Thị Hằng. Chào Phan Hằng, chào heo con. Nào các chị chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chia sẻ nhiệt tình lên nào. Đúng rồi. À, ba đứa chia sẻ còn ít quá Phan Hằng ơi, cố lên nào. Các chị ghi không đồng, không đồng, không ca gì cũng được. Cộng với số điện thoại, cộng với số lượt các chị chia sẻ nhá. Em chào chị Hồng thêm. Chào Kim Cúc. Các chị ghi không đồng, cộng số điện thoại, cộng với số lượt các chị chia sẻ. Và ít nhất là các chị phải chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 đến 3 lần. 2 lần cũng được, 3 lần cũng được. Ngoài ra thì các chị chia sẻ vào hội nhóm giúp em. Chia sẻ vào hội nhóm giúp em nhá. Nào các chị lên đi ạ. Viên Trang ơi, bao nhiêu lượt chia sẻ nữa? Comment vào đi. Ê, hôm qua, sáng hôm nay em đã công bố cái người trúng thưởng nhá. Thế nên tối hôm nay bà này có quyền tròn trên like. Hôm nay là phải có một đôi à? Hôm nay có cái giày thể thao á, Ngọc Anh. Có cái giày thể thao đi sướng mà. Hôm qua Nga gọi thì Ngọc Anh mãi mới chẳng thấy Ngọc Anh trả lời. Có chân 35 của Ngọc Anh ấy. Nào mọi người lên nào, lên đi nào. Lên đi à, các mọi người chia sẻ giùm em nào. Mọi người thương em thì chia sẻ cho em với nào. tất cả các đơn hàng ngày mai, tất cả các đơn hàng ngày mai em sẽ ship hết. Sẽ gọi điện và chốt để đi hàng ạ. Tại vì sao? Bởi vì hồ có nhiều chị là chưa muốn chốt hàng để muốn tối hôm nay nhập thêm đã. Rồi là ship luôn một thể. Đã chia sẻ 9 lần à? Nào mọi người chia sẻ đi ạ. Không đồng. Tối vô cùng có chị lái dạy à? À đâu, tối hôm đi lái rồi, tối mai nghỉ rồi. Tối mai chắc phải nghỉ rồi. Tại mình đi là... không, à chết rồi. Mọi người kiểm tra giùm em coi thử em có để chế độ bàn chế độ mọi người không? Hay là em chỉ để chế độ bàn bè vậy ạ? À, có bạn nào biết kiểm tra không? Bạn nào biết kiểm tra giúp mình xem thử để chế độ bạn mọi người hay là bạn bè đó. Quên, đáng lẽ trước khi... đáng lẽ trước khi mà... để em xem thử là cái chế độ này là chế độ gì nào? Mọi người có ai biết không ạ? Để em xem thử là em đã để chế độ công khai chưa? Mấy bữa em để toàn ngơ ngơ. À rồi. Ok chị, cảm ơn chị. Mấy bữa là toàn để chế độ ngơ ngơ thôi. Nào các chị chia sẻ comment không đồng. Và cảm ơn Thanh Thảo. Comment không đồng và số điện và chia sẻ cộng số điện thoại. Comment không đồng nhá. Cảm ơn Huyền Trang. Bông mưa dài Thanh Thảo ơi. Đúng rồi, có bạn bè mời bông mưa dài giúp em với nào.
Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Nào, bây giờ là cái người mà hồi tối á, mà trúng qua đó, thì hôm nay bạn ấy có quyền chọn trên lái này bất cử. Đôi nào cũng được nha, đôi nào cũng được, đôi nào cũng, em cũng bán không đồng hết. Không cần phải là, à chị Lan Phan ơi, tất cả đơn hàng ngày mai sẽ đi chị nhá. Tất cả đơn hàng ngày mai sẽ đi, lý do mà hôm nay em không chốt hàng cho các chị. Sao tôi không chia sẻ được? Thoạt ra vào lại trực tiếp nơi trang cá nhân của tôi á, Minh Phương ơi. Vào lại trực tiếp nơi trang cá nhân của tôi nhá. Ngọc Hồ Huyền Trang ơi, bạn comment bao nhiêu số lượt ạ? Chào Long Hoàng, chào Như Quỳnh. Nào em bắt đầu. Chào Lily, mọi người nhớ này. Chờ chị nãy giờ là tiền nắng không? Mọi người nhớ là không đồng cộng số điện thoại cộng với số lượt các chị chia sẻ. Huyền Trang ơi, lấy mau lên à, chắc chắn hôm đi sẽ có đôi của em á. Chắc chắn hôm đi sẽ có đôi của em ý. Rồi bây giờ em bắt đầu bán hàng. Bắt đầu bán hàng và như thường lệ là sáng mai em sẽ công bố cái người mà trúng thưởng tiếp theo nhá, được mua quà. Cảm ơn tất cả các chị nhiều. Nào bây giờ bắt đầu nhá. Thực ra hàng hôm nay không còn nhiều như hàng hôm qua nữa. Hàng hôm nay không còn nhiều như hàng hôm qua đâu. Thế nên các chị tranh thủ nhá. Tranh thủ mua đi ạ. Ôi chị Anh Nguyễn không chia sẻ được á. Ôi làm sao lại không chia sẻ được hè. Nào đôi này là chân 39.5. Có nghĩa là đây đôi này nó có đế phù mấy chị nhá. Đây chị nào mà nhận hàng đôi này rồi thì báo giùm em. Chị, các chị không chia sẻ được thì các chị thoát ra đi. Thoát ra xong mình vào lại trực tiếp. Vào lại trực tiếp nơi kia cái trang của em thì sẽ được đấy. Nào mấy chị, đôi này là chân chị nào mà to nhất quả đất cho em. Chân chị nào to nhất quả đất. À nào, à, ghim giá giùm em kìa đã. Ghim giá giùm em nào, chị nào ghim giá giùm em. À, đồng giá 150, 170, 180. 150, 170, 180 ạ. 150, 170, 180 giùm em. Chị nào ghim giá lên giùm em ạ. 150, 170, 180. Ừ Lê Loan ơi, 39.5 thì chân em đi mẫu này nghe Lê Loan. 39.5 có nghĩa là chân em đi mẫu này đây. Cái mẫu này mọi người nhá, em sẽ giới thiệu lại cho mọi người một chút vì sao. Thứ nhất, mọi người thấy không, cái gót, cái đế băng đằng trước này mà đằng sau nó đế vuông là chuyện bình thường. Và đằng trước mũi nhọn, đằng sau nhọn là chuyện bình thường. Nhưng đằng trước mà mũi băng như thế này, đằng sau mũi nhọn thì đây là cái mẫu duy nhất và lần đầu tiên em bán có. Lần đầu tiên em bán có cái mẫu kiểu như thế này. Đây, nó khác là ở một chỗ là đằng trước mũi băng. Sao vẫn chưa nhận được kính? Ủa sao về Trinh Trang? Chưa nhận được kính luôn à, rồi để ngay mái là... À, đôi này là 170, nó là hàng xuất khẩu. Nó là hàng xuất khẩu. Thế nên cái đôi này chân bàn nào 39 to nhất quả đất. 39 to nhất quả đất mà đi 39 sơ chật. Đi 39 sơ chật sơ chiệt thì cứ nhảy vào đây cho em. 39 mũi chấm 5 mũi nhọt à, hình như có hay sao chị cũng không nhớ Trinh Hằng ạ. Nhưng cái mẫu này mà người nhắc riêng cái mẫu này. Chị Mạc Thảo ơi, hàng này là hàng xuất khẩu Hàn Quốc chị nhá. Hàng hiệu của Trung Quốc xuất khẩu Hàn Quốc đây mấy chị ạ. Mấy chị nên nhớ rằng tất cả những hàng gì mà đã xuất khẩu có nghĩa là nó phải xin thì nó mới đảm bảo được tiêu chí xuất khẩu, đúng không ạ? Phải xin thì mới đảm bảo được tiêu chí xuất khẩu. À, cái mẫu này hiện tại là em không cầm trên tay các size khác. Hiện tại đang cầm trên tay size 39, có nghĩa là chân 39.5. Em còn đấy, mẫu này em còn một vài đôi đấy, nhưng mà hiện tại thì em chưa có. Thế nên chân chị nào 39.5 thì chốt cho em. Chân chị nào 39.5 thì chốt ngay cho em đi ạ. 170k nha các chị. Giá của em là luôn luôn để giá đẹp cho các chị. Có thể em bán đắt hơn người ta 10-20 nghìn. Nhưng có một đặc điểm, khi các chị có vấn đề gì về lỗi, về lỗi nhá, về lỗi, thì các chị, em vẫn luôn luôn là trả lời tin nhắn của các chị để đổi cho các chị. Chứ không phải là như người ta hàng lỗi hay là hàng hàng thiếu chiếc hay là hàng hai bên cùng một chiếc nó kia là họ im luôn đâu. Em không có cái chuyện đó. Lỗi của em thì em sẽ nhận và em sẽ đổi cho các chị nha các chị. Rồi chân chị nào, đôi này cao 5 phân. À chào Mỹ Duyên, đôi này cao 5 phân ạ. À, đôi này cao 5 phân 170. Đôi này cao 5 phân 170. Các chị nhớ là tất cả những cái khách hàng mà mua giày bên em thì đều rất là hài lòng. Đều rất là hài lòng về chất lượng giày. Em không bán hàng tràn lan. Để chị nhớ nhá. Đây, tất cả các khách hàng cũ thì biết thừa là em
không bao giờ bán hàng tràn lan rồi, chỉ có bán hàng xịn trở lên. Kể cả bệt của em, cao gót của em thì là hàng xuất khẩu, hàng xuất khẩu hết. À, vỏ tấm nhựa chỉ không có 12 phân đâu, à, thường thường thì 7 phân thôi. Nào 39.5, đây là size 39 form to, 39.5. Bạn nào chốt mẫu này 39.5, quá đẹp. Chân chị nào 39.5, chân chị nào 39.5, chốt đôi này cho em cái này nào, chốt đôi này cho em 39.5 cái đã. Bởi vì sao? Em qua mẫu thì em không tìm lại mấy chị ạ. Cái mẫu này nó có cả đế phù kèm theo, khi gửi em sẽ gửi cái á, à, cái đế phù này này. Rồi chị chốt cho Trình Thị Hằng. Ok Trình Thị Hằng. Hằng ơi, hôm qua hình như em có đơn đúng không? Hình như hôm qua em có đơn đúng không? Đúng không ạ? À? Có, sẽ có dây bệt các chế ạ. Trình Hằng ơi, hôm qua em có đơn đúng không Trình Hằng? Nếu mà hôm qua em có đơn rồi à, thì em bảo chữ dôn giùm chị. Đi rất là êm chân mọi người ạ. Đặc biệt mà chân ái đằng trước nó thô nó thì tuyệt vời luôn. Không sợ đau chân. 0988251804. Hàng ơi, như hôm qua em có đơn đúng không? Ừ, vậy để chị ghi chữ dôn. Thực ra là nhiều khi cũng muốn để cho mọi người dôn vài ngày, dồn vài ngày rồi mọi người lấy luôn. Nhưng mà thực ra là em toàn bị gửi thiếu hàng thôi. Mọi người dồn vài ngày có chị mua đến tuần hơn 10 đôi. Xong là đến khi à không phà mới có thấy bạn. Đến khi đó tìm ông ra gửi luôn. Bỏ tay tìm ông ra. Rồi nào 36 nào, 36 36.5 đi được, 37 không đi được. Có thể đi được nhưng nó bị kích. Kích thì nó cũng chẳng đáng kích bao nhiêu đâu. Thực ra là như thế. Nào 36, bệt 36. Mọi người nhìn cái dòng bệt này. Mọi người nhìn này. Thấy chưa? Đã nhìn thấy cái đế chưa? Những ai nhận bệt của xuất khẩu Hàn Quốc rồi lên tiếng cho mình. Những ai nhận dòng hàng của xuất khẩu Hàn Quốc rồi lên tiếng cho mình ngay nào. Những ai, những khách nào đã nhận được, đã nhận được hàng xuất khẩu Hàn Quốc. Có sục cho chị rồi, sục của chị em cất rồi Khôi Nguyên. Nhỏ Hương ơi, tí nữa chị xem cái đá. Không có sân máy không được đôi nào à? Rồi nào, đôi này 36 chốt đi ạ. Các chế 36 chốt đi. Hàng biệt không còn nhiều đâu. Thực ra hàng biệt không còn nhiều. Kể cả hàng gõ cũng không còn nhiều. Em đây đi sướng giả man. Đúng rồi, Huyền Tráng là người đã ra tận nhà để mua đấy. Ra tận nhà quất lần 6 đôi rồi đấy. Nào đây, đây, hàng biệt. Huyền Tráng hình như em có đôi như thế này đúng không? Đôi này biệt là 150 nha các chế. Biệt là 150. Bệt là 150. Ừ, chị đang lên từ từ đấy à, nắng tia nắng hồng ơi, chị đang lên từ từ. Bệt là 150, cao gót xuất khẩu là 170, memory tất cả là 180. Chào Nga Nguyễn. Nào các chị chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé, chia sẻ nhiệt tình lên cho em. À Đào Vinh Tâm ơi, tất cả hàng ngày mai, hàng ngày mai em sẽ gọi điện để chốt hàng nhé. Ngày mai tất cả sẽ gọi điện chốt hàng. Còn hôm nay là họ cười chết á. Chạy ra tận nhà mua 6 đúng họ cười chết nữa. Nào chân 36, chân 36 chốt cho em đi. Có mọi người có cần em phải lên chân không? Mọi người có cần em phải lên chân không? Chắc em phải lên chân là mọi người mới thấy đẹp đúng không? Thực ra là không có đâu. À không 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 sợ, không free ship được tất cả các gì nhá. Làm sao với giá này mà free ship nữa thì em biết bán cái gì. Trời ơi, giá này mà free ship nữa thì thì nó còn nó đang rẻ hơn cả giá hàng chờ rồi. Mà mấy chị kêu nó free ship nữa thì làm sao. Đây đối này 36 này. Em nghĩ 37 đi cũng vừa. Bởi vì 36 em đi thấy vẫn lòng lòng đấy ní. Em đi vẫn thấy lòng lòng nhá. Nhưng mà nói chung hàng biệt thì không phải lo. Đây đây, nói chung đối này 36 37 đi gì đều đi được. Cho nên em 36 ra em vẫn đi thấy lòng đấy. Rồi chị nào chốt đối này 36 37 gì đi cũng được tất. Đây, vì dòng bệt này là bệt dẻo mấy chị nhá. Kể cả khách của em nhận hàng, khách sỉ nhận hàng cũng cực kỳ ưng. Đây, đây, mấy chị nhìn thấy không? Đôi này em đi lỏng đây này. Thế nên chân em 36 ra dàn lắm nhá. Đây, thế nên chân 37 vẫn bon chen được đôi này bình thường. Nó không hề đau chân mấy chị nhá. Không hề đau chân luôn. Chị nào mà đi bệt này đau chân nữa thì chỉ có nước. Chỉ có nước mua bệt vài triệu mà đi thôi. Em nói thẳng luôn. Huyền My ơi, không có đơn đâu em ạ. À.
Dòng bệt gần hết rồi, thế nên chị nào mà cần bệt thì chốt đi. Bởi vì đôi nào cũng đẹp. Đôi nào cũng đẹp hết, đôi nào cũng đẹp, cũng chuẩn, cũng xinh hết. Đẹp, chuẩn, xinh. Đây, mọi người phải nhìn vào cái đế của nó nghe nhá. Nhìn vào cái đế của nó để biết được nó là hàng xuất khẩu thì nó sẽ như thế nào. Đây, chính xác là như thế này. Có chị nào lấy bệt này không ạ? Có chị nào lấy bệt này không? Không có chị nào lấy bệt này thì em sẽ quá nhá. Và có một điều là em không bán qua inbox mấy chị nhá. Kể cả mấy chị có quay vào đây chụp màn hình gửi qua check inbox em cũng không check. Ôi, quăng đâu rồi? Cái nắp quăng luôn rồi nè. Em là em không check inbox. Đôi đỏ là 150 nha Thu Trân. Bệt là 150 hết. Bệt 150 hết cặp chế nhá. Chị nào chốt thì phải chốt luôn ngay trên live đây cho em. Chứ em không có chốt ở trong trong kia. Không chốt ở trong không chốt ở trong trong tin nhắn. Đúng rồi, chính xác là không chốt ở trong tin nhắn. Nào 37. 37 màu bò có xích. 37 bò có xích. Chị cũng biết nữa, Anna ơi có đấy. Có nào. 37 bò có xích quá đẹp luôn. Cái này đi có cái dây xích ngang qua. Tuyệt đẹp luôn. Thế nhá. Cái này mình xỏ vừa mình lên chân cho mọi người xem này. Quá xinh luôn. Nhưng mà em đi rộng. Đây nhá. Như thế này, chân em đi rộng. Chân 37. Chân 37 thôi. Chân em đi rộng á. Đi rộng nhìn nó không đẹp. Không, cái này 36 không vừa. Cái này 36 không vừa đâu. Rất là xin. Những cái đôi như thế này mà mọi người không chốt là quá phí phàm nhá. Riêng em nói thẳng, những cái đôi này mọi người không chốt là quá phí phàm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà những đôi đó không chốt thì chẳng có đôi nào để mọi người vừa lòng nữa. Những đôi này mà không chốt thì chẳng có đôi nào vừa lòng. Và em lưu ý là các chị đừng bao giờ chụp ảnh để gửi qua Facebook cho em không check dưới mọi hình thức. Em không check dưới mọi hình thức nhá. Được chị, được chị. Chân chị 37 là ok nghe chị Thanh. Chân 37 là ok luôn chị. Quá đẹp luôn, đúng không phải là đẹp. Quá đẹp luôn các chị nhá. Những cái đôi bệt đó mà không, nói thật mấy chị mà không chốt á, em nói thẳng những cái đôi bệt mà riêng cái dòng bệt nhà em mà mấy chị không chốt thì chẳng bao giờ mấy chị ra chờ mấy chị hài lòng mua được một đôi bệt. Nói thẳng luôn, kể cả mấy chị mua mấy trăm. Rồi đôi này 36, chân 36. Đôi này là size 36, 37 gì đi cũng được đây. Để 36 đi đi. 36. 36 các chị nhá. 36, đôi này 36, 37 gì đi được. Bởi vì sao? Hàng này đơn giản. Rồi em chốt cho chị Thanh. Chị Thanh ơi, chị có đơn chưa hè? Hôm qua chị có đơn không? Cho em số điện thoại chị ơi. Các chị chốt cho em số điện thoại luôn. À có chị Chi Bùi ạ. Cái dòng bệt này em đi tẹt ga. Chị Thanh ơi cho em số điện thoại. Hôm qua chị có đơn không ạ? Hôm qua chị có đơn không? Hôm qua chị có đơn không ạ? Nào, mọi người nhìn bệt nhá. Giới thiệu cho mọi người xem bệt này. Mà thực ra cũng cần phải giới thiệu đâu. Bởi vì hôm qua em bán rồi, đúng không? Hôm qua em bán rồi thì các chị biết rồi. Đây. Bệt của em là bệt như thế này cơ. Tất cả những khách nào mà đã nhận bệt chắc cũng chưa thực ra thì là cách đây mấy ngày có về một chuyến nữa. À rồi ok chị. Đúng rồi, có một đôi của chị nữa. Rồi đôi này chân 36. 0918 0918 081973 150k. Ok chị. Đôi này 36 nào. Ủa sao về ai vấn đề? Khách người ta nhận thịt cả rồi tê. Đang là rửa. Nào đối này là chân 36 cho em. 36. Chào Yên Trang. 36. Không đâu chị ạ. Chẳng có màu khác nữa đâu. 30, những cái màu 36 mà em like đó là những cái màu quá đẹp luôn. Những cái màu quá đẹp. Rồi chị Thanh ơi, chị nhảy vào inbox địa chỉ cho em luôn đi cho nó khỏe. Nhảy vào inbox địa chỉ cho em mãi khỏi phải gọi. Nhiều khi gọi mà chị không bắt máy liền á, xong lại rụt cái đơn nó sang một bên.
để đóng cho những cái đơn khác. Xong rồi quay đi quay lại quên mất. Nào đôi này là chân 36. Chân 36 đâu đấy ạ? Chân 36 các chị đâu hết cả rồi. Riêng những mẫu này mà các chị chân 36 không chốt thì chẳng có mẫu nào để chốt đâu mấy chị nhá. Mấy chị cũng không cần phải xem để chốt nữa luôn. Em nói thẳng, những cái mẫu 36 đó mà không chốt thì chẳng có mẫu nào đáng để chốt nữa. 180 chân 38 cho em. Chân 38 đẹp quá. Mẫu này hôm qua em có lên lái đấy. để kiểm tra cho. À mẫu này là chân 38.5 chứ quên. 38.5 39 bình thường. 38.5 39 non non ấy. 38.5 39 non. Là quất mẫu này không đẹp không lấy tiền. Dạ dạ ok chị. Ok chị. 38.5 39 non mẫu này. 38.5 39 non mẫu này. Chân 38.5 39 non mà không quất mẫu này là sai lầm trầm trọng. Quá sai lầm nha mấy chị. Hôm qua nó có chân của em cho nên em xỏ rồi. Hôm nay không có chân của em nên em không xỏ được để cho mấy chị nhìn thấy dáng. Đôi này là 38.5. Đôi này là cao tầm khoảng 6 đến 7 phân. Không. Tầm tầm đó, 6 7 phân thôi. Đây, cái này mà mặc váy đầm thì không phải chê chỗ nào hết, mặc váy đầm thì không phải chê chỗ nào hết. Mấy chị nhìn thấy không? Chất của nó thì quá đẹp bởi vì nó là memory mà. Đây đây memory, hộp của memory đây. Và em lưu ý mấy chị, memory có hàng nhái nhá. Riêng memory AD cũng có hàng nhái, memory cũng có hàng nhái. Tất nhiên cái dòng Hàn Quốc thì nó không thể nhái được rồi, bởi vì nó có số hiệu để xuất khẩu đi nên nó không nhái được. Nhưng mà cái thằng AD nó có hàng nhái, cái thằng memory này nó có hàng nhái. Mấy chị lưu ý giùm em là nó có hàng nhái. Mà cái hàng nhái của anh đi rất đau chân. Nhái thì nó thiên về là hàng Quảng Châu, Quảng Đô rồi thì nó cũng đau chân thôi. Còn nó hàng bên em chuẩn hàng xịn của memory, chuẩn hàng xịn. Giá chưa sale của những đôi này mấy chị nhà thật là rơi vào 800-900 nghìn một đôi hết. Giá mà chưa sale ấy. Nhưng mà con này nó cũng ít sale. Thực ra hàng này nó cũng ít sale chứ không phải nhiều đâu. Nào chân 38.5 đâu? Chân 38.5 đâu ạ? Hôm nay các chị mua hàng kén quá. Hôm nay các chị mua hàng kén thật. Mai nha Mi Phương Trương, mai mà chị chỉ ship đến sân bóng thôi, em về ra lấy nhá. Chứ họ công kênh họ không đi vào ở trong trong kia đâu. Sục chân 37 nào. Sục 37. Sục 37. Sục chân 37 đây. Đâu rồi? Các chế đi sục đâu rồi? Các chế đi sục đâu đây ạ? Sục này là 180. Sục 180. Chân 37 cho em. Rồi ok. Ngày mai ship vô cái sân bóng ạ, tại vì là ship vào cảnh dương thì tất cả mọi người đều đã đổ lấy thôi. Chứ không thể ship từng nơi cụ thể được nhá. Rồi nào, sục 37. Sục 37 đâu rồi ạ? Ủa chứ hôm nay các chị mua cái chi? Ba lăm hết rồi Ngọc Anh ạ. Ba lăm hết rồi. Đôi này đến đôi này em đi bị thiếu đấy này. 37.5 gì đi đều được hết đấy mấy chị ạ. 37.5 gì đi đều được hết. Đây. Ủa chứ hôm nay các chị mua cái chi ha? 36 cũng không mua, 37 cũng mua rồi, 38 cũng mua rồi, các chị mua cái chi? Bệt chắc gần hết rồi em ạ. Bệt mà 36, 37 như thế mà không mua thì chị bỏ tay rồi. Chị cũng không có hàng nữa đâu. Chân 38 nào. Size 38 nào. 38, 38.5 nào. 38 và 38.5. Đi thoải mái, tẹt ga. 38, 38.5 đi tẹt ga thoải mái mẫu này. Không phải lo. 38, 38.5 chắc cũng có nữa đâu mọi người ạ.
Hiện tại là bếp đồ nó cũng gần hết cả rồi. Chị ơi, ship tùy nha chị. Nếu các chị chuyển khoản cho em thì ship tỉnh có 25.000 thôi. Ship ship ngoài tỉnh thì tầm 30.000. Còn nếu mà các chị thu hộ thì các chị phải mất đối này 38.539 non nhá. 38 cũng đi được hết, tại vì bê thì chẳng phải lo lắng gì cả. Bạn nào chốt thì chốt luôn còng số điện thoại chứ không cứ để đó rồi nó kia. Nhưng có chị ạ. Có sao giờ em đang lái đấy nè, em nhảy em chưa thấy nè. Có chị nào chốt không à? Không chốt thì quá nha, không chốt thì quá đấy. Nói chung em lái một lúc có thể mấy chị kén quá em cũng không bán nữa. Rồi chân 35. Thể thao nào, thể thao 35. Thể thao 35 nào. Trời ơi, người thì yêu cầu bệt, người thì yêu cầu cao gót làm sao được. Hàng của em ngày mai mới đi nha, hàng ha. Hàng của em ngày mai mới đi. Nào, thể thao 35, những cái mẫu thể thao này là VIP luôn rồi. Chị nào mà đi đi đâu ấy, đi không đoàn ngã cái này để em xem chị đi được không đâu. Để em xem chị đi được không. Ô được ấy. 35 cho xoay chân mình đi cũng vừa này. Chị đoàn ngã ơi. Em đi được này. Chị đi được nè. Em đi được này, đi sướng cực kỳ luôn mấy chị ạ. Công nhận luôn, em phải thừa nhận. Rồi ok, chỗ cho chị đoàn ngã. Chị đoàn ngã là chưa có đơn đúng không? Hôm qua chị chưa có đơn, hôm qua là chị Đoan Vân Dung. Chị Đoan Nga ơi, cho em số điện thoại. Cho em số điện thoại. À cái nốt đó để chị xem con đối nào đúng không nào. Em mang 39 giờ nãy giờ à? Có, 39 có mà. Chị Đoan Nga ơi, em xin số điện thoại với ạ. 0915493442. Hôm đi em không được khỏe như hôm qua nên mà bán hàng em nghe nặng nặng rồi. Có chốt cho Ken ớt luôn, chốt cho Ken ớt. À dôn với chị Dung rồi gì rồi, ok chị dôn với chị Dung này. Ken ớt ơi, cho chị số điện thoại con một đôi đây, con một đôi Ken ớt luôn. Ken ớt ơi, cho chị số điện thoại dôn với chị Dung này. Kenneth ơi, đâu rồi rồi, Kenneth số điện thoại của em đâu? Đi sướng cực luôn. 0912. Mẫu này là 150 nhá. 850090. Rồi ok. Cảnh dương à, rồi ok. Cảnh dương thì cảnh dương. Nào chân 39 bơi vô đây cho em. Chân 39 bơi vô đây nào, hơi bị đẹp. Chất hơi bị xịn. 10, 15. Cái đôi đó đi sướng lắm á chị nga. Cái đôi đó đi sướng lắm. Nào chân 38.5, 39 bay vào đây cho em. Chân 39 đâu bay vào đây cho em nào. Da thì hơi bị mềm mịn rồi. À rồi thì Dung ok, ngày mai đơn sẽ đi. Ngày mai nhá. Hôm nay chưa chốt cho ai hết đâu. Chưa chốt cho bất kỳ ai cả. Các chị ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em nó. Sao lại tụt như xem thê thảm vậy. Nàng nào 39 bơi vào đây. 39 mẫu này không lấy thì lấy mẫu nào. Quá dễ thương luôn. Riêng em là thằng nhá. Có cái size 36 mà em thử với chân các chị không dành nhau thì coi chừng. Nó không có size của em nên là em xỏ bố nó mất dáng nhưng nó không được đẹp. Chứ đôi này phải gọi là cực đẹp nhá. Mà nó cũng có nhiều đâu. Sao xót vào đôi hai đôi đây chứ chẳng có đôi này. Đôi này là 150. Đôi này không có 35 đâu. Từ dưng nó có đấy rồi. Tiên nắng hồng 39 ok, tiên nắng hồng. Đôi này là 150. Trời ơi, ai bán được cực chi giá này. 150 tia nắng hồng. Cuối cùng đã có rồi tia nắng hồng này. 09. Hết rồi, hết rồi. Tia nắng hồng chốt rồi. Tia nắng hồng 0964. Thực ra là nó to đung đung đấy các chị ạ. À, khổ lắm. Giống như có bữa khách em chân em đi to lắm chị ơi. To lắm luôn. Đến khi về ôi trời ơi. Chị Hồng Nguyên ơi, hết rồi các chị ạ. À. À rồi đây. Chân 35 bơi vô đây cho em. Đẹp quá.
Chị ơi, nhân kính đôi đẹp giả man luôn. Cảm ơn Phương Nga nhiều nhá. Cảm ơn Phương Nga. Hàng kính mình cứ đi ten ten rồi đó. Nói chung là cùng nhạc lái kính lắm. Lái kính là ăn mặc cho đẹp đẽ tí cho đừng bật thỉu như đi. Chân 35 nào. Chân 35. À chị Huyền Nguyễn ơi, em ở ngoài gần đeo ngang. Cái này cũng đỡ khó hơn đó. Cái này là phá 1 phần 2 gói. Dàn bà đi mua thêm thì cũng đủ. Mua thêm giá cây con nữa, mua đủ đơn như đi không sốt chị ho thôi. Chân 35 đâu rồi, quá đẹp luôn, quá đẹp quá đẹp. Anna ok. À khách nào nhá, trời ơi mẫu đi đẹp lắm Huyền Diệp ơi, em sai lầm. Anna mọi người em nói này, những ai mà có đơn hôm qua thì báo dôn cho em nhá. Anna 0898. À với lại thứ hai nữa mọi người chú ý cái số điện thoại này 512393. Rồi em nhận được kính đôi đẹp lắm chị, cảm ơn em. Đôi này là gót, đôi này là 180 nha các chị. Hàng bệt là 150, hàng xuất khẩu là 170 và memory là 180. Các chị chia sẻ mạnh tay lên cho em nào, từ dưng để tụi người xem buôn rửa. Mẹ em nói mẹ chị đi nè. Hàng memory là có hàng nhái nhá. Thế nên là các chị phải chú ý cho em. Có em ship toàn quốc mà chị Huyền Nguyễn. Em ship toàn quốc. Rồi 38.5. Chân 38, 38.5 cho em nào. Sục 38, 38.5. Ôi xem không được à. À phàm anh nào ơi, chị thoát ra đi. Chị thoát ra đi, chị vô lại cho em đi. Chứ sao lại không được được. Mọi người vẫn xem bình thường mà chị. Chân 38.5, 38 và 38.5 bơi vô để lấy sục đi. Sục không có nhiều đâu mẹ chị. Chuyển sau nó không có sục nữa nhá. Mà sục hiện tại còn được vài đôi thôi. Chắc cũng còn vài đôi nữa đâu, còn một hai đôi gì nữa. Sục á, sục hôm qua là em đã bán gần hết rồi. À đôi này không có 37 nữa đâu Anna, không có 37 nữa, hôm qua bán 37 rồi. Thế nên ai chân 38.5, 38 và 38.5 thì lấy đôi sục đi. Mọi người nhìn sục chất này, trời ơi đúng hàng xin có khác mọi người, hàng xin có khác. Còn mà cầm cái hàng kia lên là có khác, mọi người nhìn này thấy không đó. Vằn vèo kiểu gì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến giá. Chất như thế này cơ mà. Chị ơi, sục 36 em hết luôn. Hết 36 sục rồi phải. Bây giờ chỉ trên tay em chỉ đang có 38.5 đây. 38.5 chị nào mà chân 38.5 thì quất đi. Không phải chân trừ đâu. Thực ra mà nói sục mà. Không, cái này tiền nắng không em không vừa đâu. Tiền nắng không à, em không vừa cái này đâu. Để chân 38, 38.5 đi thôi. Rồi ok chị Nguyễn Thị Hồng, sục của Nguyễn Thị Hồng. Mấy chị đánh thủ mua sục đi, chuyển sau em cũng không có sục nữa. Chị Hồng ơi, cho em cái số điện thoại ạ. 0907 0794823. Ok chị. Chuyển sau nó không có sục nữa, chính xác nó không có sục. Rồi 36, xám 36 nào. Xám 36. Chân 36 vô đây, bơi vô đây cho em. Chân 36 đâu rồi. Riêng cái đôi này là phải nói là cực kỳ chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi chốt chị Kim Dung 36 cho em số điện thoại. Mấy chị về nhìn cái đế nhá. Ta nói tuyệt vời luôn, mấy chị nhìn cái đế đã đủ biết chắc chắn cỡ mua luôn rồi. Nó hơi bị xin luôn. Chị Kim Dung ơi. Làm gì có Valentino màu đỏ hả à, chị? Chị Kim Dung em xin số điện thoại nào. Các chị mà nhận cái dòng bên xuất khẩu này á. À không, ngay vì ơi con một đôi màu xám đi. Trang vịt đô nát lấy 36 luôn hả? Đâu rồi, đâu rồi? Chị này, chị Kim Dung có số điện thoại chị đâu? Số điện thoại chị đâu rồi ạ? Đâu rồi, số điện thoại của chị đâu chị Kim Dung ơi? Ủa chứ kêu chốt xong bỏ mốt. Mà rồi hãy lại chốt xong đó lại ẩn như như hôm qua nữa rồi. Trang vịt đô nát nữa cho chị số điện thoại. À đôi đục và chị, đôi đục thì hết rồi chị ạ. Nào rồi chân em 36 ok. Chị chốt sang cho vịt đô nát. Cho chị số điện thoại. Trang vịt ơi, Trang vịt đô nát cho chị số điện thoại nào. À chuyển sau thì không có sục rồi. Sục nó ít lắm, không được nhiều. Vịt. À đôi sục hết rồi chị.
Một đôi 34, 35 à? Vậy thì chưa có đâu, đợi chị tí đã, đây Hiền Nguyễn ạ. Đâu vịt ơi vịt, vịt Donan ơi, vịt Donan. Vịt Donan cho chị số điện thoại nào. Công nhân ngồi lắm nghe cái mùi dây nơi hôi. 0911343123. Em ở mô rứa, em ở mô thì chị ship vô luôn, chị đi gửi chị ngài lắm. 123. Chị biết rồi nhưng mà đi gửi nghe ngài rứa. 36 con một đôi này. Chân đang nào 36 con một đôi này. Được, được, chị không được, chị không chốt được nhá. Người cái mùi này làm có sao không ạ? Ba mươi sáu cho em nồng, 36 cho em nồng. Ship ở mô mà mất phí. Vịt Donan ơi, em ship ở mô mất phí. Không, cái này 37 ông, à, cái này đôi này 37 đi vẫn được. Chị Nga Nguyễn ạ, à, đôi này 37 đi vẫn được chị nhá. Chắc vừa sau phải bịt khẩu trang quá. Đôi này 37 đi vẫn được chị ạ. À? À, đây này em nói này, cái đôi này 37 đi vẫn được nhá. 36, 37 gì đều đi được đôi này. Ừ. Chẳng lẽ giờ đi bán hàng là bịt mất cái, bịt lại cái mặt đi bữa họ chửi. Rồi chốt cho Nga Nguyễn, chốt cho Nga Nguyễn nào. Đâu à? Có em mua đi lấy bịt mặt không em? Mọi người có chửi em không? Đi đúng rồi đó. 0976. 0976. 789 548. Chứ mà em bịt mặt lại. Em bịt mặt lại vẫn nói được. Thực sự là hối thiệt mình vậy. Hối thiệt. Rồi chân 38 bơi vô đây. Thì như mẫu này chỉ còn 1, 2 đôi chi nữa thôi này. Chân 38 bơi vô đây. Thiệt. Để lấy cái chi mà bịt hề. Chân 38 nào. Chân 38 bơi vào đây cho em. Giọt lề này nó không có nhiều này. Ngay quá giờ bán giọt lề được mấy đôi thế này. Điểm đến đâu còn tay 3 đôi vậy. Bịt mũi thôi hề. Thiệt em thiệt. Em nghe hơi, hơi khó chịu á. Chân 38 đó là cặp tình yêu. 37.5 là chân 38. Cái mẫu này đi hơi bị sướng nhá. Hơi bị sướng cái mẫu giọt lề này này. Mà không lấy được nhiều. Cái mẫu này là chia cho mỗi người một ít thôi. Nên là nó không được nhiều đâu mấy chị ạ. Ừ hề, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy vỏ cam, đục vào mũi. Mẹ ơi. Mẹ. Không, màu này 36 Huyên Nguyễn ơi, bàn chốt đi màu này màu đỏ có 36. Chị Nguyễn Lê ơi, chị chốt 36 màu đỏ đúng không? Chị vừa inbox cho em có một đôi 36 màu đỏ của khách hôm qua mua cho chị gái mà không ưng màu đỏ nên là em đang hủy dưới á, mà em chưa tìm ra được. Nói như thế này những màu đỏ chân 36 nhá. Chị phải vào inbox cho em, nhắc cho em. Ngoài ơi. 38 đâu rồi? 38. Chị Kim Dung chốt. Chị Kim Dung chốt 38 đúng không? Chị Kim Dung chốt 38 đúng không? Màu này em hết 36 đôi mấy chị ạ, hình như là hết rồi. Rồi chị nào chốt màu này 38 cho em số điện thoại. Quá đẹp luôn. Không, 37.5 đi nó lỏng đấy. Nó là sai 37.5 thật. Nhưng mà nó là phải chân 38 đi. Rồi chốt cho chị Kim Dung. Chị nào mà có đơn hôm qua thì bảo với em. Chị nào có đơn hôm qua bảo với em. 0912 665 790. Em cũng không nhớ đâu mấy chị ạ. Mẫu này là 180 nha mấy chị. Màu đỏ nó chả có đâu. Thực ra là màu đỏ của khách. Mấy chị chơi em một xí nhá. Em đi lấy hai cái vỏ quýt em nhét vô mũi. Mai chị ra lấy, chị phải ra buổi chiều thì em mới soạn hàng cho khách xong được.
Đợi 36 à? Nó 36 nó chỉ được một đôi thôi, hôm qua khách đặt. Cái xong là bà ấy kêu là chị bà ấy cũng ứng màu đỏ, thế nên em bỏ lại mà em giữ cả 100 đống hàng em không tìm được. Cho em nhét vô cái lỗ mũi cái đấy nhá. Công nhận hôi thiệt. Hốt ạ. Rồi tiếp tục. Cho nó đỡ hôi. Rồi chân 38. À rửa à. Nào chân 38 cho em. Cái màu này mẹ chị mặc con rín mà đi cực kỳ sướng này. Nhìn nó hơi buồn cười. Nào chân 38 nào. Chân 38.5 nhưng màu này nên đi 38 thôi. Nên đi 38 cho em nhá. Và em nói với mẹ chị cái màu này này. Khuyên chân thanh này. Chị nào mà đi đường xá nè, đi làm gì mà đứng cả ngày như cô giáo á, thì lấy những cái màu này cho em này. Biết sao không? Nó êm chân cực kỳ luôn. Nó êm chân mà. Cái da lồn này nó không nóng đâu các chị nhá. Da lồn cũng mà hè, bên trong nó có giá mềm nhá. Bên trong Mít Việt này đừng có cười. Bên trong này, bên trong là nó công nhận không là hôi lắm. Ngay quá. Sao không nghe gì vậy chị? Em thoát ra đi hoa mì chân mì hoa ơi, em thoát ra đi. Em thoát ra đi. Không phải mô. Thôi em sợ. Nào chân 38, chốt đôi này chân 38. Khuyên chân thanh mấy chị nào mà đi xa này, đừng lâu. Đi xa đừng lâu nhá. À như cô giáo chẳng hạn, thì là lấy cái mẫu đi. Ừ đúng. Chị cũng sợ, hối thì chị cũng hối mà chị quen rồi. Ăn nó ở trong đi quen nó đi, chị sợ độc thôi. Chị sợ độc thôi chứ không phải sao cả đâu. Chứ còn bình thường á, không bầu bì à, ăn rồi ở trong cái phòng đi tư sản, có khi tư sản để tối luôn. Hai đôi giày mình lấy đẹp lắm vừa luôn, cảm ơn Thiên Lý nhiều ý. Nào đôi này chân 38, đã nói là khuyên chân thanh mấy chị thì là khuyên nhá, chứ không phải là em bán hàng mà em nói đâu, nhiều chị mà đừng lợp. Đó, đôi này không có nói sai khác đâu, hình như con đôi đấy. Đôi này là 180. Trời ơi, mặc cười nữa chứ. Người ta đi mà không sướng em cũng thèm lấy tiền luôn. Nó mềm kiểu gì mấy chị này, mềm kinh điển luôn, chứ không phải là mềm thương đâu, phải gọi là siêu mềm. Ôi thông cảm nha, thông cảm. Đôi này là 38 rồi, chốt cho Long Hoàng. Đôi này này chân chí nam nó là đừng lợp, đừng đô mà đi lâu nè, mà đi lâu nữa thì phải lấy. Em khuyên chân thanh một câu như thế, nó mềm nó êm quá. Chốt cho Long Hoàng dồn này. Bình thường thì em mặc kệ, em mà không bầu bi thì em mặc kệ đó. Hết rồi, hình như hết rồi. Thực ra cái màu đó không có nhiều. Nào bệt kim sa, hết rồi Lê Nhung ơi, hết rồi, chỗ cho Long Hoàng rồi. Bệt kim sa 39 nào, 39.5, 40 bơi vô đôi đi hết. Bởi vì sao? Đôi này mà chấn 35, 37 đi cũng được. Thanh Nguyên ơi, hết rồi, có đâu nữa mà xem lại. Để kể cho nghe này. Sẽ chả có năng, chả có ai mà mua được đôi bệt này đâu mọi người này. Sẽ chẳng có ai mua được đôi bệt này. Tí nữa mà có size của em á, em mà sỏ lên một phát là gì, các chị cũng giành nhau. Nói thẳng. Khách em ra nhà là... Đây nhá, đây là giò này, mọi người nhìn này. Em phải bóp lại bởi vì chân em đi không vừa này. Đây nhá, chốt cho ai đây? Chốt cho ai đây nào? Quá đẹp và đi quá sướng luôn. Riêng cái màu này đi là thân đỉnh. Đỉnh luôn mọi người ạ, đỉnh luôn. Đôi này chân to nhất quả đất cũng vừa. Chân to nhất quả đất. Khẩu trang y tế thì bịt lại cũng như không. Khẩu trang y tế tôi lấy khẩu trang tôi bịt cho rồi. Thôi chứ vì tương lai con em chúng ta ngủ cũng được, cố lên. Rồi. Ai chốt đôi này ấy? Ai chốt đôi này đâu? Trời ơi, tí nữa mà em thêm mấy chị mà có size của em sò ra. Em sò ra một phát đó chị rồi mấy chị cũng giận nhau. Nào, chân 39, 40 bơi vô đây cho em. 39, 40 bơi vô đây, bơi vô cái đôi đi. Đôi em vằn là như cái bánh đây. Rồi Huyền Nguyễn lấy đôi này đúng không?
Phiên nghiệt có đây xoắn lại như cái bánh đi luôn. Thấy chưa? Rồi mở ra. Trời ơi, cái đi sướng, sướng dạ màn con ngán màn đẹp lắm. Mọi người phải nhìn kỹ phía ngoài lên thì hẳn đẹp lắm. Em cũng biết là rồi chốt cho Huyền Nguyễn, cho chị số điện thoại Huyền Nguyễn ơi. Huyền Nguyễn ơi, số điện thoại đâu? Huyền Nguyễn, đối nay chân to nhất của đất. Đối nay 36 à, đối nay chân 35 đi cũng được nghe Mỹ Duyên. 35, 35 đi 36 cũng được. 35 đi 36 cũng được. Đối nay 39. À cái gì hả? Huyền Nguyễn ơi, em có chốt không để chị chốt cho Phan Thanh? Huyền Nguyễn ơi, em có chốt không để chị chốt cho Phan Thanh? Chào An Nguyên. Chị cũng biết có hay không nữa. Có nơi, có mấy đôi nơi á. Mà 38 thì 37 đi cũng được. Không, không, cái này để chị chốt cho Phan Thanh đi. Phan Thanh. Và chân 39 nó tự dưng kêu đi 36 khổ. Phan Thanh. Phan Thanh đâu rồi nào, số điện thoại của Phan Thanh đâu nào? 0972 72 138 206 à, cái mẫu này đi về đi siêu sướng luôn. Đi đã ngất ngây ngơ tây luôn. Không còn gì có thể sướng hơn. Huyền Nguyễn ơi, chỉ chỗ cho Phan Thanh thôi. Em chân 36 thì làm sao đi được 39. Rồi chân 37 cho em nào. Chân 37 cho em nào. Thắt lại cái dây này. Chân 37 cho em nào. Như thường lệ vẫn quảng cáo mẫu này là như thế này nhá. Chân nang nào mà đang trực thô thô to to đó. Quất mẫu này đi. Đúng rồi, tí về chính xác. Nào, chân 37 nó là size 36 thôi. Nhưng phải là chân 37 nha các chế. Phải là chân 37 thì đi mới vừa nhá. Còn chân 36 là không vừa đâu này. Chân 36 là tự đi bật gót đây này. Đây, chân 36 là tự đi bật gót nhá. Đi bật gót này, đi bật gót thì nên chân 37. 36.5 đến 37. 36.5 37 thì đi mẫu này cho tớ. Ờ rồi, Mỹ Duyên. Đâu rồi, 36.5 chân 37 đâu rồi? Ngọc Khánh ơi, sao đó? Nào, 37 chân 37 đâu rồi cực chế? Chân 37 đâu rồi? Cái mẫu này là gửi thì gửi luôn cả đế phụ. Gửi thì gửi luôn cả đế phụ cho mọi người dự trữ hí. Chứ thực ra đi nó chả biết đến khi nào nó hư. Kia, yeah. Gửi luôn cả đế phụ bỏ vào đây. Chân 37 chốt cho em. Chân 37 chốt cho em đi. Cái mẫu này là quá xinh mọi người ạ. À. Đặc biệt là chân đằng ái đằng trước to thó to thố. Mà giờ đi hai bên kia mất cả nên hắn đau chân. Thì hắn đây. Phương pháp cứu tính là hắn nhá. Phương pháp cứu tính là hắn đó. Sao đổ cá nữa. Ừ dưng bù đi. Lại tiếp tục bệt này. Bệt 36 nào. Bệt sinh yêu 36 nào. 36, 36.5 gì đi cũng được tất. Thậm chí mấy nhiều người đi 37 là vẫn đi được. Tuy bán 36 đâu rồi các chị. Bệt không còn nhiều đâu. Các chị tranh thủ đi. Các chị tranh thủ mua bệt đi. Bệt không còn nhiều đâu. Để xem nào, xem nào. Đâu chị nào chốt đôi này bệt cho em nhá. Chị nào chị chốt đôi bệt này cho em đi. Ừ, bà lắm á. Chị cũng biết có hay không nữa. Dây bệt đây, dây bệt đây, cực chi dây bệt đó. Đối nay 36 của chị nó lấy không? 36, 37 đều đi được đây. Mà theo em thì nên để 36 đi cho nó thoải mái. 36 đi cho thoải mái. Chị nào mà cầm cái dòng bệt này trên tay mà không ứng được. Đấy, này bệt mà thế này cơ mà. Đây này, bệt mà này, thấy chưa? Em vằn vèo thế này, cỡ nào nó cũng thế này cả. Đôi nào cũng thích để tráng ạ. À. Cái đôi kia thì nó chắc chắn. Chắc chắn hơn. Còn đôi này thì nó dẻo hơn. Đôi nào chả đẹp. Gớp khổ. Nhìn chập là hóa hết cả mắt tôi cho cỡ chi Hoàng Nhật Phạm. Hoàng Nhật Phạm 0912970357. Rồi. Chào xí nha. Chị lại ôm cái đá.
chị tiếp tục chia sẻ ý. Màu khác á hả? Màu khác á hả? Trời ơi, bê tí đi đi lại lại nó cũng chỉ những màu nữa, vấn đề là cái chất thôi. À rồi đây, 38. Sao con sốt đấy hề? Chứng tỏ là vật con sốt. Đấy vài đôi à? Đúng, hình như được đôi nữa đây. 38 nào các chị, 38 nào. Em đã không bán cái gì, bán thì có chất trở lên thôi nha. Khách quen của em thì quá rõ rồi. Các chị chia sẻ nhiệt tình cho em với. Từ dưng để tụi kia xem buôn bán nữa. 38 chốt ngay vào luôn. Quá đẹp, quá xin. Mọi người nhìn này. Nó nha, hàng xuất đàng hoàng nha. Chân 38 đâu rồi ạ? Em là thiệt, bên đây cho em giảm lấy hàng 38 nữa luôn. Em sợ quá đi luôn à. Chị Linh là 38 chị sợ hết, à 35 chị sợ hết rồi. 36 hết, khả năng là hết rồi. Hiện tại là còn trên tay 38 thôi. Chị nào chốt 38 thì chốt đi. Chị nào 38 thì chốt. Còn anh như khi này có 35 hết rồi. 36 cũng còn nữa đâu. 36 cũng chắc là cũng còn nữa. Bởi vì là hiện tại trên tay có 38 thì cứ lái 38 cái đã. Em không phải bán những cái tá là cứ xịp chứng ký vậy đâu. Không, không có màu khác nữa. Tia nắng hôm không vừa đâu. Cái này chân 38 thôi. 37 cũng không còn nữa đâu. Cái này 38. Xem nào. Không, cái này 38 đi thôi. Rồi ok, ảnh Nguyệt rồi. Không, em không vừa. Em không vừa, ai chân 38 bơi vô đây cho em. Không có màu khác. Cái mùi chị Hương ạ, à, cái mùi. Cái gì? Bàn gì? Em đôi đen là đôi nào? Thế là nhà Hoa Nhật Phạm nó không chốt đôi đỏ đúng không? Đâu rồi hè? Đó nè. Mọi người phải nói rõ ràng chốt cái gì, khổ quá ấy. Rồi hủy của Hoàng Nhật Phạm luôn đi. Không có đen đâu Hoàng Nhật Phạm. Đôi này 150. Ok Hương, em đang nói để vô mua Hương mấy cái váy xuống về mặc cho mát đấy. Rồi mà 150 nhá. Nana ơi, 150, trời ơi, ai bán xuất khẩu 150 như em không? Nana lê cho chị số điện thoại. Chị bỏ đấy cho nên mai vô mới lấy cho dễ nè. Em thích đôi này chị ạ, à, em thích đôi này nhưng mà nó hết rồi, khổ quá. Nana lê cho chị số điện thoại. Đôi này là... Rồi bắt đầu để em sổ này, vừa chân em để em sổ này. Nana lê ơi cho chị số điện thoại với, nhanh lên cho chị với nó, chốt thì phải bảo số điện thoại, mất công phải đi gọi. 0983 450935. Rồi ok, cất đây cho Nana lên mai vô mà lấy. Rồi là rồi, mày vừa chân em để đếm sò này. Đôi này là nói nè, 36 cũng được, 37 cũng được. Đi nó tẹt bô tẹt gá luôn. Đôi này 37 nhá, chân 36, 37 gì đều đi đẹp hết hết. Thấy chưa? Thấy chưa, chân 37 đi sướng hơn này. Chân 37 đi ngỏ vẻ nữa hơn, chân 36 cũng được. 36 cũng được, 37 cũng được. Hơi bị đẹp mọi người, hơi bị đẹp luôn. Đi êm cực kỳ luôn. Nàng nào chốt đôi này nào. Đi sướng cực luôn đó nè. Và không phải đua đâu. Tuyệt vời. Đôi này 36, 37 gì đều đi được hết đấy. Không phải lo lắng. Bởi vì sao, nó có bó đằng sau này. Nó bó đằng sau nên là không sợ chi trơn. Không sợ chi hết, chốt cho ai nào. Chốt cho ai cho số điện thoại đi ạ. Rồi đá tàng à, chốt cho đá tàng. Đá tàng này. Ơ, đá tàng chốt trước rồi hả Huyền Nguyễn ơi. 0962. Em chốt sang đối khác đi, chơi chị sĩ hình như con 229799. 0962229. Hoàng ta. Đặt ra chủ trước mất rồi Huyền Nguyễn ạ. 22 0962 229799 rồi đã tạc này.
nói rồi, cái đôi đó nhìn vậy thôi chứ đẹp lắm. Dẹp nhá, dẹp gần về rồi, dẹp gần về nhá. Ôi đẹp quá, 36 chốt like cho em. 36 chốt like cho em nào. Đôi này hình như em còn một đôi 35 nè. Không nhớ nữa. Đó em 6 ấy, em đạo 6 ấy Huyền Nguyễn ạ, em 6 mà. 36 nào. 36 nào, đôi này hình như có 35 nữa hay sao mà không nhớ này. 36. Vắn lại như cái bánh luôn. Vắn lại như cái bánh luôn. Được chưa? Có biết nào vậy không? Thấy chưa? Mở ra easy. Không có vấn đề gì. Rồi chốt. Mỹ Duyên ơi, em chốt đôi này nhá. Mỹ Duyên. Mỹ Duyên chốt đôi này. Mũi sao? À mũi, mũi dây hối quá. Chị sợ độc rồi, chị nhét hai cái vỏ. Duyên Mỹ. Duyên Mỹ ơi, em chốt đôi này đúng không? À thế Mỹ Duyên chốt đôi nào? Em đặt chị trước mà hả? Cái đôi đó chân 37 đi em ạ. À, để chân 37 đi cho nó thoải mái. À không đổi được đâu Trang ạ. À, chị không tìm ra để đổi cho em đâu. Chốt cho chị Trân Hành. Không phải đâu, không phải là càng sáu dây càng đẹp đâu, khổ quá các nàng ạ. À, trúng cây nào là chị lái cây đấy thôi. Trúng cây nào là lái cây đấy. Chứ không phải là chị tròn đá, không phải là càng sáu càng đẹp đâu vừa vậy. Chị Trân Hành ơi, cho em số điện thoại ạ. À, chị Trân Hành đâu ạ? À, chị Trân Hành ơi, cho em số điện thoại chốt đôi đen này cho chị ạ. À, các chị ghi chốt thì kèm luôn số điện thoại cho em, bởi vì chú chốt đen thì thấy em cầm đen thì ghi là chốt đen cho em. À có 35 nơi Diệp Đinh Anh ạ. À, tí nữa nhắc chị nhá. Rồi rồi rồi, ok ok. Chị Trân Hành ơi, số điện thoại đâu ạ? À, Oanh Nguyễn đã chị Trân Hành lấy rồi. Đâu rồi chị Trân Hành ơi, chị có lấy không để em chuyển cho bàn khác ạ? À, chị Trân Hành ơi, chị có lấy không để em chuyển cho bàn khác chị? Không, nhưng mà kể cả có rồi thì em cũng phải lên đơn ở trên này chứ. Lỡ ngày mai mà em không là người chốt hàng thì người khác chốt mà. Lỡ ngày mai em không chốt thì người khác chốt thì làm sao? Ủa chứ không phải dùng số kia, 008. Em vẫn lên đơn như thế này để cho người khác họ chốt thì họ lỡ em mà. Tồi thiệt chứ, thì hướng tồi thiệt. 36, 36 đen nào. 36 đen. 35.5, 36 đen nào. Ừ, bịt mũi dây đấy. Khi đếm mà. À chị cũng biết, nãy giờ cũng biết phương trời nào nằm chụp phương trời nào. Chân 36 đấy cặp chế. Đôi này 35 đi cũng được nhá. 35 đi cũng được. Để em xem nào. Đây này, 35, 36 gì đi cũng được hết. Đúng rồi Huyền Nguyễn, Huyền Nguyễn ơi, chân em 36 là non thì lấy đôi này đi. Huyền Nguyễn, ok Huyền Nguyễn, chào chị Hoàng Mến. Nói chung là mọi người mà tự động inbox địa chỉ cho em thì em sẽ gửi trước, gửi nhanh hơn. Bởi sao khỏi phải gọi điện. Nhiều khi em gọi điện mà cả chị không cầm máy á, xong là em rụt qua một bên em đóng lại sau cùng. Ôi trời khổ. Em chốt đôi đen cao gót. Mùi vuông size 37. Đâu rồi? Nam phương trời nào đâu rồi? Mũi vuông cao gót đen. À Nhật Phạm ơi, chị nói này, em 37 da hay là 37 non vậy? Thực ra là có nhiều người họ đi như thế này thì em cũng biết là ý như thế nào hả? Nó là size 36 này. Tuy nhiên nếu em đi thì em không đi đôi này. Bởi vì sao? Bởi vì 36 mà đi nó bị nhấc cột chân rất là nhiều thì bà không bao giờ đi được. Tha biệt nhấc cột chân mình đi được. Nhưng riêng cao gót thì nên đi chật, nên đi kích một tí cho nó chắc chắn cái chân của mình. Mọi người chỉ cần đi hai bữa thôi là nó giãn ra đi ok ngay nhá. À, Nhật Phạm nhá. Nhật Phạm nhớ lại giùm chị, đấy là size 36 chân. Chết đấy nhầm. Đấy là chân 36, không biết hộp size 37 đâu rồi. À không phải mũi chi em sao đâu, mũi chi á. Mũi không phải mũi
Chứ khổ em, không phải mùi vị làm sao đâu, mà là mùi mùi để nhét cho nó khỏi hôi cái mùi dây. Đấy rồi, đấy rồi. Mọi người đi là lùi lại sái nhá. Nhặt phàm đâu nào. Đôi mũi vuông này đi mà ái chân thô thô đi sướng lắm. Hoàng nhặt phàm này. Chứ nhiều người mà đi rồng nhất có sao đi được. 0912 970 357 rồi ok. Khỏe, khỏe. Rồi lên memory, chuẩn bị dành nhau. Đẹp quá. Thực ra mua hàng bên Trung Quốc mẫu này là có bảo hành này. Để xem size mấy đây nào. 180 thì mẫu này đẹp điên đảo nào. Ghét mặt chưa. Chân 37 đi cho em. Chân 37 cho em nào. Đẹp điên đảo. Hôm qua mẫu này biết thưa là các chị. Hôm qua mẫu này là dành nhau đấy. Cái này rồi em không sỏi chân được, chân em 36. Chốt cho Long Hoàng, ok. Đôi này thì còn giá trị quá rồi. Hết rồi nàng ạ. À. À rồi đây rồi, các tình yêu. Đẹp miên man là ở chỗ này. Sao hôm nay màu này có màu này nữa à? Quán nó làm gì có màu này? Chân 35 đâu? Chân 35 đâu ạ? À? Chân 35 đâu các chị ơi? Chân 35, 35.5 cho em. Chân 36 không vừa màu này. Từ dưng hôm nay lại có thêm cái màu này nữa. Ngay quá không có. 35 đâu? Chất này thì siêu xịn. Tuyệt vời. Tuyệt vời nhất trên quả đất luôn rồi. Nào chân 35 đâu? Quả xinh. Và là mẫu này quả xinh và quả là thứ hai là cái chất của hắn mới gọi là VIP. Chất đây phải gọi là siêu mềm luôn. Các chị chân 35 đâu thì bơi vô đây. Dạ không bác chỉ ném hết ạ. Không, lấy đâu ra mà cao. 5 phân thì lấy cái gì mà cao. Ý Hiên Nguyễn ơi, 5 phân thì có chi nữa là cao. Đi cao gót mà 5 phân thì chẳng có chi là cao hết. Nó chỉ được 5 phân thôi. Mọi người nhìn thế này đây, chỉ 5 phân thôi. Xí xí mấy. Cái này bác chỉ hết rồi chị ạ. Hôm qua bác chỉ 38 gì cũng hết rồi. Là nó hình như cái này là hàng sọt lại đây. Biết có hay không nữa hả? Hình như cũng có nữa đâu. Đứa này cũng có nữa đâu. Chân 35 nhảy vô hụt mẫu này đi ạ. Chân 35 mà không đi mẫu này thì khổng khổng xanh ngọc. Mấy mẫu này làm gì có. Hôm qua có màu sữa với màu vàng cháy. Nhưng mà không có size 35. Chỉ có đứa này size 35 thôi này. Hồng Nhung chốt rồi. Ok chốt cho Hồng Nhung. Chốt cho Hồng Nhung đôi này 35 quả đẹp Hồng Nhung nhá. Nhân hàng sẽ biết hết. Chào anh Trinh. Hồng Nhung số điện thoại đâu nào. 0961 đi xuống lắm Hồng Nhung ạ. 0961 bao nhiêu nữa. 544043. Đẹp các chị ạ. Toàn hàng đẹp ý. Cái gì đấy nó. Ôi rồi. Nào. Cái này theo em thì nên để chân 34.5 bon chen. Đây là đôi giày duy nhất mà 34 và 34.5 có thể bon chen được. 35 nữa nha. 34.5 35. Bon chen mẫu này. Bon chen mẫu này, đây là mẫu mà 34 có thể. À, tại bịt cho nó khỏi hôi mùi dây. Ô Hồng Nhung có à, có thì để bảo với chị dôn ấy Hồng Nhung. Em phải bảo cho chị chữ dôn ý. Chứ không là chị đóng hàng một phát là chốt hàng của em nọ. À Thanh Vân Phạm chốt, ok Thanh Vân Phạm. Quá đẹp Thanh Vân Phạm ạ, à. Cái màu chi quá tuyệt vời. Để chống chuột. Thanh Vân Phạm hình như hôm qua có đơn đúng không? Thanh Vân Phạm hôm qua có đơn đúng không? Ai dôn thì dôn nhá, được bảo chữ dôn. Thanh Vân Phạm hôm qua Thanh Vân Phạm có đơn đúng không? Để mình dôn. Rồi ok dôn này. Hôm qua có đơn thì phải bảo là dôn cho mình phải nhá. Cảm ơn
mất công sót đó. 36 36 36 bệt dẻo 36. Đồ bệt này chưa một ái là không thích cả này. Bệt này em không có 38.5 nữa chị Nguyễn Thảo Mạn. Hiện tại chỉ có 36 trên tay. 36, 36.5 đều đi được đôi này nhá. Bắn lại nên như cái bánh luôn. Để sỏ với chân cho mấy chị xem đôi này đi. Các chị nhiều khi nhìn các chị không ưng đâu, nhưng mà em phải sỏ vào chân cơ. Thế nhìn này đôi khi không ưng đấy. Mọi người nhìn này. Mọi người nhìn đôi bệt mà lên chân như thế này thì tuyệt vời quá còn chi nữa. Đúng không? 36, chân 36. Chị nào chốt đôi này chân 36 nào. Đẹp quá hè. Các chị tiếp tục chia sẻ đi nhá. Chia sẻ em sáng mai sẽ check, sau đó sẽ tăng qua. Chân 36 các chị chốt đi ạ. Mẫu này 36 sướng lắm. Đi nó hơi bị ngón lanh canh đào luôn. Đôi này 37 đi cũng vừa. Nói chung là bệt dẻo này đi cứ nó thoải mái đi. Không, Thanh Huyền 35 không vừa. 35 giống mà nên để 36 đi cho nó đẹp đi. 36 đi cho nó đẹp. Chân 36 đâu quay sang chốt cho em. Những đôi như thế này mà chân 36 không chốt thì chả biết chốt đôi nào nữa đâu các chị nhá. Này, thấy đẹp không? Quá đẹp. Rồi, chị nào chốt đôi này chân 36 ạ? Chị nào chốt đôi này chân 36 đâu? Có ai chốt bệt 36 không ạ? Các chị mà riêng chân 36 mà. À mẫu này 37 á, chắc 37 chị cũng biết con hay không nữa tề. Biết con hay không 37 nữa. Hay qua cái mẫu đi chị bán hơi nhiều. Mẫu đi hôm qua bán hơi nhiều. Có chị nào chốt không? Có chị nào chốt đôi này chân 36 không? Trời ơi chân 36 mà không chốt mấy mẫu này thì chờ đợi bệt làm gì nữa. Ba mươi lăm nào 35, 35.5 nào. Cái màu này là màu hồng ruột nhá. Màu hồng ruột không nút đấy. Trời ơi đang có quân ngôi vệ cả đi. Màu hồng ruột rất là đẹp đây. Màu hồng ruột rất xinh nhá. Chào Huy Ngông ơi, chị đây. Chào Huy Ngông. Nào màu hồng ruột, áo hồng kia, hồng chi hề. Đúng rồi, nó hồng đấy. Chân 35. Đá tàng ơi, chốt chân 35 cho ai? Chốt cho chính xác cái túi đi ba. Ba làm gì có ai mà chốt 35? Ủa, để chốt cho đá tàng à? Mua cho ai à? Chân 337 thế. Đá tạ 0962. Khi này có đôi nữa đúng không? 229799. Dồn. Trang Phàm à. Ôi trời. Sao lại sọt vào đây? Rơi à. Đôi này chân 36 đi cho em. Cái này là sọt này. Chính xác là sọt này. Hôm qua rơi chưa bán đôi nào cả. Ôi hay em để em đi đôi về chứ. Đứa này chân 36 đi thôi. 37 đi nó hơi chật đấy. Để 36 đi cho nó thoải mái. Để 36 đi cho nó thoải mái. 37 đi nó. Để 36 đi đi. 37 đi nó hơi chật ý. Mặc dù nó là size 37 thật, nhưng để 36. Nào, một đôi thôi. Một đôi thôi. Đẹp quá tình yêu ạ. Một đôi thôi. Cái này không có đôi. Đấy con có đôi nào nữa nghe. Không, không có nữa đâu. 36. Không, Trang Phạm ông vừa. Chốt cho Huyền Nguyệt. Ok Huyền Nguyệt. Không, Trang Phạm không vừa. Đôi này là size 37 nhưng chân 36 đi cho thoải mái. Chân 37 đi nó hơi kích. Cái dòng chống trượt này là nó để ngược lại. À, ban. Đâu đấy hè, bạn nào chốt đâu đấy hè. Huyền Nguyễn ơi, em có chốt không? Em có chốt cái đôi này không? Em có chốt cái đôi dây trượt màu đỏ này không? Huyền Nguyễn ơi, em có chốt không? Rồi, chốt cho Huyền Nguyễn rồi ạ. Huyền Nguyễn chốt đôi này rồi. Thì Dung ơi hụt rồi. À, cái này có mà. 01697.
Khi này có Tết. 223. An ơi, chị hết rồi, 789. Dồn. Hết rồi, được đôi thôi. Ok. Được đôi thôi cực chị ạ. Ai mà là kiểu thị mình không này. Trang Nguyễn ơi, tự thấy em hai đôi rồi nha chị, ok. Em hai đôi rồi. Vừa mới chốt được hai đôi được không? Nào chân 37.538 nào. 37.538. Thì Dung ơi hết rồi bà. Hết rồi. Được đôi đấu, được đấu đôi. 37.5 chân 38. À, người khác chốt rồi. 37.538 nào, 37.538. Màu này đẹp này. Không không, ba chốt sau, ba chốt sau. Ừ, like xong cái này chị kéo dây cao lại, chị like. Hôm nay nó không còn nhiều đâu, tầm khoảng 7-80 đôi thôi. Hôm nay chị bán lắc, ở nhà gần hết rồi. Nào 37.5 chân 38 đâu rồi? 37.5 chân 38. Đôi này là 37.5 chân 38 đi đẹp. Ra không phải bị đâm răng mà. Cháu nhét cái vỏ cám vô chốt cho Lê Nhung. Cháu nhét cái vỏ cám vô chân khỏi hối mươi dây. Hắn hơi sơ độc. Chốt cho Lê Nhung. Quá đẹp. Không chỉ 85. Mọi người này, thực ra bệt đi rộng cũng được, nhưng cao gót thì đừng đi rộng. À, cao gót là không không, Huyền Nguyễn trước tiên. Cao gót là nên đi chật. Cao gót là phải đi chật. Hết rồi, ôi đẹp quá. 38 tiếp một đôi đen nào. 38 tiếp một đôi đen nào. Đẹp quá. 38 đôi đen. Nàng nào chốt quá đen 30 chốt đen. Chốt đen. Ghi chữ chốt đen kèm số điện thoại nào. Cái này mà có cái giấy ngang vô là làm tốn thêm cái chân đẹp này. Tốn thêm cái chân như cái giấy này này. Thấy chưa? 38. 38 38.5 bon chen được, 39 thì đừng đi. 38 nào, 38 38.5. Nàng nào thích thì chốt vô đây. Chốt 38 Long Hoàng, ok. Chốt 38 Long Hoàng. Cái mẫu này đẹp. Thôi hết rồi, mất Lê Nhung ơi, hết rồi. Đây rồi, chống trượt. Chỉ có đôi chống trượt đây mà để xỏ vào chân cái đã. Tại sao cái đôi này là em muốn mọi người đi cho nó vừa đi chân á. Đôi này nên để 35 đi đi. Nên để 35 đi. Bà xỏ em xỏ cũng được. Đôi chống trượt 35 Huyền Diệp ơi, em có chốt không? Nó là size 36.5 cơ. Nhưng mà chỉ 35 đi thôi. Chân chỉ 36 chỉ xỏ cũng được. Ai ghi chữ trượt nào? Ai chốt trượt nào? À đã tàng ơi, hết rồi, chốt cho chị Long Hoang rồi. Đôi này là em nói này, size là size 36.5 nha. Nhưng chân 35 đi. Biết sao không? Đây này, chân em 36 em xỏ hơi cực. Xỏ, nói chung nếu xỏ thì cũng có được thôi. Chân Thủy ơi, hết đen ạ, à, hết đen đôi đó rồi ạ. Nào chân 35 đi, chân 35 cho em nào. Chống trượt chân 35. Chống trượt, e gần hết rồi đó. Chống trượt, chống trượt. Chống trượt chân 35 đâu rồi? Chống trượt chân 35 đâu rồi? Khi mà không có á, khi mà không lái á thì kêu ỏ mới mốt rồi. Chứ có đấy rồi thì là chạy mốt rồi. Đâu thế? Chống trượt đâu, chống trượt. Các chế chống trượt mới cả rồi. Trời ơi, khi mà kêu lái xe to thì lại kêu 35 ỏm ý. Rồi giữ 35 đây rồi, rồi chạy đi mốt rồi. À, cái gì Tráng Phạm, Tráng đâu có chốt không? Thôi bỏ qua đi. À, Trân Khánh nhà chị để hái cái vỏ cám. Chị để hái cái vỏ cám. Đâu rồi, chống trượt của Ngọc Anh ở đâu rồi? Ngọc Anh với... Ngọc Anh về ái hè.
chống trượt có sai 35 rồi đấy nhá. Vừa mới nhảy vô hỏi chống trượt có 35 không, giờ kêu giờ lại 35 không ai nhận, bỏ tay luôn. Thể thao 35. Thể thao 35 để cho Ngọc Anh. Ngọc Anh ơi. Ngọc Anh. Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh đâu rồi? Ngọc Anh ơi, để cho Ngọc Anh đó. 35 Ngọc Anh ơi. 35 35.5 đi được kịp. Ngọc Anh. Ngọc Anh hôm qua giờ ngồi cánh mãi chưa được đôi nào đây. Không biết Ngọc Anh mất rồi nữa. Cất đôi này cho Ngọc Anh vậy ạ. Mất rồi Ngọc Anh ơi. Ôi Diệp Linh Anh chủ mất rồi à. Rồi chủ cho Diệp Linh Anh. Chỉ có rồi chị Đoan Nga, chỉ có rồi. Diệp Linh Anh. Trời ơi Ngọc Anh. Ngọc Anh như Nga kêu mãi. Ngọc Anh người ta chốt mất rồi. Chán đời Ngọc Anh tự. 01636. Chốt cho Diệp Linh Anh thôi ạ. 715320. Trời ơi người ta kêu này dư. Chốt cho Diệp Linh Anh rồi. Chốt cho Diệp Linh Anh rồi. Chốt rồi cho Diệp Linh Anh. Ngọc Anh ơi có 35 của trượt này. Có 35 của chống trượt. Ngọc Anh có lấy không? 35 của thể thao hết rồi. Nga kêu Ngọc Anh nãy giờ chẳng nghe Ngọc Anh hỏi ơi. Chỉ cả Diệp Linh Anh hẳn trốt mất rồi. 35. Đâu Diệp Linh Anh trước rồi. Không chị đoàn Nga chị trượt trước đâu. Bàn kia trượt trước mà. Đôi này 35 chống trượt 3 chân 36. Sai 36 chân 35 đi. Chống trượt sai 36 chân 35 đi. Cái mẫu này là không có nữa đâu mọi người nhá. Cái mẫu này là không có nữa đâu này. Em nói trước là chuyển sau nó không có nữa. Không, Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh chốt 6 cung luôn. Ngọc Anh chốt 6 nữa. Cái nốt đây nó không có màu khác nữa. Và nó cũng không có nữa đâu. Chuyển sau chi cũng không có nữa. Ngọc Anh ơi, Nga kêu Ngọc Anh nãy giờ. Ừ, Nga kêu Ngọc Anh nãy giờ mãi mãi chả thấy đâu cả. Cái nút đây em thích thì em chốt đi. Một năm mươi. Để xem nào. Đây nè, thấy chưa? Đây nè. Đây nè. Đầu tiên là Diệp Linh Anh chốt nè. Diệp Linh Anh chốt rồi mới đến chị Đoan Nga nè. Diệp Linh Anh chốt mới đến chị. Diệp Linh Anh chốt đến thể thao số điện thoại nè. Rồi chị Đoan Nga mới là đi thử đi em vừa chị lấy nè. Rồi mới đến Ngọc Anh. Chính xác là như thế. Đúng rồi Diệp Linh Anh. Diệp Linh Anh đầu tiên. Diệp Linh Anh chính xác đầu tiên. Diệp Linh Anh xong mới đến Đoan Nga đã. Rồi mới đến Ngọc Anh. Nga kêu Ngọc Anh mãi. Đâu đôi chống trượt có ai lấy không? Phạm Linh đôi kia là đôi nào? Phạm Linh ơi đôi kia là đôi nào? Chống trượt không có đen đâu cuộc chế ạ. À. Chống trượt chỉ có màu bạc này thôi. Chống trượt không có đen và màu bạc này nó cùng chỉ. Nói chung là chuyển sau nó không có chống trượt nữa. Và chuyển sau kể cả dòng bệt xuất khẩu này cũng không có nữa. Rồi Phạm Linh cho chị số điện thoại. Ngọc Anh ơi Ngọc Anh sau luôn cả chị Đoan Nga cơ. Mục đích Nga kêu rồi. Phạm Linh chị Trân Thủy sau cùng. Đúng rồi Nga xem lại rồi. Nga xem lại Diệp Linh Anh chốt trước tiên. Rồi. Đôi này đúng không Phạm Linh? Em ghi cho chị chữ trượt nhá. Phạm Linh chốt chống trượt này. Phạm Linh này. Ngọc Anh cả sau cả chị Đoan Nga cơ. 0977 686484. Chính xác mà ai chốt trước thì 676 à. Trời đất. Rồi kéo một giấy cao gót nào. Nga thể thể thao là Nga kêu đùa. Rồi. À. Rồi Nga xem lại rồi Ngọc Anh. Nga xem lại kỹ rồi. Ngọc Anh con sáu cả kia. Mùi không bị làm chi.
Mũi không bị làm chi cả mà bỏ cho nó khỏi hối 10 giây. Để Nga xem con đuối nào không. Ôi rồi sụt màu hồng nút. Sụt hồng nút chân 35 nào. Đúng rồi, chị nói chính xác mà. Ngọc Anh thứ 3. Diệp Linh Anh chốt xong cho số điện thoại đấy. Chị Đoan Nga mày bảo là đi có vừa không để chị lấy. 36 đi đẹp quá. 35.536. Mẫu này 35-36 đi được hết. Mẫu này 35-36 đều đi được. Màu hồng nút nữa. Màu hồng nút nó là 2251.5. 35-36 đều đi được. Chân em 36 em vẫn đi được. Có mà Ngọc Anh ơi, Nga xem. Để Nga xem cái con đối nào nữa không. Nga xem mà. Người khác họ cũng thấy như thế mà. Nga con 6 cái chỉ Ngọc Anh con 6 cái chỉ đoán Nga nữa. Nga đã cố tình Nga gọi rồi mà. Rồi đâu rồi. Chân 35-36 chuột cho anh Nguyễn. Ok anh Nguyễn. Cái màu sục này đợt 6 là không có này. Thứ hai là sáu nữa rồi. Anh Nguyễn nào. Đợt 6 là không có dây Hàn Quốc nữa đâu mọi người. Hết sạch rồi. 0888. Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh chuột 6 rồi. Chuột 6 Oanh Nguyễn rồi. 0888 776006. Nhanh tay lên một tí khổ. Sụp Ngọc Anh là chuột 6 người ta rồi cực kì. Rồi đỏ. Đỏ 37. Đỏ 37 nào. Nga chụp màn hình cho Ngọc Anh xem luôn ý. Ngọc Anh lúc nào cũng 6 người ta hết. Vừa rồi thì lấy 6 Hoa Lê chốt đôi này. Đúng rồi, Ngọc Anh chốt sụp 6 cả Oanh Nguyễn. Oanh Nguyễn trực tiên này. Thấy chưa? Oanh Nguyễn chốt này. Rồi mới đến Ngọc Anh. Long Hoàng chốt. Đôi này Hoa Lê chốt hay Long Hoàng chốt đấy ạ. À, sụp hết rồi. Sụp hết rồi ạ. Rồi chốt cho Long Hoàng rồi ạ. Mẫu này em chốt cho Long Hoàng rồi. Long Hoàng trước rồi. Rồi đôi này 34.5 chân 35. Ngọc Anh chốt đôi này đi Ngọc Anh. À đôi này chơi cho Ngọc Anh chốt trước. Chân 35 đây Ngọc Anh ơi, chơi cho Ngọc Anh chốt trước ạ. Ngọc Anh ơi, sụp của chân Ngọc Anh 34.5 là chân 35. Chơi cho Ngọc Anh chốt trước mẫu này nhá. Mẫu này Nga cho Ngọc Anh chốt trước cái này này. Mới hụt rồi này. Không không, cái đó là của Long Hoang trước tiên. Ngọc Anh ơi, đâu rồi. Quay lại chốt sụp đi nào. Quay lại chốt sụp cho bạn nào. Sụp này là chân của Ngọc Anh. Đúng hơn thì chuẩn hơn này. Ngọc Anh chân 35 thì mẫu lúc này nên để 36 đi hay hơn. Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh đâu rồi. Rồi, khổ quá. Rồi, Ngọc Anh. Thanh Nguyễn ơi, hết rồi. Hết đôi này, hết, hết. À, Ngọc Anh rồi, chút Ngọc Anh. Giờ mà không chốt nữa, hắn làm âm lên nữa đây. Anh ơi, gọi cho con với tê 0941 757310. Rồi em hết sục này. À sục 38 á. Trời đất, sao cái này sục 38 thì kêu quá ngay không nữa. Rồi chị xem lại rồi. Màu nào cũng đẹp mà. Hôm qua sục sục của chị đâu màu trắng ấy. Màu sữa. Chân 34, đấy là mẫu duy nhất chân 34 có thể bon chen. 34-34.5. Đấy là mẫu duy nhất chân 34-34.5 có thể bon chen. Còn chân 34 thì không thể bon chen những cái dòng của AD rồi. Trông chỗ trước mà trông chỗ cho bô hả? Vác về đấy cho luôn cả kho. Vác bô về đây vừa cho luôn cả kho dây khỏi phải chốt đi. Chơi thoảng luôn. Mình nhiều dây mà.
Nào, chân 34, 34.5. 34, 34.5 là cái người có thể bon chen được cái dòng này. Chân 34, 34.5 là người có thể duy nhất bon chen được cái dòng này thôi. Ngoài ra các tình yêu, chân 34 không bon chen được dòng nào nữa hết. Nha. Ôi cái màu này đẹp mà. Khải Nguyên ơi, sai lầm. Sai lầm. Chị chẳng biết con này không nữa. Khải Nguyên ơi, cái màu này mới là màu đẹp. Khải Nguyên ạ, màu cảnh gián. Màu cảnh gián này mới là màu đẹp nha. Nên Giang Bảo ơi, trời ơi, hẳn 5 phân thì lấy đâu ra hẳn cao. Đó, hẳn 5 phân thì lấy đâu ra nó cao. Chốt đi các nàng ạ. 34 ngoài cái mẫu này ra không có mẫu nào đi được đấy. Chắc chắn chịu luôn. Dạ, đúng rồi, chị nói chính xác luôn đấy đó. Ngoài cái mẫu này ra là em không không bón chén được cái dòng của AD với dòng xuất khẩu đâu. Anh Nguyễn được, được, chị chốt cho em rồi anh Nguyễn nhá. Rồi, nàng nào chấn 34, đây là cơ hội cuối cùng để mua được đôi giày này đây. Chỉ có cái dòng này là chấn 34 đi được nhá. Còn ngoài ra không có dòng nào nữa hết đâu. Dòng xuất khẩu mà cái dòng này là nó nhỏ. Nó nhỏ. Hả? 37 ra 3 phân gọt vuông hả? Rồi chị chưa lái tự gọt vuông đấy. Thế nên nàng nào đi thì chốt ngay. Nàng nào đi thì phải chốt ngay. Chứ nếu mà chấn 34 màu này không chốt thì đi ngủ đi. Không phải hỏng đâu. Mùi không phải bị sao cả mà mùi nhẹt à. Nhẹt hai cái vỏ cám vô cho nó khỏi hối cái mùi dây. Chốt đi, cho chị cho em suy nghĩ đó. Không có đâu, các tình yêu ạ. Chén 36 ra 37, binh 37 non này. Bữa nay 36.5 này. Nói chung nếu em á thì là em đi 37 được. Bởi vì sao? Bởi vì cái đôi này là đi 36 là nhớm gót này. Thế nên là đôi này các chị nên chân 37 đi đi. 36.5 là dành cho chân 37. Mấy chị đi nó kích kích một tí nha. Nhưng các chị đi hai bữa là nó giảm ra đi ok đẹp. Chứ coi mà ví dụ như đôi này mà để 36 đi á thì rồng mà 37 mà lấy sai một sai nữa thì không vừa. Đôi này là chân 37 này. Đẹp biến mán con gà luôn. Màu huyệt dù. Chân 37 quất ngay. Không phải chân trừ. Chả có đâu. Đợt 6 về là hình như là không có. Không biết về cái gì. Tuy nhiên chắc chắn biệt Hàn Quốc sẽ không còn. Chắc chắn 100% là không có biệt Hàn Quốc nữa. Biệt Hàn Quốc với cao gót của Hàn Quốc là không có nữa. Bây giờ không có nữa rồi, chính xác lắm. Bên kia bảo vệ là không hề có nữa. Rồi đôi này chân 37 đâu rồi? Chân 37 đâu rồi? Bay vào đây cho em. Chân 37 mà không lấy mẫu này thì biết lấy mẫu nào. Đẹp hơn mọi người tưởng tượng. À biệt thịt tháo chắc hít rồi. Đẹp hơn mọi người tưởng nha. Những cái đôi này đẹp hơn mọi người tưởng. Không em ạ, không ngồi yên ạ. Đi rất là trắng chân. Ôm chân tự nhiên nó không lòi ngón lòi nghiệt gì hết luôn. Đôi này chân 37 nha, 36 em đi rồng này. Em cũng biết có 35 hay không nữa chị ạ. Mà chắc hết rồi, đôi này hôm qua em bán khá nhiều. À 180 nha, Gia Bảo. Bắt từ lúc này là 180, nó là hàng của đôi này 37, hàng Nguyễn ơi quất đâu. 37 này, lên chân hơi bị đẹp luôn. Chân tui 36 cho nên đi nó không được ốm. Chân 37 là đi đẹp luôn. 37 đi miễn chế luôn mọi người. Từ cái kiểu cách cho đến cái chất lượng. Kiểu cách cho đến cái chất liệu của hắn này. Đôi này 3 phân, Hana vỏ ạ. Đôi này 3 phân thôi. Đôi này chân 37 các chị quất đi ạ, các chị. Con Hồng Nhung ơi, mai 10 giờ thì chưa rồi. Chốt cho Hoa Lê. Mai 10 giờ đâu, mai thứ bảy giao bán cơ mà. Mọi người mà ra nhà chị lấy hàng thì phải 6-3 giờ cơ. Lúc đó chị mới soạn hàng được. 2 giờ chị mới ngủ dậy. Hoa Lê ơi, cho mình số điện thoại ạ. Hoa Lê ơi, cho mình số điện thoại cho Ngọc Linh.
Hà Lê ơi, cho mình số điện thoại với. Mọi người chủ, cho mọi người làm ơn cho số điện thoại luôn đi ạ. Đâu rồi? Sao cứ phải chạy đi xin số điện thoại đi nhọc nữa. Chị cũng biết nữa, hình như có được Diệp Đình Anh ạ. Hoa Lê ơi, bạn có chốt không vậy? Bạn chốt mà bạn không cho số điện thoại đến đâu, chị cả là răng dứa. Số 36, 36.5. Bạn Hoa Lê ơi, bạn. Rồi ok, 0912. Mọi người mà bạn nào mà inbox địa chỉ cho mình trước á, là mình sẽ gửi hàng nhanh hơn. Chị Hoa Lê ơi, chị cho số điện thoại sai rồi. Hoa Lê ơi, chị cho số điện thoại sai rồi, dây ngoăng kìa. Chị ở gần đeo ngang ra bảo ạ, ở gần đeo ngang. Chị Hoa Lê ơi, chị xem lại số điện thoại. À rồi ok, mai làm. Mai sẽ ship hàng đấy. Hôm nay không ship được là mai phải ship. Mai tất cả hàng đều đi. Rồi chị Nguyễn Thị Hồng, em nhận được rồi. Nào nào, đối nay trên 36 đâu rồi, 36, 36.5 rồi, sụp màu đỏ đấy. Nguyệt Ảnh ơi, em phải chốt chứ, hăng tăng khác, hăng búa khác chứ. Dạ. Đối này á, không, em chỉ đổi thôi nha chị Nguyễn Thị Huyên, nếu không đúng sai thì em sẽ đổi. À nếu mà em đổi bị lệch lệch mẫu thì em sẽ đổi sang sai cho chị. Đối nay trên 36 đây cực chị ạ. 38 chắc lắm có đâu bà. Màu khác cũng sớm có chứ, chứ cũng không phải là màu đỏ đâu. Đối nay là 36. 37 chị Ngã Nguyễn ơi, không vừa đâu. À 34 mà cái màu đỏ em không chụp thì là chắc em không đi được đâu. Gia Bảo ạ. À, Hồ Linh chốt. Trung học cơ sở Quảng Hưng thì biết gửi cho ai bây giờ? Chị Hoa Lê cho em là số điện thoại nào. Chị Hoa Lê cho sai số điện thoại ạ. Trung học cơ sở Quảng Hưng chị phải nhờ ai lấy rồi chị ạ. Em không ship vào tầng trung học cơ sở Quảng Hưng mang xe máy đâu ạ. Khó đấy. Em gửi vào cho cái chị Duyên dạy ở trường em nhá. Xong rồi là chị xuống đó rồi là chị lấy. Nhà chị đó ở nơi chỗ bên trong quán cơm Hồ Sen ấy. Linh Hồ này. 0934946818. Ôi đừng có trước không. Quá. Chị Hoa Lê đâu ạ? À? À, sẽ bị thì ta hết rồi. Chị Hoa Lê ơi, chị đâu rồi ạ? À? Ôi, em hủy đơn của chị Hoa Lê nhá. À, rồi, rồi, rồi. Giày thể thao 32 đôi rồi, đợt trước mua 2 đôi giày thể thao rồi chị. À, rồi, ok chị, em gửi cho chị Hải kỳ toán. Chị Hoa Lê ơi, khổ hè. Ôi, khách chị la rồi luôn. Cho cái số điện thoại cũng sai nữa, rồi dư kêu mãi là tôi bị đớn đi. Ba mươi lăm chấm năm chân 36 nào, 35.5 chân 35, 36 đều đi được mẫu này. Mẫu này là có cơm nhá, mẫu này là có cơm này, mẫu này là có cơm. Đẹp quá hề. Đôi này chân 35.5 36 khả năng đi được đây, để em sò với lại em biết thôi này. Tối nay 36 đi cũng được nhá. 35, 36 gì đi cũng được, kề dây thừa dẹp thiếu mà. Không, của chị không có cái giấy này đâu. Của chị không có cái giấy này đâu.
của chị bình thường thôi, không có cái giấy này. Màu sữa. Rồi 35.5 chân 35-36 đều đi được mẫu này. 35-36 đều đi được mẫu này. Có chị nó chốt không ạ? 35-36 đều đi được mẫu này. Có chị nó chốt không ạ? Em không còn nhiều hàng đâu mấy chị ạ. Không còn nhiều hàng để nên chị nó thích thì chốt nhanh nhé em ạ. Long Hoàng chốt. Ok Long Hoàng. Em nói riêng là sụp không hề có, không hề chuyển sau nó không hề có sụp nữa. Mà dòng sụp này là dòng sụp quá đẹp. Đẹp từ cái form, từ cái chất. Không có nữa. Không có nữa đâu là người hỏi làm chi người đẹp ạ. À? Chân 38. Chân 38 nào. Có, Như Quỳnh có bệt. Chân 38 nào. Chân 38 đâu rồi? Đẹp miên man miệt bàn. Chân 38 nhảy vô chốt đôi này đi. Không có để mà chốt đâu. Long Hoang chốt luôn. Ok. Những cái mẫu này không có đâu mọi người ạ. Mẫu này thì quá đẹp. Lê Nhung ơi hết rồi. Lê Nhung ơi đã hết. À rồi đây 36. Mẫu này em xóa vào chân em luôn vì em đi vừa. Quá đẹp. Thế nên là nàng là lúc này mà không ứng thì xem lại nhá. Đôi này là đi chuẩn size cho em này. Mọi người nhìn này. Mọi người nhìn này. Bịt cả luôn. Bịt cả luôn này. Đẹp quá. Nào đôi này chân 36. Quá đẹp luôn mấy chị. Quá đẹp. Cho mấy chị xem nhá. Mấy chị xem này. Cái chất của hắn là hơi bị đẹp luôn. Đi sướng cực kỳ luôn. Chưa. Đôi này là nàng nào chấn bát tư lại bón chén này. Chốt cho Long Hoang luôn. Đôi này có một đôi mau cảnh giản bát tư. Nàng nào chấn 34 thì bộ. Đôi này khoảng tầm 5 phân. 5 phân ạ. Quá đẹp. Cái mẫu này chất đẹp cực. Đôi đầu có một đôi 34 nhá. 34.5 ấy. 34.5 đó. Chứ thực ra là nó không có nữa. Chuyến này mà các chị không mua được dòng bệt này chứ thì các chị sẽ không bao giờ mua được bệt Hàn Quốc nữa. Cam kết với mấy chị là chuyến sau không hề có nữa. Cam kết với mấy chị chuyển sau nó không hề có nữa. Chị bảo là đôi cảnh giản đẹp mà tại sao em lại không thích là sao? Gia Bảo ơi, đôi cảnh giản em chụp đi. Quá đẹp mà mọi người, chất quả nó quá êm luôn. Quá xinh luôn. Nhớ là memory này là chuẩn hàng hiệu. Chuẩn hàng công ty lớn của Trung Quốc. Chứ không phải là memory hàng đều đâu nhá. Không phải memory hàng tung ra thị trường hàng nhái đâu ạ. Không có chuyện đó. Rồi nhá, ra bảo chủ được không? Không chủ chi quá nhá. Mẫu này chân em 34 em không chủ thi là nói chung là không có đối nào nữa đâu cục chị ạ. Có đối nào nữa hết. Chân 39 nào, 39.5 bơi vào đây. Màu đó chỉ đi vừa cho nên là nó là 34 thì khả mà thì là đi vừa hết đấy. Chứ thực ra là nó không hề có đuôi nào nữa đâu. Nào chân 39, 39.5 bét bon chen vô. Ok chụp cho Long Hoàng. Màu này quá đẹp rồi. Vừa kiểu cách nữa.
Chốt cho Long Hoàng. Chốt cho Long Hoàng rồi, tiếp tục hôm nay em lái hơi chậm mẹ. Giờ chốt đôi nào. Chốt đôi cảnh gián đúng không? Chị chốt đôi cảnh gián đúng không chị? Long Hoàng chốt đôi cảnh gián vâng, vậy thì đôi này 39.5 đây. Chốt cho Trinh Hằng 39.5 đôi này Trinh Hằng ý. Quá đẹp Trinh Hằng, nhìn đế của hắn này. Nhìn này, thấy chưa? Đằng sau này. Trinh Hằng chốt cho Trinh Hằng. Chị Long Hoàng, chị Long Hoàng chốt đôi nào? Chị Long Hoàng chốt đôi nào ạ? Chốt đôi này cho Trinh Hằng. Trình Thị Hằng đâu rồi? Trình Thị Hằng. Chốt 39.5 nay cho Trình Thị Hằng. Cái Trình Thị Hằng chân to được cứ sơ này. Trình Thị Hằng dồn này. Rồi ok Trình Hằng. À chị Nguyễn Trẻ hàng cho sự từ Trung Quốc chị. Nó là từ Trung Quốc nhưng nó là hàng xuất khẩu đi Hàn Quốc. Thực ra mấy chị đừng có lo lắng để hàng Trung Quốc dài dẹp trên thị trường đều là hàng Trung Quốc. Tuy nhiên hàng Trung Quốc mà nó là hàng hiệu thì mình chẳng mua được đâu. Rồi Trình Hằng dồn rồi. Hàng Trung Quốc mà hàng hiệu thì mình không có tiền mua đâu mấy chị. À chị Long Hoàng ơi, chị chốt đôi cảnh gián không? Ý chị rất rửa đúng không? Đẹp quá. Đôi này chân 36 nào. Chào chị Đặng Thị Yên. Đôi này chân 36 nào. Em xỏ đôi này đến chân siêu êm cho mọi người xem. Chân 36. Đẹp quá các chị ạ, đẹp miên man luôn. Chân 36 nào. Rồi rồi, không thấy chị bảo chốt mà. 36. Ok Trinh Hằng. 36 đâu, 36. Quá đẹp. Cái này cực xinh nha mọi người. Đôi này là đi siêu êm luôn. Đôi này Long Hoàng nhận hàng đó đúng không? Đôi này Long Hoàng nhận hàng đó đúng không? Không những đẹp mà còn quá êm chân. Đôi này không những đẹp mà còn cực kỳ êm chân nữa. Chân salon cực kỳ êm chân. Đây, chân 36 ai bớt ngay. Chân... Mọi người không... Mọi người em đang còn lái, mọi người đừng có gọi nhé. Sao lái mà mọi người cứ gọi làm sao được. Trời ạ, đã nói là cái kính đó nó bị lỗi. Không, cái này 36 thôi. Không có màu đen. Còn chắc màu này chân 36 ai chốt không thì chốt ạ. Không có màu khác đâu. Mà anh thấy đứa của em à. Đứa của em nằm mua rồi biết à. Không, không có 37. Không có 37 đâu, không có 37. Nàng nào chốt 36 thì chốt đi đã. 36 thì cứ chốt đi đã. Chứ không có 37. Đôi này hết rồi đây. Đấy là hàng sót lại thôi. Thực ra là những cái đôi này hôm bữa trước bán hết rồi. Nàng có ai lấy 36 không? Có ai lấy 36 không? Không lấy 36 đúng không? Mọi người sẽ hủy hình. Chân 36 mà không lấy sẽ hủy hình. Nó đi quá êm và quá đẹp. Ôi, đâu rồi? Chào Nguyễn Nhung. Chân 36 mà không lấy là sai lầm trầm trọng nhá. Em lại trước rồi hả? 39, thể thao 39. Thể thao 39. Uyên Trang ơi, chị nhét tại viên. Cái mũi dài nó hôi quá. Chị sợ. Thể thao 39 nào. Thể thao dành cho chân 39 nào. Đâu rồi, cặp tình yêu thể thao 39 đây rồi. Tình yêu nào ứng thì chốt đi. Hôm nay bán chậm mày. Mấy giờ rồi hả? Hôm nay là ngủ sớm. Không ngủ muộn nữa. 21:22 rồi. Chị Đoan Nga ơi. À không, đôi đính ở 36. Chị mà tài năng chị lại không lấy cái đôi em vừa mới lái xong. Cái đôi xanh em vừa mới lái xong. Cái đôi này đi mình sướng. Đôi đi chân 39 có ai chốt không? Thể thao 39 mà không có ai chốt à? Trời ơi, sai lầm trầm trọng rồi. Thể thao 39 đâu rồi?
35 mẫu này hết ạ. À. Đôi 36 lúc nơi là 180 ạ. À. Chị Hiên Nguyễn ơi, mai rồi em bắn cho chị, em có quên đâu. Cái đó là em bắn cho chị thôi, chứ em làm gì có cạc 30 cá. Mà khi chiêu là để bên bưu điện, lỗi là lỗi bên bưu điện kia cơ, không phải bên bưu điện bên em. Chính ngang ơi, em mà chuyển khoản cho chị thì rẻ hơn, còn không là vô trong tần em là phải mất 50 kinh đấy. Tia nắng hồng, ok, tia nắng hồng. Tia nắng hồng này. Một trăm năm mươi tia nắng hồng. Không chín sáu bốn bảy sáu sáu tám ba bảy. Rồi này. Cái đôi 36 lúc này em lại là này, cái đôi 36 ní mà chị nào mua đi. Chị nào lấy cái đôi 36 ní đi ạ. 35.536 đôi này quá đẹp ý. Đẹp mà đi quá em chân mà tại sao mọi người lại không ứng đôi đi được. Riêng em lấy hàng không có mẫu này để lấy đâu. À bịt vỏ chanh. Riêng em lấy hàng là riêng mẫu này. Vỏ cam. Lấy hàng là cái mẫu này không có để mà lấy đâu mấy chị nhá. Mẫu này không có để lấy đâu. Không biết chuyển khoản là để thôi ship cột được chính ngang ạ. À. Rồi ok, Uyên Trang Nguyễn, cái mẫu này mà không lấy quá uổng. Uyên Trang Nguyễn. Cái gót đẹp mà, Uyên Trang Nguyễn zone đúng không? Uyên Trang Nguyễn có đơn rồi này. Đôi này là đi siêu êm chân luôn. Bệt nào. Ai chưa tranh thủ. Ừ giá lồn ý. Giá lồn đó. Mà hết rồi Phương Đằng ạ. 36 nào. Nói trước với mọi người nhá. Bây giờ kể cả xấu đẹp gì mà dòng bệt này mọi người cũng lấy đi. À không, Nguyễn Việt Ảnh chủ trước đâu. À bàn tia nắng vàng, tia nắng hồng chỉ đổi chủ trước. Nào cái đôi này. Ờ chị ủng nghén buổi sáng thôi. Chị ủng nghén buổi sáng thôi. Còn buổi chiều. Nhưng ngày đi vẫn mệt. Đến tầm 4-5 giờ chiều vẫn đang mệt. Em cảm ơn chị Hiên Nguyễn. À chị Hiên Nguyễn ơi, hồi chiều em bảo với bưu điện mà bưu điện trong chị sai. Thế nên là họ phải sửa bill lại cái đạn. Rồi là cái tiền đó bưu điện sẽ chịu cho chị. Chính xác rồi, tiền của tiền nắng vàng đó. Nào bây giờ em nói này, chị nào mà chưa có bệt của xuất khẩu thì mấy chị tránh thủ mua đi. Bây giờ là không cần mẫu nữa, miễn đúng size mình lấy luôn. Bởi vì sao? Bởi vì không hề có bệt lại nữa. Bệt xuất khẩu đã hết và không có lại nữa. Không có lại nữa mấy chị nhá. Em nói bây giờ mấy chị trúng chân lấy luôn. Trúng chân lấy luôn để đi cho nó sướng. Khỏi cần về kiểu mẫu chị này hết đúng chân lấy, chứ bữa sau nó không có nữa. Memory bữa sau nó vẫn còn. Nhưng mà chắc chắn mẫu cũ nó cũng không về đâu. Có 35 đó Hà Nguyễn ạ. Nhưng mà đôi này những có 35 nữa đâu. Em điền đến bưu điện mà cái phiếu ở ngoài em á. Phiếu bưu điện phiếu đấy nên mũ này mũi tai chứ sao nó bẹp. Cái máy mũ này mũi tai chứ đâu phải mũi nhọn. Phiếu ngoài em á là đúng rồi 47.000. Mà không biết vì đang đi vô trong chi phiếu 70.000 nọ, cho nên là dư bưu điện ngoài này điền vô trong kia, nó là trong kia sai. Xong em bảo là đôi ni 36 thế. Kim Anh ơi 36 nhá. Kim Anh ơi 36 thì chốt 36 thì cho chi số điện thoại, nó là 36 nhá. Bây giờ cứ trúng là mọi người chốt đi. Không cần phải chọn mẫu nào đâu, bởi vì nó không có nữa đâu. Gần hết rồi đấy. Kim Anh ơi cho chị số điện thoại với. Kim Anh cho chị số điện thoại. 36 đây. Em lấy cho ai? Chuẩn bị lên đôi. Nào Kim Anh ơi số điện thoại em mô. Số điện thoại mô Kim Anh ơi.
em nợ chị 30k, em sẽ bán cạp cho chị. 0969, đúng rồi, biệt thì đi rồng tín chắc sao. 706895, biệt thì đi chẳng ráng ít mô. Rồi em sổ đôi này vào chân này, em thả thỉnh mấy chị này. Đôi này hôm qua giờ chưa có nhá. Đôi này là đi đúng size em. Đôi này là đi đúng size. Đi đúng size nhá. Không chậm chiếc gì hết. Nó là đi đúng size cho em. Đôi này là chân 36. Hình như mẫu này chỉ có 1-2 đôi thôi. Gần như là thế. Nào chân 36. Đẹp quá đế này. Đẹp quá trời luôn. Hình như là ừ rồi, ok, tí nữa chị inbox số tài khoản. Đôi này mà chân 35.5 đi khả năng đẹp hơn ý. Chân 36 đi nó có đem xem nào. Ơi kích đúng. Mọi người đi đôi này hơi chật ý. Em xem nào. Không đi được, đi được. 36. 36 này. Tiền nặng không ơi, em ship đi mô. Em ship đi mô tiền nặng không? Không, đôi này chỉ có chân 36 non non thì được. Ngọc Anh chốt luôn à. Ngọc Anh ơi, đôi này Ngọc Anh đi không? Ngọc Anh có đi vừa không mà đi. Rồi, để cho Ngọc Anh. Ngã sợ Ngọc Anh đi không vừa thôi. Đôi này là 36 non 35 đấy. Sáu hơi kích kích tí. Rồi chỗ cho Ngọc Anh. Không có, không có đâu các chị ạ. À, em ôm lại kìa nè. Hàng 6 được 6 là không có xuất khẩu xuất khiếp chi được tất. Đơn 6 là có forever được mấy đôi đến. Rồi rồi Ngọc Anh chốt rồi, ngã chốt cho Ngọc Anh thôi. Sụp 37 nào. Sụp 37. À, ăn khế ra lái hai đôi em chuyển khoản hết khoảng 35.000. Ăn khế ra lái mà em chuyển khoản hai đôi hết 35.000. Còn nếu em không chuyển khoản hai đôi hết 50.000. À rồi nào, 37 nào. 37. 37 sụp 37 chút ngay đi cập thế. Rồi chốt cho chị Lý Ngọc. Chốt sụp 37 cho chị Lý Ngọc. Ok chị Lý Ngọc này. Sụp nó không có nữa đâu. Trời ơi không có nữa. Lý Ngọc. Cảm ơn chị Hiên Nguyễn. Thực ra mà nói là nếu mà bán hàng Quảng Châu mà tràn lan trên thị trường thì em có mà đầy. Sụp hết rồi cập chế ạ. À, được đôi thôi. Chẳng còn đâu rồi nào. 38. Mẫu này 37.5 đi. Mẫu này nên để chân 37 đi đi. Tiền nặng không ơi, của em mấy đôi. Có chi ngày mai chị chốt đơn xong rồi chị bảo hí. Chị Hoàng mấy nơi buổi chiều 6-3 giờ nha chị, đến nhà em nó phải 6-3 giờ. Đến nhà em nó phải 6-3 giờ. Hồng Uyên, ok Hồng Uyên. Hồng Uyên đẹp quá. Hồng Uyên ơi, chị có zone không mày? Hôm qua chị có đơn không mày? 01668. Chị ơi, Hoàng Nguyên ơi. Được Lê Nhung ạ, à, nhưng hết rồi. Chị Hoàng Nguyên ơi, chị cho số điện thoại sai rồi ạ, à, chị Hồng Nguyên. Chị Hồng Nguyên ơi, em xin lại cái số điện thoại của chị ạ. À. Em xin lại cái số điện thoại của chị. Hai đôi à? Ừ hai đôi, nhưng mà để chị xem hai đôi đó lắm. Là hai đôi nào ấy? Chị Hồng Nguyên ơi, em xin lại số điện thoại ạ. À. Dạ, nhưng mà chị cho số điện thoại thiếu số rồi. Chị cho em lại cái số điện thoại đi.
đôi này chấn 38 chốt luôn đi các chế. Những ai đã nhận đôi này chấn 38 báo ngay luôn này. Những ai đã nhận hàng đôi này thì báo cho em một câu này. Đợt trước đôi này là trong một đêm bán mười mấy đôi này. 01668954772. Rồi ok chị Hồng Uyên này. Chân 38 quất ngay. Không phải chân trừ, riêng cái mẫu này không phải chân trừ. Cái mẫu này thì có ai mê măng nó nữa rồi. Bởi vì nó là dòng lưỡi rồi. Đi rất thoảng chân. Có Thuy Dung thấy ba. Đi rất là thoảng chân nha. Đây là một trong những cái mẫu mà đi thoảng chân. Đôi ni 36 em sợ hết rồi. Cái đêm nữa mà em chốt đến tận mươi mấy đôi nó về. Đây là nó về thêm được mấy đôi này. Đôi này là chân 38. Quý Thủy ơi quất đâu. Ba có đôi này chưa? Ba có đôi này chưa? Đôi này 38 ạ, cao 6 phân. Quá đẹp chị ạ. Đôi này mà không đẹp thì khách em chả dài gì mà mua một kiểu mà hai màu đâu. Nó không những để mà chân nó đi nó hơi bị thoảng, chân mùa hè nó đi hơi thoảng nữa. Nó có lỗ cho nên đi thoảng, đặc biệt là nói xin lỗi chân chị nào có mùi. Đi cực kỳ thoảng luôn. Không bị biết gì luôn. Đây, chân chị nào 38 bảo em nhá. 38 nhá. Có đó. Gì của dễ ạ. Có. Đôi đó mà chân chí nào 38 không quất hơi uổng. Hơi tiếc á. Đôi này size 37 chân 38 này. Chốt cho Vân Đinh cái đã nào. À Yến ơi, hình như đôi này vẫn có 39 nhưng mà chị chưa cầm tới nơi đấy. 38 Vân Đinh này. Đôi này là đi cực kỳ êm. Lê Nhung ơi, hết rồi. Tí nữa xem con không nào. 0978 036 0978 036 mấy đây nè. 874, ok. Cái mẫu đó đi hơi bị thoảng chân luôn. Tí nữa mà có 39 thì chị kêu Đăng Thị Yến nhá. Chị vẫn nhớ có 1-2 đôi chị nơi thôi. Không có nhiều nữa. Đôi này size 37 nhưng chân 38 này. 37 nhưng chân 38. Ai có hàng không chị là sao em? Vân Đinh ơi, ai có hàng không chị là sao? Không hiểu ý của em. Cái này không có 37. Cái này là size 37 chân 38. Cái này size 37 nhưng chân 38 nha mọi người. Mọi người lưu ý giùm em. Cái này mặc dù size 37 nhưng chân 38 mới vừa. Mẫu này không có nhiều. Chân 38 mới vừa nha. Ui đẹp à. Khổ ơi. Một màu đẹp cả thì biết mà đang đấy. Mai có hàng không chị? Hôm nay chị bán hết đêm đi là mai chị nghỉ đấy. Nghỉ ngơi bữa. À đôi này chắc cũng có 39 nữa đâu. Để xem có 39 nữa không nào. À Vân Đinh ơi, không xem hàng trước đâu nàng ạ. À. Nàng cứ nhận hàng. Hàng có lỗi. Hàng mà bị lỗi cái gì là chị đổi. Vô tư luôn. Shop của chị không phải giống như người ta. Hàng có lỗi xong chăn Facebook của khách đâu. Có chuyện đó đâu. Cứ nhận hàng bình thường đi. Bởi vì sao? Bởi vì phí mà cho xem á là nó mất tần 30.000 tiền phí cho xem. Phí kiểm ấy mọi người ạ. À. Không phải xem không đâu. Nhiều em cho xem để em phải mất phí kiểm nữa. Thế nên là mọi người cứ nhận hàng bình thường cho em. Chốt Quý Thủy. Thứ hai nữa là em nói với mọi người thế này này. Ví dụ như là cái đơn đó mà 435.000 mà lỡ bưu điện họ có đánh lên 445.000 hoặc 455.000, có lỡ hơn của quý khách là 10-20.000, cứ nhận cho em, sau đó bảo cho em, hoặc là gọi điện cho em trực tiếp mà lúc em bận thì cứ nhận cho em, xong rồi bảo này đó. À chị ơi, đơn của em là 450 thôi, nhưng giờ họ thu lên tận 460.000, ví dụ thế. 10.000 em trả lại cho mọi người. Em không quỵt của ai 1.000. 10.000 em trả lại cho mọi người ngay. Mọi người hiểu ý em không? Cứ nhận hàng cho em, đừng có hoàn về mà tội. Lời đôi dài không được bao nhiêu mà tiền đi đi về về là mất 60.000 là ít nhất. Một cái đơn hàng của em.
Thế nên cứ nhận đi rồi em bán cạc cho, không thành vấn đề. Hoặc bữa sau mua em bù, thế thôi. Còn hàng em gửi đi mà hàng lỗi. Thực ra nó chẳng có lỗi. Riêng cái dòng này nó chẳng bao giờ lỗi, với mèo rí nó không lỗi đâu. AD thì ngày xưa nó cũng hơi lỗi lỗi. Chị ơi, em chốt cho Quý Thủy rồi ạ. Mẫu này em chốt cho Quý Thủy rồi. Là em nói rồi để mọi người hiểu nhá. Đừng có vì 1-20 nghìn mà hoàn lại của em. Lê Nhung ơi, ship vô Lâm Đồng em chuyển khoản cho chị thì khoảng mất khoảng 30 nghìn. Nếu em không chuyển khoản thì mất hơn 40 nghìn. Em sợ sao Vân Đinh? Sợ sao? Em cứ hỏi khách quen của chị thì biết hết. Bán hàng rất đàng hoàng tử tế. Không có cái chuyện mà gửi hàng lỗi cho khách xong đó là khách phản ánh xong là mình chặn Facebook đâu. Không bao giờ có địa chỉ nữa, chuyện nữa. Ok Hồng Uyên, ok. À Vân Đinh ở ship Nam Định một đôi mà nếu chuyển khoản thì 30 nghìn. Còn không thì phải mất tiền thu hồi, nó là phải một đôi phải 40 nghìn đấy. 40, 42 đấy Vân Đinh ạ. Bởi vì mình gửi nguyên cả hộp nó nặng chứ không phải là bỏ tròn cả một cái cục về đâu. Rồi đôi này chân 39. Lúc này ai vừa bảo chân 39 để cho em đâu rồi. Size 38.5 là chân 39. Rồi Huyền Nguyễn ơi, em cứ vào inbox trong cái địa chỉ. Đâu Quý Thủy trước đấy chị ạ. Quý Thủy chốt ngay đấy. Nào chân 39 nè em nào. 39 ạ. Quý Thủy sắp trước mà chị Lan. Chị Lan phán ơi đâu rồi. Để em xem nào. Đâu rồi nào. Ok, Trinh Trang ơi để chị hỏi. À đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Quý Thủy sau, Quý Thủy sau. Chốt đôi này cho chị Lan Phan. Ôi đôi, Lan Phan đâu rồi? Quý Thủy đâu rồi? Hè cái hộp của Quý Thủy quăng đâu rồi? Ôi đâu rồi? Ôi chết rồi, em bỏ chỗ nào rồi chị ạ? Khổ à. Thôi em lựa chỗ cho bạn đi rồi chị ạ. Rồi em chẳng tìm ra được. Đôi này là 180. 180. Em lấy cao gót 39 lưới. Ơ tí nữa chị xem. Tí nữa để chị tìm nhá. Hình như con nơi đó, 39 con nơi. Đang yên ạ, con nơi ạ. Nào đôi này chấn 39. Lúc này có năng nào chỗ đâu hề. Lúc này còn năng nào chụp đâu. Khi này ai 39 chụp cái đôi này nè. Quay lại đây cái này nào. Ai 39 lúc này chụp đôi này. Giờ Thủy ơi, hiện tại nó không có 37. Hiện tại trên tay em có 39 thôi. Trên tay em hiện tại có 39 thôi ạ. Chị nào lúc này nói là có 39 thì chụp cho em đâu rồi. Cái chị đó quay lại đi ạ. Khóa đẹp mà, đẹp mê ly luôn. Tìm cho em biết 35. À Huyền Nguyễn ơi, gói lâm 1 hay là gói lâm 2 thì nó ngang tiền nhau mà em. Nó chỉ nhìn hơn gám năng nhưng nó nằm trong cái khoảng đó thì bằng nhau. Nếu mà em gộp lại như thế á, không phải sao cả, mỗi mỗi bữa là cùng gộp lại để gửi cho họ thiệt. Nhưng mà tự dưng gộp lại xong rồi hòn quăng ngược quăng xuôi rồi là đến cái hư hết dây của mình. Ê hết rồi chị ạ. Để em xem mà không biết em để chỗ nào nữa rồi. Chân chị nào 39 đâu rồi. Mẫu như thế này mà chân 39 không hốt này. Trời ơi sai lầm trầm trọng. Chân 39 đâu rồi mà lại không hốt mẫu này. Vừa đẹp này. Êm chân này, thứ hai nữa đế này. Đế này, đế này. Đế như thế này cơ mà. Không, Đăng Thị Yên chốt lưới cơ. Đăng Thị Yên chốt lưới cơ. Mọi người ai chốt đôi này 39. Ai chốt đôi này 39 thì quay lại chốt đi ạ. Chứ lần sau chả có mẫu này đâu. Không thể có nữa. Tuyệt đối là không có nữa. Còn muốn có cũng chịu.
Ủa, con sao giờ bỏ không vừa ta? Không, không có 35. Không có 35 nữa. Rồi chốt cho tia nắng hồng luôn. Không à, lấy đi tia nắng hồng luôn đi, đẹp lắm em. Đăng nào ngày quá, hôm nay tia nắng hồng. Rồi rồi, đúng là không phải đâu. Bàn kia bàn chốt lưới cơ. Tia nắng hồng dồn này. Đẹp ngất ngây luôn. Một đôi xinh yêu nữa. Một đôi xinh yêu chân 39 nào. 38.5 chân 39. 38.5 chân 39 nào. 38.5 chân 39 các tình yêu ơi. 38.5 chân 39. Hơi bị đẹp. Hơi bị đẹp nha. Mẫu này hôm trước là hết rồi. Bây giờ về lại một đôi, hai đôi chi đó, không nhớ nữa. Đại loại là một đôi, hai đôi thôi. Không có nhiều. Ai nhận hàng đôi này rồi? Có ai nhận hàng đôi này rồi nào? Ai nhận hàng đôi này rồi, lên tiếng cho em nào. Ai đã nhận hàng đôi này thì phải lên tiếng nhá. Không, không có 37 đâu. Nó chỉ còn 38.5, 39 thôi. Không có 36 nữa luôn ạ. Ừ, tia nắng hồng. Nào, đôi này 38.5. 38.5 chân 39 bình thường ấy. Các chị mua đi. 37 không có à? Có chứ, từ từ có hết. 38.5 chân 39 đâu, tại sao lại không những cái mẫu này mà lại không bao chốt hè? Ô buồn hè. 38.5 chân 39 đâu, những mẫu này lại không bao chốt, bực thiệt á. Đâu rồi, 38.5 chân 39 đâu, lại không bao chốt những cái mẫu này. Không có. À thế à, biết thế thì cứ tính tiếp nói chuyện cho chị thôi. Biết thì cứ tính tiền mà chuyện đó chị thôi. Rồi nào, đâu rồi? Trời ơi, 38.5 chân 39 mà không lấy hả các chế? Chân 39 đâu rồi mà những mẫu như thế này lại không lấy? Em bỏ tay luôn. Thực sự là bỏ tay. Nếu mà chân chị nào đi 38, 39 mà những mẫu này mà các chị không lấy thì đúng bỏ tay luôn. À, hình như đôi này có size nhỏ hơn đây này. Hai đôi luôn, bỏ tay. Hai đôi cùng một size. Thanh Nam ơi, mua cho vợ thì vẫn được mà. Đôi này cùng 38.5 nha. Từ dưng hai đôi 38.5, bỏ tay. Ôi, không tìm ra để đổi đâu. Tiên nắng không à, chị không tìm ra để đổi đâu. Tránh đổi cho chị với, đừng có, đừng, chị không tìm ra để đổi đâu. Chịu rồi. Hàng chị dư chất ngất lên rồi, làm sao mà tìm được mà đổi. Chân 39. Đôi nào cũng đẹp hết. Cái đôi của em còn hiếm hơn nữa. Đôi là 39 em đi thoải mái hơn. Nào đôi này chân 39. Chân 39. À, mùi em, mà chị ơi, cái mùi dây nữa. Đôi nào cũng đẹp tia nắng không ạ? Toàn đôi hot thế đi. Ứng thì quất thêm một đôi nữa. Rẻ bèo bọt mà, trời ơi, hai đôi của chị chưa bằng một đôi em mua ở shop đâu. Mùi em không biết làm sao đâu mấy chị ạ. Cảm ơn mấy chị nhá. Cái mùi dây ăn hối quá, cái em sợ. Rồi, chốt đôi này cho Long Hoàng. Những cái đôi này mà em chịu cực chế luôn. Là làm sao? Đôi này của Long Hoàng. Để em tìm lại cái đà khổ. Để chị tìm cái đà không biết chị quăng bố đấy ạ. Đâu rồi? Tiên nắng hồng đâu rồi hè? Tiên nắng hồng, tiên nắng vàng đâu rồi?
em mà để rồi để kéo cây là nó để xem đi kéo cây là có tia nắng không, tia nắng vàng không, vứt ở đâu rồi á. Rồi làm sao tia nắng không? Tia nắng không? Em không lấy đôi này mà chuyển qua đôi này đúng không? Đổi cho tia nắng không sang đôi ni được chưa? Rồi một đôi này, chuyển cho tia nắng không sang đôi ni này. Ý đôi trẻ trung hơn đấy mà. Tia nắng không này, chỉ đổi cho đây đây này. Tia nắng hông zone này. Rồi, tia nắng hông nào. Đã được như ý. Ok. Đã được như ý nguyện. Vậy đôi này ai lấy? Đôi này chân 39 ai lấy nào? Đôi này chân 39 ai lấy? Đôi này 39 ai chốt ạ? Bạn tia nắng hông, bạn muốn đổi qua đôi kia thì để cho bạn rồi này. Tia nắng mọi người tránh chú ý dư đừng đổi này nhá, em không tìm được đồ đâu. Đôi này chân 39 ai lấy ạ? Mọi người lưu ý là hàng xuất khẩu không còn nhiều. Hàng xuất khẩu không còn nhiều thế nên thì chị nào ưng thì chốt ngay con. À, bữa sau nó không có. Bữa sau nó không có, mẫu này không có 36 đâu các chị ạ. Còn một đôi 39 đây. Rồi chị Nguyễn Lê lấy đôi này, số điện thoại chị Nguyễn Lê ơi. Số điện thoại ạ. Chẳng biết sao cái mẫu này chị hồ chết kiểu gì mà tai. Chị Nguyễn Lê ơi, số điện thoại. Không ạ, mẫu này hết 37 hết rồi. Hình như nó không có nữa đâu. Em chẳng nhớ có, không có nữa. Chị Nguyễn Lê ơi, số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Lê ơi, số điện thoại đâu rồi ạ? À? Rồi ok chị 0915 428 555. Có nhá Cẩm Thanh ơi, có đấy. Có đây có tình yêu ạ. Ôi đẹp quá. Size 35. Mẫu này nó hơi bẩn một tí, mọi người lau ra thôi. À rồi lau được rồi, lau được rồi. Cái này lau tí là nó ra thôi. Quẹt nhằm cái gì. Chà cái nó ra. Ok, ok không sao. Nào 35 xinh quá. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp các chị ơi. 35 quá đẹp. 35. Quá đẹp nhá, không có nhiều mẫu này đâu. Chị nào ứng chốt ngay mẫu này 35 150 cho em nào. Đẹp ngất ngây con gà tấy rồi. Hôm qua bán đúng một đôi may đúng không? Hôm qua đôi này chỉ đúng được một đôi thôi này. Mọi người chia sẻ cho em với tụt người xem nhiều quá. Hôm nay em bán đến 10 giờ 10 rưỡi. Có gì ngày mai, còn gì ngày mai thì lên tiếp. Hôm nay em bán chậm quá. Rồi chốt cho Ngọc Anh luôn. Quá dễ thương Ngọc Anh ạ. Hôm nay em bán hơi chậm chạp. Không ạ, không em. Mẫu này làm gì có màu đen, nó có màu hồng. Nhưng màu hồng nó không có nữa hết rồi. Rồi Ngọc Anh ơi, ngã chốt rồi. Bây giờ là cặp chế là 35, các chị ứng là các chị chốt, đừng chọn màu nữa. Bệt gần hết rồi. Chúng sai mình thì lấy thôi. Rồi tiếp nào, bệt 35 tiếp nào. Bệt 35 tiếp. Bệt 35 tiếp nào. Chào Thu Hằng. Bệt 35 tiếp. Đẹp ngất ngây con gà tấy rồi. Bây giờ là không chọn kiểu chọn màu, cứ đúng sai mình là lấy luôn đi các chị ạ. Bởi vì dư không có nữa đâu. Không, 34 đi không được đâu.
Thanh Vân ạ, cửa sổ rộng ấy. Rồi gì của dế chốt. Ok, gì của dế 36 màu trắng nhá. Phương Đăng ơi, màu đen hay màu trắng chi đó? Màu trắng vậy. 36 màu trắng. Gì của dế dồn à? À rồi, gì của dế dồn này. Dồn. Bây giờ cứ đúng sai của mình là lấy cái chuyển sau là không có nữa. Thế nặng không ngơ của em còn phải 4-5 ngày đấy. 38. 38 xám. Xám 38 nào. Khoảng 4-5 ngày thì nặng không ạ? Tùy, có khi nó đi nhanh lắm. Dịp đi ngay ngơi hết rồi. 38 nào. 38. 38 nào. Đâu rồi các chị? 38 mẫu này đâu rồi? Hết rồi Nguyễn không ạ? À màu trắng size 36 có nơi, có một đôi nơi á. Màu khác. Chốt lên nhung 38, ok. Bây giờ là các chị cứ vừa chấn là các chị lấy. Chứ đừng có tròn nữa, gần hết rồi. Mà đi đi lại là nó cũng chỉ từng mẫu. Lên Nhung ơi, số điện thoại. Có zone đâu? Lên Nhung ơi, có zone đâu? Lên Nhung ơi, số điện thoại của nàng đâu? Hôm qua nàng có đơn không? 36 nào. À Lên Nhung zone à. Rồi ok zone, Lên Nhung zone này. Tiếp nào, 36 nào. 36 mọi người chốt nó phải, mọi người phải kêu đen này. Đen này, cái gì đó này. Xám này, cái gì đó chứ mọi người chốt em không biết chốt cái gì luôn. Đen 36 nào, đen 36. Nàng nào đi đen 36 chốt ngay. Thảo Smile chốt đen 36, ok. Thảo ơi, em có zone đơn không? Thảo có đôi nào chưa? Thì Dung ơi hết rồi. Hôm qua lấy cái gì mà không nhớ cái gì của gì? À chị Kim Dung ơi, 38 người khác chốt mất rồi chị ạ. Thảo Smile ơi, em hôm qua em có đơn không? Không à, zone Kim Ngọc ấy. Hôm qua em có đơn nào không? Giờ lại nhanh nha các chị. Lại nhanh nha. 36 nào. 36 xám nào. Sao Lê Trang? 36 xám nào. 36 xám nào. À rồi, có rồi đúng không? 36 xám. Ờ. 36 xám. Bây giờ không còn nhiều sai. Các chị trúng sai nào lấy sai đổi cho em. Trúng sai nào lấy sai đổi đi. Chứ biệt gần hết rồi. Các chị chọn lừa là cuối cùng các chị chẳng được đôi nào biệt Hàn Quốc đâu. Biệt nào cũng có cho biệt Hàn Quốc, chuyển sao chẳng có nữa. Sạch xanh xanh tất tân tật. Cũng muốn lấy thế vài trăm đôi nữa nhưng mà không có nữa. Sạch veo. 36. 36 nào, nhìn đế này. Đạo. Qua đã, qua đã. 36, 36. Ừ, chị lái xong cái đống này đã. 36 đâu rồi, trời ơi, cặp chế chân 36 đâu rồi. Mà những mẫu này không chốt thì chẳng còn mẫu nào nữa đâu cặp chế nhá. Em mà qua mẫu là em không tìm lại cho cặp chế đâu. Ba mươi sáu nào. Toàn 36 ấy, bực cây bực 6 đừng lấy 36 nữa. Lấy ít lại. 36 với 38. Em phải trưa ra thôi. Còn lại hơi nhiều. Đâu rồi chân 36? Chỗ tuy dung dồn. Ờ không. Không có đâu. Đôi này 36 ai ứng thì bảo luôn nhá, chứ không có nữa đâu nhá. Biệt Hàn Quốc không có nữa đâu các chị nhá. Biệt Hàn Quốc của em gần hết rồi. Còn có mấy đôi nữa thôi đấy. 36 cái màu đó quá đẹp, các chị mà không ứng là bỏ tay rồi. 38.5 có một đôi này. Trên 39 đây. 38.5 trên 39 nào.
38.5/39. Chị Lan ơi, chị lấy đôi bệt nữa hế. Chị Lan ơi, chị có chốt đôi bệt níu. Bệt 36 níu. Đi xuống này. Đế này. Quá sướng luôn. À, bệt 39-40 chị xem con không nào. Chị có chốt đôi ni không? Có ai chốt đôi ni không? Chốt để bỏ qua. Chứ bán nhanh thôi. 38.5/39. 38.5/39 hông ruột. 38.5/39 hông ruột nhá. Quá đẹp. Bệt 35. Bệt 35 nào. Bệt 35. Chân đang ra 35, chụt đi. À không có đâu mấy chị ạ. Không có đâu mà. Bệt 35. Bệt 35 có ai chụt không ạ? Bệt 35 mẫu này có ai chụt không? Không đẹp không lấy tiền đấy. Những cái mẫu này là đi quá xinh luôn. Họ chụt rồi. Bệt 35 có chị nó chụt không? Trang veo, ok trang veo. Những mẫu này mà không chụp thì là mẹ chị chụp cái chi nữa. Trang veo dồn này. 01672412151. Mẹ chị cứ thử mua bên này về xem thử. Bữa sau sẽ còn người nhiều người hỏi nữa. Mà chắc chắn sẽ không bao giờ có nữa. 38. 38, 38.5 đều đi được. Chân 39 non vẫn đi được. 38. 38 à, ai chốt cho số điện thoại. 38, 38.5 đi đều được. 38 nào. Nana chốt cho số điện thoại luôn. 38 đâu rồi, 38 đâu rồi. Tại vì em lái theo cái ký nè. Bệt 35 hết rồi Nguyễn Quyên ạ. À. Đôi này 38 đang ra chốt. 38.5 đi ok. Quá đẹp, quá xịn. Em nói thiệt đó, em phải thừa nhận mấy mấy chi lắm. Riêng kỳ 38 khó bán cực kỳ luôn. À vỏ cam. Cái mùi dai độc quá. Em phải nhét vô đi để em ngửi. Khỏi hôi. Nào, đôi này chén 38 chi nó chốt đi. Tina chốt đi, Tina chốt đôi này đi. À Nga Ivy ơi, đôi bệt nữa đáng lấy, đôi bệt 36 nữa đẹp đẹp nữa đáng chiến lấy. 38 có Tina chốt không để em qua. Có Tina chốt đôi này 38 không để em qua. Em là thiệt, riêng em lấy hàng á. Riêng em lấy hàng em không thích lấy chân 38 mấy đâu. Khó bán cực kỳ luôn, 38, 38.5, 39. Chuyện sau đây nè, là 38 với 39 em không lấy nữa. Chuyện sau đây là 38 với 39 em không lấy nữa. Em chỉ lấy rồi chốt 38 cho Thảo Smile. Em chỉ lấy 34, 35, 36 thôi. Đến 37 thôi, 38. Không không, không đổi mọi người nha, không đổi. Rồi chốt cho Thảo Smile. Ai mà nói thiệt đổi là em hủy luôn cả đơn cho em không đổi. Kể cả mấy chị mua 10 đôi, mấy chị đổi một đôi em vẫn hủy. Không không phải là đi tìm nguyên cả một đống hàng như thế để đổi cho mọi người một đôi đâu ạ. À đôi chị chân 37 à. Đôi này 34 đâu rồi? Đôi này 34. Đôi này chân 34, 34.5 đều đi ok mà 34 đi vẫn đẹp. Đây nhá, đây là đôi duy nhất mà 34 có thể bon chen, còn lại là 34 không bon chen được cái chi này hết luôn. Ngoài ra là 34 không bon chen được bất kỳ cái gì. Rồi. 36 bệt. 36 bệt. 36 bệt nào. 36 bệt xong đây để em lên một dây cao gót nào. 36 bệt chốt ngay đi các chế, không còn bệt nữa. Còn mấy đôi mà nữa đâu. Hình như không còn được mấy đôi nữa đâu. 36 bệt, chị nào chưa mua được bệt thì chốt ngay đi, không cần phải chọn màu, không cần phải chọn kiểu, chọn cách chi nữa hết. Không. 35 không đi được, đôi này 36 thôi. Đôi này 36 thôi nhá. Đôi này chỉ 36 đi thôi. Rồi pha Mai Yến chốt. Không có nhiều nữa đâu các tình yêu à.
Chị ông thế mới hỉ rồi ạ, Phạm Hải Yến. Bà có Hồ Hương có mà 01655 655 mấy đây nữa 01655 nè, rồi là 560679 rồi. Ok, cái đôi bệt 36 lúc này có ai ai chốt không ạ? Cái đôi bệt 36 lúc này có ai chốt không? Hết rồi ạ. Hình như là bệt 36 cũng hết rồi đấy các chị ạ. Cái đôi lúc này mà các chị không chốt nữa thì chắc nó chẳng còn nữa đâu. Chắc đôi này chấn 36 có ai chốt không? Đôi này chấn 36 có ai chốt không? Em xỏ vào chấn cho mọi người xem luôn. Em xỏ vào chấn cho mọi người xem. Rồi chị Kim Nga Nga chốt đôi này cho em số điện thoại. Kim Nga Nga chốt đôi này cho em số điện thoại. Không đẹp không thèm lấy tiền của mấy chị. Quá xinh luôn mấy chị nhá. Quá xinh luôn. Đây này, em cho mấy chị coi luôn. Đây nhá, em cho mấy chị xem này. Đôi này 3637 đều đi được. 3637 gì đi cũng được hết. Thấy chưa? Rồi đôi này chốt cho bạn nào cho số điện thoại đi ạ. Bạn nào chốt đôi này thì cho số điện thoại nào. Đôi này đi thoải mái chân luôn. Làm sao tôi biết được nó trong hộp nó nằm cái gì à các chế. Nào đôi này ai chốt? Ai chốt 36? Đôi này chân 37 đi được. Em nói đi được là đi được nhá. Đã nói đi được là đi được. Bởi vì chân em 36 đi nó vẫn đang rồng đấy. Mà bệt thì rồng diệt chi đi cũng được hết. Đôi này chân 37 vẫn ok. Em đi nó vẫn đang rồng đây. Mọi người thấy em nhấc chân lên thưa thưa một tí nhá. Mũi à, mũi bị chi mông, mũi bị chi cả, bị hôi. Đôi này chân 37 đi ok nhá. 37 đi ok cho em. À không, hết rồi, hết rồi. Đôi này chân 37 đi ok. Lúc này mọi người thấy em đi bị rồng không? Rồng lên cả khúc đúng không? Không có nữa đâu mọi người ạ. Biết em cần hít rồi, không có nữa. Ham biết em, ham biết mà mọi người không chủ thì bây giờ không. Hình như là còn một hai đôi chi nữa thôi. Valentino 39. Valentino 39. Valentino 39 là 38.5 là chân 39 là Valentino 38.5 chân 39. Không có nhiều. Ngày qua ai chờ đợi hả? Ngày qua ai chờ đợi đây? Ngày qua ai chờ đợi Valentino nào? Valentino chân 39 tia nắng không đâu em đâu. Em còn chút nữa không? Valentino tia nắng không đâu. Kim Dung chốt xôn đôi này 39 đúng không Kim Dung? Bệt 36 à? Ra cô tí nữa để em tìm. Bệt 36. Bệt 36 ai chốt thì... À quên. Valentino 39 ai chốt thì báo này. Valentino 39 ai chốt? Kim Dung ơi, chị chốt xôn đôi gì? Chị chốt xôn đôi gì? Valentino không có nhiều đâu mẹ chị nha. Điểm đến đâu còn tay 1, 2 đôi, 1 vài đôi thôi. Hôm qua em bán được một đôi hai đôi chứ đó. Ờ. Không không chị, không đổi. Em chỉ đổi trả hàng khi hàng em có lỗi. Đôi này là 180 viên ra 39 tia nắng không? Đúng rồi, chị gọi tên em mãi này giờ. Đã báo sai cụ thể như thế rồi mà các chị. Tia nắng không này, dồn. Ok. Valentino tiên nắng hồng. Chờ đời hôm qua giờ cuối cùng đã toại nguyện nhá. Nào sụp sụp. Rồi sụp 38 à, chốt cho Nhung Trần. Rồi đã chốt. Chụp 38 em chốt cho Nhung Trần này. Nhung Trần chốt sụp 38. Nhung Trần dằn trước rồi. Xong 4 đôi à. Nhung Trần.
Chị Kim Dung ơi, bệt 36 đôi lúc này chị có chốt không? Đôi lúc này là 36 ra đấy chị ạ. 36 ra 37 đấy. Chị cha rồi, đủ rồi. Hết rồi Long Hoàng ạ, à, hết rồi. Rồi sụp tiếp nào. Sụp 37 nào, màu trắng 37. Sụp hạt màu trắng 37. Sụp hạt màu trắng 37 nào. Sụp hạt màu trắng 37. Mọi người ghi về sự sụp trắng nào. Sụp trắng nào. Sụp sụp trắng, sụp trắng. Sụp trắng 37 nào. Sụp trắng 37, báo nhanh nào, chốt nhanh đi ạ. Sụp trắng 37 đây. 37, sụp trắng. Không, không có 36 nữa. Đôi này 180. Nó là memory thì cứ 180 thôi các chị. Memory thì cứ 180 thôi. Nam Tư Linh có chốt không? Sụp đây. Những cái mẫu này làm gì ra shop mà bán cho mọi người. Bệt bán 150, shop bán 350 rồi. Chưa kể là memory này. Memory này khi chưa sell 8-900 ngàn hết. Tất cả là 8-900 đấy các chị ạ. À không vừa đâu, không vừa đâu chị. Đôi này là 37, sụp trắng Lan Phan, ok chị. Chị Lan Phan zone này. Chị Lan Phan zone. Chuyển sau em cũng không có sụp nữa. Chuyển sau không có sụp. Chị chim chúng ơi, hết rồi, hết rồi. Hôm qua ai dàn em mẫu này em quên mất rồi. 37. 36.5 là chân 37. À hết rồi, tự linh hết rồi, hết rồi. Rồi là chỉ Lan Phan rồi ạ. 36.5 là chân 37. Mẫu này 36.5 là chân 37. À của em mấy đôi? 4 đôi đúng không? 4 đôi hết 50.000 đây, tiền cược đây tình yêu ạ. 4 đôi hết 50.000 tiền cược. Ờ không. Sụp trắng hết rồi chị Kim Dung. Đôi này là chân 37. Chân 37 chốt đôi này cho em, không đẹp không lấy tiền. Quá chất luôn, đơn giản mà quá chất. Đơn giản mà quá chất nha mọi người. Hôm qua em không nhớ chị nào dàn em này, em quên mất rồi đấy. Chị nào đó mà con ở trong live thì nhảy vô chốt cho nhầm. Chứ khách mà nhắn trong inbox thì là em quên mất. Không ạ. Chị Lan Phan trước ạ. Hôm qua chị nào nhắn trong inbox á, mà dàn này có đôi đi thì giữ cho chị với thích chị nào đây ạ. Em không nhớ đâu mấy chị nhá. Mấy chị phải tự nhớ cho nhiều cái mấy chị nhắn trong tin nhắn là em nhớ được hết. Em đi cầm cục xa cả đó. Chị nào chủ đôi này 36.5 chân 37 nhá. 36.5 chân 37 cho em. Rồi ok chủ tịch Thảo Smile. Ok chủ tịch Thảo Smile. Quá đẹp. Toàn là hàng chất cả. Mọi người nhớ cho em này. Là cái memory này có hàng nhái nhá. Cũng giống như khách của em mua AD trúng phải hàng nhái nhá. Mua AD hàng nhái nói sao mà mua rẻ. Khổ. Chứ AD giờ đắt quá lấy đâu được đâu. AD đắt quá em lấy không được nữa. Khổ quá. Rồi có một đôi quá đẹp nào. Chân mấy đây? Chân 38 đâu rồi? 38 đâu rồi? Các tình yêu 38 đâu? Nhưng mẫu này lại không chốt. Các tình yêu 38 đâu rồi? Tình yêu đẹp 38 đâu rồi?
Tình yêu 38 đó. Rồi ok chị Nguyễn Lệ. Em nhớ rồi. Rồi chú cho Long Hoàng. Buồn ngủ quá. Rồi sụp 37 nào. 37, 37.5 đều đi được. Ừ 35 hỉ rồi. 37, 37.5 đều đi được. Mà hồng ruột đẹp quá. Hồng nút đây, hồng nút hồng ruột chỉ được. Cứ hồng là được. Nào 37.5 nào. Thôi đừng có cắt ra này. Đừng có cắt ra nữa. Đừng có cắt ra nữa. Lờ cắt rồi. Nào sụp. Sụp 37. Sụp 37. Hồ Hương con đệt. Kim Dung ơi lúc này chị chụp cái đôi đó đi. Có Hồ Hương ạ. Chị ơi cái đôi 37 mà lúc này em kia đó. Không đổi được đâu chị ơi, không đổi được. Không nhớ hàng để đổi đâu. Hàng lồn xồn kia mà. Hàng vô phạt là quăng qua bên bên dãy hàng rồi làm rắn mà em đổi được nữa. Ăn thua gì em cả đúng luôn mà làm sao mà có làm sao đâu. Chốt cho chị Kim Dung, chị Kim Dung cho số điện thoại ạ. À. Xong một cái là em quăng ra một cái như thế này này, tìm ông ra luôn. Kim Dung dồn này. Thế nên là em không thích mọi người đổi là như thế đâu. Em cứ quăng lên như thế thì mới làm sao mà tìm được. Rồi nào tiếp tục nào. 38.5. Đọc 38.5. 38.5 chân 39 non. Muốn ngủ á, có sớm mà. Sao hôm nay mình muốn ngủ hè. Ngay nên ngủ đến 3 giờ chiều mới dậy. 38.5. Đẹp miên man miệt bản. Chốt luôn là Kim Dung. Chị Kim Dung ơi 38.5 là sao chị chốt. Chốt cho Long Hoàng nhá. Chị không đi vừa cái này chị Kim Dung. Ủa chị Kim Dung chốt luôn à. Rồi về chốt cho chị Kim Dung. Không hiểu là chị Kim Dung mua cho ai nữa. Mà em thấy chị bất nhẵn sai luôn. Không chịu trách nhiệm với chị đâu nhá. Chân 35. Đẹp quá. Chân 35. Lâu lâu xuất hiện một chàng. Chân 35. Đâu chị Kim Dung trước chị Long Hoàng. Kim Dung chốt đã rồi mới đến Long Hoàng. Kim Dung trước, Kim Dung trước. Chị Kim Dung trước. Đây này. Kim Dung trước đã rồi mới đến Long Hoàng đấy. Kim Dung này. Xong rồi đến bàn Hương Giang tóc vô xem đã rồi mình Long Hoàng mới chốt. Có biệt chị Hương Nguyễn ạ. Không chị sao em chụp màn hình lại tí này em gửi cho chị xem luôn này. Đây này. Chị Kim Dung không là không cái gì. Chị Kim Dung không là không cái gì vậy. Chị Kim Dung, chị nói không là không cái gì. Chị vừa mới chốt đôi này xong hay là để em chuyển qua coi người khác đâu rồi, không biết ở mô nữa rồi. Khổ hề. Giờ thì chị phải chốt một lần thôi, em quá mẫu rồi mà chị cứ chốt ra làm sao. Đôi đó là đôi nào đấy, không biết nữa. Mô nữa rồi hề. Đôi này đúng không? Đôi này đúng không? Rồi chốt qua cho Long Hoàng. Tại vì chị cứ bấm đăng trước người khác ấy, chị cứ làm thế em đã hỏi đi hỏi lại rồi làm sao chân chị đi vừa rửa được. Em thấy chị Long Hoang bấm sau. Thế nên là mới chuyển qua cho chị thôi chứ thấy ai trước lận. Rồi nào tối nay chân 35. Chân 35, bà nào chân 35 còn một đôi đấy phải. 35 chốt đi, không có nữa đâu. 34, 35 có hai đôi đó. 35 đâu rồi? 35 đâu rồi mà đôi này không lấy. Chân 35 mua rồi mà đôi này không lấy. Thì con biết lấy đôi mua nữa. Đẹp quá trời quá đất. Rồi ok em chuyển qua cho Long Hoàng rồi. Nhưng mà cứ ghi chốt thế thì em cứ tưởng là chị Long Hoàng chốt sau chị chốt trước là nhường cho chị nè. Con cãi nhau với chị Long Hoàng nữa. Khổ thiệt. Nào
Đơn này 35. Màu này là màu chi hè, màu tím huyết dù đấy. Tím huyết dù, chị nào chốt thì chốt tím huyết dù cho em này. Không có nữa nha, chân 35 hiếm mà là hiếm hàng lắm các chị nhá. Chân 35 các chị để ý mà xem, không có đâu. Chân 35 là hiếm lắm các chị ạ. Thế nên chị nào thích 35 thì chốt luôn chứ không còn không có gì mà đau khổ nữa. Chân 38. Diều Liên Hoa chốt 35 hả? Hoa Diều Liên ơi chốt 35 hả? Đâu rồi hả? Hoàng Diều Liên em chốt 35 đúng không? Hoàng Diều Liên em chốt 35 đúng không? Em chốt đôi này 35 đúng không? Không. Hơi ngại. Kết. Chơi chỉ ngửi mùi dây làm hoạt độc thật. Mới vừa không bao bì thì chỉ ngửi cả ngày thoải mái. Không sao. Kỳ. Chà, đến một tí đến. Chứ giờ là không được. Nào Hoàng Diều Liên ơi. Hoàng Diều Liên em chốt đôi này 35 đúng không? Đôi này chất sướng lắm mọi người ạ. Chất sướng cực kỳ luôn đi. Này. Chất đã như thế này cơ mà. Nó mềm siêu mềm xeo luôn. Rồi ok Hoàng Diều Liên cho chị số điện thoại. Hàng chất hơn mềm siêu luôn. Đôi này em có 34 màu cảnh giản đấy nhá. Đó là một đôi duy nhất mà chân 34 có thể bón chen được. Hoàng Diều Liên đây cho chị số điện thoại nào. Số điện thoại đâu rồi tình yêu. Rồi đôi này 38. 38.5 nhưng chân 38 thôi nhá. Em nói rồi là phải nghe theo lời em nên em dùng từ chân nào chứ không dùng sai nào. Ôi mà chắc nó phỏng mũi luôn, nghe rát luôn à. Rồi nào 38. Chế nào chốt đôi này 38. Nữa là hình như mẫu này em không có nữa đâu nè. Chẳng hiểu nữa đây. Gửi cho cô anh mua hết. Cô anh mua đó. Chị quen hơi loàn loàn của anh ý. Gửi cho của anh bố bèm. À Diều Liên đi lẽ Diều Liên của ơ rồi chị biết bẹp rồi. Chân 38. 38 đâu. 38 chốt đi gặp tình yêu. Ờ rồi rồi chị biết rồi, chứ chị mình nhìn kỹ kỹ cái avatar của em. 38 nào, để đôi một trong bệt nữa nào. Ba mươi tám mất rồi. Có ai chốt đôi này 38 không để qua. Chuyển sáu là em chỉ lấy 35, 36, 37 thôi. 38, 39 em không lấy nữa. Hầu như là không có 38, 39. Chỉ lấy 34, 35, 36, 37. 38, 39 bán là em mua. À có mẫu này đây rồi các tình yêu. Có mẫu này 36 đây rồi chốt ngay. 36 đây rồi. 36 đây rồi. Lúc này đang hỏi 36. Quay lại đây cho chị. Tình hình là em nó đã quay trở lại và lời hài hơn xưa đi rồi này. Có mẫu này nữa này. Cái này mặc là hai cái váy hề. Cái váy đen, cái váy xanh cái này. 36 nào. 36. Có để bằng 35 mà. Để tôi coi cổ nè. 36, thưa các tình yêu. Cao gọt lưới 36 đã có mặt. Đôi này mà 39 là chỗ cho bạn đang yên yên gì đây rồi này. Còn 36 đã không biết này. 36 các tình yêu ơi. Ba mươi sáu đâu rồi ạ? Rồi ok. Rồi chủ tất chí đoan nha. Trời ơi màu nào cũng đẹp các chị ạ. À. Các chị nhìn thì thế thôi. Chứ nó không có đâu. Rồi chị đoan nha. Dồn này. Các chị nhìn chạp hóa mắt đấy. Đôi nào. Rồi đôi này 39, 39.5. 39, 39.5 đi. Nãy giờ mình có thêm đôi này.
39 và 39.5. Đâu rồi? 39 và 39.5 đâu rồi? Là ăn Yên An Nguyên thì chưa chi rồi cạch mặt một lên đâu. Ý, ôi trời nà, khổ thế, đừng có đòi túi nữa. Sau một hồi suy nghĩ đây, có khách mách nước đây, mới nghĩ ra phương pháp rất chi là hiệu quả. Đỡ hạn. Nào 39.5, 39, 39.5 to nhất của đất bơi vào đây. Nhưng ai mà sợ 39 đi không vừa, An Nhiên chốt. Hết block chưa? Hết block người ta chưa? Cương Nguyễn ơi hết rồi. An Nhiên, số điện thoại đâu? An Nhiên ơi, số điện thoại đâu? Rồi, 01263. Bao nhiêu nữa? 055 158. Khổ ấy, ngay đi. Đúng rồi, cháu nghe hẳn rát nếm mùi lắm rồi. Nhưng mà buộc lòng phải làm như đi thôi. Buộc lòng phải như đi khủng là đau lắm. À không phải đau mà hết rồi Hương Nguyên ạ, hết rồi. Ôi đẹp quá các tình yêu ơi. Trên 35 cho em. Trên 35 nào. Đẹp đã ở đây rồi. Trên 35. Trời đất. Lúc này có đôi màu hồng đúng không? Ôi chắc, dồn vào hôm qua. Dồn vào hôm qua An Nhiên. Chết rồi. Đây rồi, cái chữ dồn kìa đó. Nam nào dồn thì bảo dồn nghe. Đoàn Vân Dung, ok, chốt cho chị Đoàn Vân Dung. À không, hôm nay của ai hả? Có gì ạ? À? Có. Không không, 36 không đeo được đôi này. Huế Hoàng chốt trước. Huế Hoàng chốt trước ạ. À. Nào Huế Hoàng chốt trước, chốt cho bạn Huế Hoàng trước. Huế Hoàng ơi đâu rồi? Số điện thoại của Huế Hoàng đâu? Ok Huế Hoàng, đôi này Huế Hoàng chốt trước ạ, à, các chị ạ. Không, Huế Hoàng trước. Huế Hoàng đã rồi mới đến Đoàn Vân Dung, đã rồi mới đến Long Hoàng. Huế Hoàng trước tiên. 0166780762. Em đọc chính xác theo máy chủ của em. Là chị không, Huế Hoàng đối này. Huế Hoàng em chốt đây này. Huế Hoàng ơi, có phải em chốt đôi đen không? Chị thấy em chốt đôi đen trước đúng không? Chính xác là Huế Hoàng trước. Đôi này 36.5 à, đôi này rồi, đôi này cất lại cho một chị rồi. Đôi này cất lại cho chị Mai Thùy Hương. Đôi này cất lại cho chị Mai Thùy Hương. Không không, đôi đó là Huế Hoàng chính xác luôn. Huế Hoàng rồi đến chị Đoàn Vân Dung. Rồi mới đến chị Long Hoàng. Chính xác là như thế. Không cãi đi đâu được. 36.5. Đôi này size 36 nhưng chân 37 đi. Size 36 chân 37 đi nào. Size 36 chân 37 đi. Hai Yến Yến ơi, tùy vào mẫu nhá. Mẫu này thì 1710 này. Size 36 nhưng chân 37 đi. Mọi người chú ý là em bảo chân thôi. Bảo chân nhá. Em lấy chân em đo này. Chân em chân 36 ra dần. Thế nên em để chân em đo. Đôi này là 170. Chân chị nào đơn trước thô thì chốt đôi này. Đôi này là 170. Chân 37 đi nha. 37. Chân 37. Đâu rồi các tình yêu chân 37 đâu rồi. Mẫu đó là phải chốt. Rồi. Để có thử hàng lưới con có đôi nào không nào. Rồi chốt 37 cho Lý Ngọc. Lý Ngọc ơi, đôi đó là đôi 36 mà chân 37 nghe Lý Ngọc.
ơi, Lý Ngọc ơi, có rồi má. Lý Ngọc chốt đôi này rồi, đừng chốt bậy. Lý Ngọc có rồi, Lý Ngọc đã có một đôi như thế này rồi, đừng chốt thêm nghe. Lý Ngọc ơi, có rồi, chuyển sang cho Hana vỏ. Lý Ngọc lúc này có chốt một đôi như thế này rồi nhá. Lúc này chị nhớ 100% em có một đôi này rồi. Chốt sang cho Hana vỏ. 0974 64 6349. Lý Ngọc chốt cái gì không nhớ nữa, bỏ tay luôn. Khi này em chốt đôi này rồi. Có ma hô hướng 39. Bệt 39. Bệt 39. Đẹp đỉnh chưa? Một đôi duy nhất thì phải. Chính xác đây. 39. Không đẹp không lấy tiền, đẳng cấp là chỗ này. Đây nha, khác gì dây tây. Không khác gì dây tây hết. Đứa này mà ở đâu bán cho mọi người 150. Có. Khi này chỉ nhớ Lý Ngọc có rồi mà. Rồi Huế Hoàng, em chốt đôi 35 chính xác. Chị chốt cho em rồi. Lý Ngọc ơi, chị nhớ có rồi. Khi này chị có chốt một đôi cho Lý Ngọc. Mau đến Lý Ngọc ạ, chính xác. Nhớ đấy, nhớ đấy. Nào chân 39. Rồi chốt cho Hương Nguyệt. Ở đâu ra bán cho mọi người đôi này à? Khi này là chốt sụp à. Rồi Hương Nguyệt ơi, cho số điện thoại nào. 38.5 màu này là 39 đeo mấy chị ạ? Hương Nguyệt số điện thoại. Ôi rửa à, rửa tí nữa có thì chị chốt sáng cho em nha. Tại vì khi này chị nhớ nhớ Lý Ngọc có chốt một đôi. Rồi Hương Nguyệt ơi, số điện thoại. Không, không, Hương Nguyệt chốt trước tiên ạ. Em vừa mới đưa ra là Hương Nguyệt đã chốt rồi ạ. Vừa mới đưa ra là Hương Nguyệt đã chốt rồi, chị Hồng thân mến ạ. Vừa mới đưa ra là Hương Nguyệt đã chốt rồi. 0918925040. Rồi em xem đôi này này. Bệt này không phải là bệt xuất khẩu, nhưng bệt này là bệt hai màu đợt trước các chị mua hí. Bây giờ em bán đôi này, xem đôi này 100k luôn. Chị nào lấy đi luôn. Đôi này trước đây bán 230 nha. Ôi rửa, tại cái này chị cứ nhớ Lý Ngọc chốt mà. Đôi này em xem 100k chân 38. Em không tìm được người, em không tìm được cái khách chốt nên em chốt luôn. Đôi này 100k chân 38. Đấy là sale nhá. Con giá của đôi này được trước đầu tiên em bán là 230. 230 đôi này đây mấy chị ạ. Bệt này là bệt hai màu. Bây giờ em sale 100k cho chị nào lấy để đi luôn. Chị nào có size lấy đi luôn chân 38. Quá đẹp nhá, quá đẹp. Ngày xưa cái dòng bệt kia cháy veo veo luôn. Bây giờ nói thật sự là em không tìm ra cái người chốt nữa. Không tìm ra. Chịu luôn, chịu. Máy vào lấy cũng đùa cả rồi, ok. Chị nào chốt đôi bệt đó 100k lấy đi cái uổng. Đợt trước là bán đến tận 270 đấy. Rồi Hương Nguyệt lấy đi, Hương Nguyệt lấy đi cái uổng. Có 100.000 nha mấy. Mọi bữa 230 đấy. Chẳng quá chi là để lâu quá rồi là tìm không ra người. Tìm không ra người nữa, hết rồi chị ạ. Đôi này 35. À Cảnh Dương, Hana Võ ơi, Cảnh Dương. Cảnh Dương thì là ship ngang sân bóng. Không, ngay vì không vừa. Không vừa đâu chị. Cảnh Dương thì ship vô nơi sân bóng thôi. Tất cả hai Cảnh Dương vô sân bóng. Lê Nhung ơi, hết rồi. Hết rồi, một hết 38-100k rồi. Em còn được đối rồi, em sell đấy. Em còn đối rồi, em sell đấy mọi người ạ. Mọi bữa em bán nền đó. Chị lấy 35, ok Nga Nguyệt. Chị Nga Nguyệt cho em số điện thoại ạ. Chị có zone không? Hôm qua chị có đơn chưa? Chị nào mà hôm qua có đơn thì bảo về em. Chị Nga Nguyệt cho em số điện thoại. Diệp Linh Anh hết rồi. Chị Nga Nguyệt cho em số điện thoại. Không chín. Không chín một hai. Ngày mai mọi người chú ý cho em nhé. Chú ý điện thoại cho em ngày mai. À chị chưa có đơn mốt không? 613345. Ngày mai mọi người chú ý điện thoại. Hoặc là chị nào làm siêng inbox luôn địa chỉ. Rồi bây giờ em sẽ xéo đôi này cho các chị giật mình.
Đôi này là chân 36.5. Chân 36.5. Mấy chị nhìn này, mấy chị nhìn thương hiệu đi. Oso nha, Oso. Ôi mà đã chị nhớ được, chị nhớ nổi. Mọi người đang nhìn này, mọi người đang nhìn thương hiệu này. Riêng Oso giá lấy vô bây giờ em không lấy được bởi vì quá cao. Nhưng đây là Oso nó bị sót lại, hàng bị sót lại của em thôi. Chuẩn dân công sở. Người sở hữu đôi này đầu tiên trị giá 270.000. Bây giờ riêng Oso em sale luôn 150.000. Là lỗ bẹt tuẹt luôn. An Nhiên ơi, bà Đôn là chị Sipu Điện. Bà Đôn là chị Sipu Điện. Cách nhà chị hơn 10 cây chị Sipu Điện. Không chị ạ, à, đôi này chỉ là 36.5. 36.5 em sale 150k coi như là đôi này em lỗ. Bởi vì sao? Nó sọt lại, nó nằm trong kỳ nằm trong cuối cùng. Mà em không tìm ra. Không tìm ra. Rồi, 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 ok. Thực ra mà bán xong hôm nay thì cũng có hàng nữa đâu. Đây, Oso. Người đầu tiên mua đồ Oso này trị giá 270.000. Ship đi nữa là thành 300.000 đôi này. Không biết. Còn bây giờ em để đôi này 150. Có nghĩa là em đã bán lỗ. Oso bây giờ các chị riêng giá 150 xỉ không lấy được. Chốt cho chị Long Hoa. Mấy chị nhìn này, nó là Oso đấy. Không phải đùa đâu. Em phải ghi giá vô này. Chứ còn bình thường em toàn bán đôi này 250 hết. Nó sót lại được một đôi thôi. Không còn đôi thứ hai đâu mấy chị ạ. Toàn lấy hộp. Hộp này bỏ sang hộp kia. Chân 36. Ba size 36 nè. 36. Ba bảy nón cơ. 36.5 ba bảy nón cơ. Nào. Size 36. 36 nè. 36. Đẹp quá. Ba mươi sáu các chị ơi. Em sỏ với cho các chị coi. Rồi chốt cho Phương đang khỏi sỏ luôn. Chốt cho Phương đang khỏi sỏ. Mọi người nhìn này. Thế này cơ mà. Chốt cho Phương đang số điện thoại đang ơi. Số điện thoại. Nghe tin chi chưa? Phương Đăng ơi cho số điện thoại. Rồi bây giờ mọi người nhìn cái dòng bệt này cho em này. Cái dòng bệt này không phải là dòng bệt xuất khẩu. Tuy nhiên nó là dòng bệt xịn. Nó là dòng bệt xịn nha mấy chị. Rất rất chi là xịn nữa. Cùng là dòng bệt siêu dẻo. Em xem 120.000 đi luôn đôi này. Chị nào lúc trước mua đôi này 150, 160, 170. Không quản trách bởi vì sao? Bởi vì còn một đôi nên sale. Còn một đôi nên sale. Và thường thường em luôn luôn sale dưới giá gốc. Chân 39. Em sale 120.000. Chân 39. Siêu dẻo. Mọi người nhìn này. Nó không phải là bệt xuất khẩu nhá. Đôi này không phải bệt xuất khẩu đâu. Nhưng là bệt công ty đấy. Siêu dẻo luôn. Đây. Về như cũ chẳng có vấn đề gì cả. Em sale đôi này 120. Em xe đôi này 120k. Không phải hồi tiếp. 0888795567. Những cái mẫu này á, thực ra là do khách zone lâu quá. Kém nhớ của ai nữa. Em nhớ của ai cả. Nên là em bị sale đây. Chứ lúc trước lại ra nhau không có. Khổ. Đây. Rất đẹp và rất mềm. Mềm siêu luôn. Đôi này em xeo 120k. Chân chỉ nào 39 quất đi. Chốt cho nhỏ ơi, ok. Nhỏ ơi chốt cho chị số điện thoại mai lên lấy luôn. Nhỏ ơi 120k ghi lại đây kìa nè. Rồi rồi cho chị số điện thoại nhỏ ơi. Cho chị số điện thoại. Cho chị số điện thoại nào. 120k xeo. Hết rồi ạ. Của nhỏ ơi rồi ạ. Em chốt cho bạn nhỏ ơi rồi. Em chụp cho bạn nhỏ ơi. Bây giờ em sẽ lên một đôi như thế này. Em bị bó mang đôi này. Chỉ vì 10.000. Em đã khốn khổ nói là cứ nhận hàng đi em bù lại 10.000. Nhỏ ơi số điện thoại của em đâu. Số điện thoại của em đâu. Em buôn cực kỳ luôn. Có 10.000 thôi mà quá khó khăn với em. Trong cái đó là lỗi của bưu điện. Người ta đã gọi điện xin lỗi rất rất nhiều. Nhưng mà chỉ vì 10.000.
Bây giờ em xéo dập mặt luôn. Có những cái đôi này em bán lỗi. Nó là dòng cao cấp, nó là dòng giày cao cấp. Mấy chị nhớ không, lúc trước mấy chị dành nhau không hề có. Em cất dành cho người ta. Em bán hàng chẳng mấy khi ai bom của em đâu. Em là thiệt, em bán hàng hiếm khi ai bom của em lắm. 0919320716120. Ok, chị bỏ đây mai cho đến mà lấy cho dễ này. Rồi em sẽ mở cái đôi giày cao cấp này ra cho mọi người. Em xéo một phát đứt luôn. Em điên trong người lắm rồi. Máy tính của bưu điện nó lỡ làm nhảy lên 10k. Em nói đi, em bán cạc lại ở nhận hàng cho em với. Hoàn đi hoàn lại mất 60-70 nghìn. Không chịu. Size 39. 38.5 chân 39. Nó là dòng cao cấp. Xăng đan. Mọi người chơi gì? Hẳn quá buồn ấy, không phải là buồn nữa. Mọi người nhìn này. Mọi người nhìn AD nhá. AD dòng cao cấp. Xăng đan AD cao cấp. Mọi người nhớ đôi này không? Khi rất nhiều người mua đôi này không hề có hàng. Ok ok. Khi rất nhiều người đôi này mua không hề có hàng để bán cho người ta. Bởi vì dòng cao cấp nó quá hiếm. Đây, AD dòng cao cấp. Giá đến tận tay họ là 400 nghìn. Nhưng bây giờ em bán cho mấy chị. Đây là em bán em giải vía đôi này 300. Bán giải vía đôi này 300. Chốt cho chị Long Hoàng. Bán giải vía đôi này 300. Là lỗ mấy chị nhá. Riêng mấy chị nhớ là em lời một đôi chỉ 30 nghìn thôi. Chốt cho chị Long Hoàng. Chốt cho chị Long Hoàng đôi này rồi ạ. 300k. AD. Đúng là hẳn chán. Chị đã gọi điện, em biết không? Gọi điện mà đúng thôi, quá đẹp luôn. Gọi điện mà nắn xin lỗi này, từ bưu điện xã đến bưu điện huyện đến bưu điện tỉnh gọi điện xin lỗi không chịu. Thực ra mà khách, chị nói thiệt, như chị nói hôm nay khách cược của chị 47 nghìn thôi, mà bưu điện đánh nhầm của chị lên tần 50, lên tần 70 nghìn. Có nghĩa là chị phải bù lại cho người ta 23 nghìn. Chị vẫn dặn khách nhận đi cho em bù luôn 30 nghìn. Có nghĩa là chị mất thêm 7 nghìn nữa. Khách vẫn ok thôi, có chị mô. Đơn giản. Ai mà chẳng có lúc sai sót. Đúng không? Ai mà chẳng có lúc sai sót. Chỗ đôi này 300k. Coi như em giải việc. Quá buồn. Trong khi đó bao nhiêu người chờ đợi đôi này. Tiếp nào. Còn các tình yêu ạ. À rồi đây. 39. Lúc nãy cái nàng nào kêu 39 để cho em thì đây rồi này. 39 để cho em thì 39 nhảy vào đi nào. 39 để cho em thì 39 nhảy vào. Dòng lưới 38.5 là chân 39. 39 để cho em thì đâu rồi? Để cho em thì em còn thức đó không? Ôi, buôn bà quá luôn em nè. Chị nói thiệt, từ ngày chị bán hàng bây giờ đi cả nghìn đơn. Nhưng riêng mà bị bóm ha, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà ví dụ như 5 đơn thì lỗi của bưu điện mất 3 đơn rồi. Lỗi của bưu điện mất 3 đơn rồi. Đặng Thị Yên đâu rồi ạ? Đặng Thị Yên đâu rồi ạ? Còn Trang Nguyên ạ? Còn Trang Nguyên ạ? Có. Đâu rồi? Đặng Thị Yên đâu rồi? Trời ơi, dù đến lượt mình thì lánh cỏ này. Không phải, nói thiệt thôi. Em nói
Em là thiệt hết đấy mẹ chị ạ. Có chị nói nấy đó. Chứ nói bực thiệt, bực thiệt. Đâu rồi cặp tình yêu? Chân 39 đâu rồi? Mẫu này 38.539 này. Chân chị nào có mùi ấy. Chốt phát đi. Thật đấy. Chân em mùa hè mà đi cũng có mùi đấy. Chân chị nào ngày mai báo cáo lại nhá. Biết sao mà ngày mai báo cáo không? Em dặn nữa không? Vì ngày mai là em đóng hàng. Trong quá trình đóng hàng á, là chị nào cần mẫu gì thêm là em có thể tìm được. Đấy. Còn bình thường mà không, trong lúc em không đóng hàng thì em không bao giờ tìm cho mấy chị đâu. Rồi có một đôi này này, mà đôi này là 39 này. Biệt đá đàng hoàng này, biệt đẹp ấy, không phải biệt đua đâu. Nhưng người ta chốt mà em không chịu gửi cho người ta. Hình như là có người nữa ở đây đúng không? Giờ sale 120.000. Sale luôn 120.000 chân 39. Hôm bữa An Nhiên hay An Nhiên hay ai đấy chốt đúng không? Mà tôi không gửi đúng không? Ôi chị không nhớ nổi đâu nhỏ ơi. Chị mà đang nhớ nổi. Xe đôi này 120.000. Rồi em chốt. Nhỏ gương chốt. Nhỏ gương dồn ý. Nhỏ gương cái này có một đôi rồi ý. Rồi ok nhỏ gương chốt cho mà đi nhỏ gương ạ. Rồi chốt cho nhỏ gương rồi. Được đôi thôi mọi người ạ. Được đôi thôi. Cái này là hàng xéo mà. Nó sốt lại thôi. Nhỏ gương dồn này. Chị rơm biệt nhỏ gương bỏ hàng mà nhỏ gương cái chỗ nào nữa. Cái này quăng. Đây đi. Chốt cho người ta xong nó quăng nó rồi nè. Nhỏ gương chốt rồi ạ, à. Nhỏ gương chốt rồi. Giờ đôi này này. Đôi này là của Mina nhưng đôi này đi không không êm như mấy đôi khác đâu mấy chị nhá. Đôi này đi không êm như mấy đôi khác mặc dù nó là hàng của Mina đây. Mặc dù là em bán đôi đi bữa trước em bán đôi đi 150. Khách em nhận về vẫn ok. Rất nhiều khách dễ tính. Nhưng mà thôi, bây giờ còn một đôi 39. Còn đôi này cũng 39. Em sale luôn 100.000. Nó là của Mina đấy. Nó là thuộc của công ty lớn đấy. Tuy nhiên, tất nhiên là nó sẽ không được êm bằng AD. Không được êm bằng hàng xuất khẩu. Không được êm bằng memory rồi. Em sale 100.000 luôn. Bữa chiều nhỏ hơn ạ, sale 100.000 luôn. Bữa là bán đôi này 150. Bây giờ là, đấy là toàn là hàng của khách mà vì dồn lâu quá cho nên không tìm ra đấy. Đó, rút kinh nghiệm. Dồn lâu quá, tìm ra nữa, sẽ luôn, toàn sẽ lộ. Nào, đôi này sẽ 100.000, đôi này sẽ 100.000, hoa thạch thảo chốt 100.000. Nó lý, nó nói chung là nó cũng ok, nhưng mà được cái, nhưng mà có một cái là nó không được. Không được xin như những cái dòng khác thôi hoa thạch thảo nhá. Rồi hoa thạch thảo ơi cho chị số điện thoại. Nói thẳng ra là như thế luôn để cho mọi người. Hoa thạch thảo ơi cho chị số điện thoại. Thạch thảo hoa thạch thảo cho chị số điện thoại nào. Xe 100k thực ra 100k thì nó chết ở chờ vật cửa 200 mấy bình thường. Rồi. Ăn mì tôm đám tôm đất chưa hả? À chưa. Yến Nguyễn ơi tất cả hàng ngày mai. Nếu mà những ai chốt từ tối từ cái tối đấy này thì là mai mới đi. Còn những ai chốt từ trước thì là đi hết rồi. Không biết là em chốt từ lúc nào. 0984 818203 100k. Rồi ok. Nha những ai mà mới chốt ngay hôm qua thôi. Tối quá này. Với tối ní thì là mai đi. Ôi đẹp quá. Các chị ơi chân 38. Chân 38 nào. Chân 38 nào. Đẹp ngất ngây con cá tây chưa. Trời đất. Cái này mà không chốt là sai lầm trầm trọng. Sai lầm thuộc về bạn nhưng phải về tôi. À lúc tối thì mai ngay Yến. Lúc tối thì mai ngay. Giờ đây này. Những ai chuyển khoản cho chị thì phải ghi rõ này nhá. Những ai chuyển khoản cho chị thì phải ghi rõ em Yến Nguyệt chuyển khoản tiền dày nhớ rồi nhá. Chứ còn là ví dụ như là
Em chủ Nguyễn Thị Lê Huyền Trang. Rồi. Chứ phải chốt dây nữa chứ nhiều khi là có cả kính nhá. Úi, không phải. Không phải. Đôi này chị không bán đâu. Huyền Trang ơi, đôi này của khách rồi. Chị quên, đây này. Của khách rồi. Bỏ luôn quanh đây nó đem ra bán, sorry nhá. Sorry. Rồi, bệt đá, mọi người nhớ bệt đá không? Bệt đá này vẫn bán 150. Riêng bệt đá vẫn bán 150 trên 37. Bệt đá 150 trên 37. Bệt đá 150 trên 37. Ở bệt đá này là chị Nguyễn Lan chốt, mà em cũng gọi điện cho chị Nguyễn Lan không được luôn. Đẹp quá. Bệt đá 150. Rồi chốt cho Phương Thảo. Phương Thảo cho chị số điện thoại. Đẹp quá, 150 quá đỉnh luôn. Bệt đá này toàn bán 250. Rồi hết rồi, chốt cho một bàn chỉ có một đôi thôi nên sale đấy. À hết rồi. Phương Thảo ơi cho chị số điện thoại. Phương Thảo. Chốt cho Phương Thảo. Phương Thảo ơi, rồi 01633. 633 01633917 550. À Phương Thảo em có zone không? Em có đuổi nào chưa? Thử đã. Hết rồi Minh Khang ạ, à, hết mất rồi. À rồi đây rồi. Đây có một đôi xe 100k luôn. Chân 38 lúc này bạn nào hụt. Bệt hai màu chân 38 bạn nào hụt. Bệt hai màu. Chân 38 xe 100k luôn, xe lỗ đây, xe lỗ. Lô lông. À lộ luôn. À rồi chưa. Xeo lộ nhá. Xeo lộ. Rồi chị Kim Dung chốt rôn. Chân 38 này chị Kim Dung nhá. Xe 100k chị Kim Dung này. Kim Dung rôn này. Ôm mấy cho con cái động này rồi bác. Rồi tiếp nào. Hết rồi Thạch Thảo ơi. Hết rồi. Đợi để nghe mai cháu hàng đi. Rồi đẹp quá. 36. 36 nào. Ờ rồi những ai ở cạnh Dương thì là có đôi 38 giống là rạ lấy rạ. Chi đó. Rạ lấy mấy nhâm à. 36 nào. 36. Đẹp hè. 36 Linh Hồ chốt 36. Ok, Linh Hồ chốt 36. Rồi hết, Linh Hồ chốt 36. Linh Hồ là zone này. Gửi chị Hải này. Rồi ok. Linh Hồ này. Rồi đẹp quá, chốt nhanh các đại ca. Chân 36. Chân 36 chốt nhanh các đại ca. Để sỏ ba phát có từ nè. Giờ chiều rồi em ạ. Giờ chị chiều chị không cho, chị không cho đội chị nữa. Chị mà đã hủy là chị sẽ không bán lại lần thứ hai đâu. Bởi sao đối nào mà chả đẹp. Chân 36 vừa bán luôn, chân 36 vừa khít luôn. Chân 36 vừa khít luôn. Đẹp tuyệt vời chân 36. Thích thì chỗ thêm một đôi nữa vịt đồ nán lại. Chứ giờ chỉ tìm em ra nữa đâu. Chân 36. Chân 36 nào. Đâu rồi. Một này từ dưng sốt lại chân 36 đây. Chốt đi. Mô rồi các chị ơi, mô rồi. Chân 36 mô rồi mà những mẫu này không chốt. Chân 36 mô rồi mà những cái đôi này thì không chốt thì chốt đôi mô nữa. Đấy nghe. Mọi người cho em chấm đâu, hình như là nó bị em sao không? Không chị, không có 35 nữa. Không có 35 nữa, 36. Không có 37 nữa, 36 thôi. 35.5 là 36 đôi này thôi.
Chị không tin ra đâu trang vịt đồ ná nữa, chị chịu luôn rồi. Em chỉ là rồi tê. Chị mà hủy đó chị hủy luôn đó, chị không đổi. Đôi này là 36, có chị nó chốt không? Chứ mà ráng mà tìm cho ra đôi của em nữa. Chị cũng nhớ đôi em đấy là đôi chị nữa tê. Rồi Yến Nguyệt, chốt cho Yến Nguyệt. Yến Nguyệt ơi, số điện thoại. Chốt cho Yến Nguyệt. Yến Nguyệt ơi, số điện thoại. Nhiều Yến Nguyệt lắm, thế nên là Yến Nguyệt mô thì phải cho chốt thì kèm theo số điện thoại dùm đi mọi người. 36 tiếp nào. Bệt 36 nào, bệt chun 36 nào. Yến Nguyệt ơi, bạn có chốt không? 36 zone à. Yến Nguyễn ơi, bạn cho cái số điện thoại đi. Nhiều người Yến Nguyễn quá, không nhớ là sờ zone nhầm người này. Cho cái số điện thoại đi để cho dễ. Rồi cứ cho cái số điện thoại đi để ngay mái zone do cái đuôi số điện thoại nó, tại vì để có tần hai bạn Yến Nguyễn. 36. Quá đẹp, quá đẹp. 36 này. 36 đôi ní nha. Thì như được đôi đó phải. 0932 344017 zone này. Đôi mà cũng đẹp hết. Ứng thì quật thêm một đôi nữa. 36 đâu rồi các chị? Em xỏ lên chân cho các chị coi luôn đi. Xỏ lên chân cho các chị coi đẹp miên man luôn. Ui e con phải đi làm. Chưa được đôi nào à? Cho mọi người xem này. Thấy chưa? Đi siêu êm luôn. Đẹp mộng mơ. Chân 36 đi phải gọi là cực kỳ ôm chân luôn. Có chứ, thấy thấy to chứ. Thấy chưa mà. Rồi đỡ đỡ chân 36 của ai chốt? Trên 36 ai chốt màu đỏ không ạ? Rất nhiều người ứng màu đỏ nhưng mà lại không có đây ạ. Hôm trước không có, hôm trước có màu xám. Hôm nay có màu hồng nút nữa. Không phải hồng nút đâu, gần gần hồng nút. Chị cũng nhớ nữa. Không, đôi này không có 38 nữa đâu. Đôi này trên tay chị có 36 chắc thôi. Ai 36 thì chốt đi. Ai 36 chốt đi. Đôi này khả năng trên 35 đi vẫn được này. Vì đôi này nó chun. Đôi này 35 đi vẫn được. Đôi này 35 đi cũng được, 36 đi cũng được. 35 đi cũng được bởi vì nó chun cho nên nó ôm vào đây này. Không, đôi này không có 37 ạ. Đôi này là 35, 36 đều đi được nhá. 35, 36 đều đi được. Ai chốt đôi này 35, 36 đều đi được cho em. Có bạn nào chốt không? 35, 36 đều đi được bởi vì nó chun cho nên nó ôm sát vào chân luôn. Ôm sát vào chân. Có bạn nào chốt không? Chứ bệt gần hết rồi nha, không có nữa đâu ạ. Bệt gần hết rồi. Đôi đỡ mà không chốt là bỏ tay đấy đó. 36. Chân 36. Chân 36 nào. Chân đi khách nhận hàng, đôi đi hàng nhận quả ứng luôn nha. Chân 36. Màu đen. 36 đen. 36 đen đâu rồi? 36 đen. Quá đẹp. 36 đen. Sỏ lên chân à? Không, dưỡng sỏ lên chân. Ai mua thì mua chân sỏ lên chân à? Em sắp nghỉ rồi. Không, đôi này không có 37 nè. Đôi này không có 37, đôi này có 36 đấy thôi. Có ai lấy 36 thì bảo nhanh 36 chứ không 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 được nữa nhá. Nhanh định nghỉ. À chị Hèn à, chị Hèn Lý Ngọc ơi. À nhiên đôi đi 39.5 thích thì chị có một đôi nữa rồi. Chị bữa sáng chị gửi cho. Chị có về một đôi 39.5 nữa. Chị Hèn Lý Ngọc ơi, đôi đi 37 đấy. Lý Ngọc ơi, đôi đi 37. Binh Binh Nguyễn ơi, em lấy đôi nào?
Tối nay size 36 chân 37 đây Lý Ngọc ơi. Chốt lại cho em đi. Lý Ngọc một ơi. Lý Ngọc ơi, Lý Ngọc, Bình Minh Nguyệt em để cái chi? Rồi. Đen 36 đúng không? Đen 36 đúng không Lý Ngọc? Rồi ok, Bình Minh Nguyệt đen 36. 35.5 là chân 36 đây. Hôm nay có cái chị. À gì của dế ơi, con gì ạ? Gì ạ? Con một đôi nữa mới xin chào cho Việt Nam ở mô. Bình Minh Nguyệt. Bình Minh Nguyệt là đơn mới đúng không? 01645 159807. Ai chốt đây rồi Lý Ngọc. Sao mà mình cứ nhớ bằng mạng Lý Ngọc có đôi ní hả? Lý Ngọc này. À, 0905 882991. Rồi này. Cứ nhớ mất mạng là Ngọc có đôi ní thế này. Rồi. À ra hết rồi chị ạ, hết rồi. 38. 38 nào. 38. 38 nào. Bà đưa cái chồng lại. Bà đi nhanh. 38, 38 đẹp quá, 38. Gần hết rồi các tình yêu ạ. Bỏ đi đi. Chốt cho chị Kim Dung rồi. Mấy chị tranh thủ mua vai trong bệt này mà đi. Không có nữa đâu. Ngày vi ơi hết rồi. 39. 39. Bây giờ em bán nhanh nhá. Bệt gần hết rồi, gần hết. Ba lấy ký trong bệt đó mấy hộp đen đen rồi cho con. Chuyện nó lấy cho con. Gần hết rồi. 38 hết rồi Thủy Celia. 39 nào. Chị Mai Tuyệt lấy 39 không? Ai lấy 39 ghi cho chữ chốt 39 kèm số điện thoại cho em. Chốt 39 kèm số điện thoại. Bây giờ bệt chỉ đến đến đâu còn. Bệt nó không còn quả 15 đôi nữa đâu. Nhỏ ơi, chốt cho nhỏ ơi một đôi. Dồn ok. Nhỏ ơi một đôi này. Nhỏ ơi dồn. Đúng rồi hè. Thấy Bình Minh Nguyệt quen quen hè. Rồi nhỏ ơi. Rồi nào bên Kim Sa. Ôi hết mất rồi chị Mai Tuyết ạ. Em tưởng chị lấy bên kia. Hết mất rồi ạ. Nào bên Kim Sa 39. Bệt Kim Sa 39. Bệt Kim Sa 39. Ai ghi chữ, ai chốt thì ghi cho em như Kim Sa 39 này. Mọi người em nhìn cái dòng bệt cao cấp này. Nhìn này không ạ? Này nhìn như cái bánh luôn. Cuốn như cái bánh luôn. Bà ôm cái dòng bệt này. Không chị ơi là sao? Khổ hề. Không chị ơi là sao nhỏ ơi? Cái đôi mà nhỏ ơi mới chốt xong mua đây. Đến cung á, con mới đưa cho bà xong á. Rồi về dồn cho chị Mai Tuyết này. Dồn chị Mai Tuyết ơi cho em số điện thoại. Từ dưng em đẩy đôi kia rồi, từ dưng đang em có chốt sang đôi ní nữa rồi nhỏ hé. Mai Tuyết ơi cho em số điện thoại. Chị Mai Tuyết ơi em xin số điện thoại với ạ. Em xin số điện thoại. Hôm qua chị có đôi nào không thì chị bảo dồn nhá. Đôi này 39. À Thủy Nga ơi cũng biết nữa. Cũng biết con hay không nữa. Nào 39. 38 kia hết rồi. Chị Mai Tuyết ơi cho em số điện thoại ạ. Chị Mai Tuyết ơi cho em số điện thoại. Cái đôi này khi này em lên chân cho mấy chị xem đấy nhá. Nó là dòng bếp rất cao cấp luôn. Rất cao cấp, chân 39, 39.5, 40 đi đều được mẫu này. Đi đều được mẫu này hít mấy chị hít, đi đều được. Cái này là bẻ trước, bẻ sau chị cũng ok này. Chị Mai Tuyết đâu rồi ạ? Em bẻ đằng sau cho mọi người xem ngược lại hết. Rồi. Rồi ok chị Mai Tuyết. Khi đêm chị có không chị? Nếu khi đêm mà chị có thì mới dồn nha chị. Chứ không là tất cả ngày mai đi rồi. 2, 6, 2, 4, 4, 2.
Khi đêm chị có đôi nào không? Rồi 39 tiếp nào. 39 tiếp nha. Bệt kim xá này là 39 này. Khi nãy là em đến mẫu cho mấy chị đây. À khi đêm chị có rồi đúng không? Dồn này. Rồi ok. Bệt 39 này. Bệt 39 nha. Bái vào bộ. Để gục đi xong bên rồi. Có đủ để luôn đây hả? Không đây. 51 này. Bệt 39 kim sa nào. Bệt 39 kim sa. Kim sa là dòng bệt cao cấp đấy. Dòng bệt mà người ta in hẳn vô trong đi. In hẳn. Trời ơi từ từ làm chi mà nóng rồi ha. Bệt kim sa 37 này. 37 chân 38 đi ok nha. 37 chân 38 đi ok này. Em sổ lại cho mà xem này. Mọi người thấy không? Đôi này em đôi chân 37 là 38 đi ok này. 38 là 39 đi ok. 39 40 đi đều vượt hết. Đấy nha, bệt kim sa. Hơi bị đẹp luôn. Hơi bị đẹp nha. Đế của nó này. Không ạ, kim sa 35 không có nữa gì của dễ ạ. Kim sa 35 không có nữa. Kim sa hiện tại là 37 chân 37 đi 38 39 40 37 38 39 40 đều đi được những cái đôi này. 37 38 39 40 nha. Kim sa không có 35, kim sa 35 hết rồi ạ. Kim sa 35 hôm trước bà nào lấy mất rồi. Có hai đôi 35 thôi, hết rồi. Ok chị kim sa 35 chốt cho chị Mai Tuyết. Cái dòng kim sa là cái dòng sướng cực kỳ luôn. Cái dòng kim sa. Rồi chị Nga Nguyễn 37. Cái dòng kim sa mấy chị về mà coi vằn ngược vằn xuôi, gấp trái gấp phải đều được hết. Chị Nga Nguyễn dồn này. Trời ơi kim sa khách trả nhà, giá tấn nhà là mua luôn đấy. Rồi kim sa của chị Mai Tuyết. Ôi đâu rồi? Em bút nó đâu rồi luôn ạ. Khổ nè. Chết rồi. Rồi kim sa 39 của chị Mai Tuyết dồn. Dòng kim sa đẹp là mấy chị ạ? Ôi chị đâu? Em thấy chị kia trước đấy. Nào đôi này chân 36 nào. Chân 36 lúc này ai đặt? Lúc này ai đặt này? Ai đặt 35.5 là 36 nha mấy chị. 35.5 là 36. Rồi rồi không lồn được. Không lồn được đâu đâu các chị ạ. Không lồn được đâu. Nó nhiều nhắn gì chứ mà. Hôm nay nó có được có trăm đôi chứ mấy. Em sọ vào cho các chị xem luôn này. 36, chân em 36, da dằn đẹp đẽ đi ok. Chuẩn nét luôn con mẹ hàng lươn luôn. Đây. Đẹp miên man con gà. Chân 36 chút ngay cho em. Chị không phải nhắc đâu. Chân 36 đâu đấy ạ. Khi này em thấy có ai nhắc có ai nhắc là chân 36 để cho chị hè. Ai hè. Không nhớ hè. Chân 36 đâu rồi. Trời ơi chân 36 mua rồi này nè. Lúc này ai nhắc thì quay lại. À đen như này hết 39 rồi chị ạ. Hết rồi. Hết rồi, không có nữa. Đâu rồi, chân 30 chân 36 đâu cả rồi. Vừa lúc này thôi, vừa mới lúc này thôi. Em đôi này 5 phân. 5 phân, 4 5 phân chi đó. Rồi chốt cho Hồng Nhung. Hồng Nhung dồn đúng không? Hồng Nhung này. Hồng Nhung là dồn đúng không Hồng Nhung à? Hồng Nhung ơi, em là hàng dồn đúng không? Hồng Nhung là dồn đúng không Nhung ơi? Trời. Hồng Nhung là dồn đúng không Hồng Nhung? Nếu mà dồn bảo cho chị dồn cả nhá. Nhưng ái dồn là bảo dồn. Ui, đẹp quá. Khoan, xỏ vô chân cái đã. Bắn dây mang được đôi môi cho đẹp mà đi cả đi thế. Đôi này kể cả 37 đi vẫn được. 36 đi cũng được. Nói chung ai ưng đi thoải mái thì 36 mà ai ưng đi chật thì 37. Nó là size 36. Nó là size 36 nha. Nhưng mà ai kiểu nhìn nó hơi tây tây đây. Dồn Hồng Nhung luôn này. Hồng Nhung dồn đôi này luôn đúng không?
Hồng Nhung dồn đôi này luôn đúng không? Ok đi Hồng Nhung. Ok đi Hồng Nhung ơi. Đợi Hồng Nhung kìa đã. Hồng Nhung hình như chốt đôi này đấy ạ. Hồng Nhung ơi đâu rồi ạ? Dạ hình như có màu rêu nữa. Hồng Nhung ơi. Bạn Hồng Nhung, Hồng Nhung không dồn đôi này à? Hồng Nhung có dồn đôi này không? Thấy Hồng Nhung, thấy Hồng Nhung chốt trước nhưng không biết Hồng Nhung có dồn không. À rồi, Hồng Nhung dồn là dồn đôi khi nãy cơ. Chốt cho ai đây nè. À Hồng Nhung dồn là dồn đôi khi nãy đúng không? Hồng Nhung dồn đôi khi nãy, để đôi này cho người khác đi. Để đôi này cho một bàn. Hồng Nhung có hai ba đôi đẹp rồi, để đôi này cho một bàn mới mới tí nào. Tiếp nào. À đúng rồi, Hồng Nhung là khi nãy bảo chữ dồn là dồn đôi kia. Hợp Nguyễn. Hợp Nguyễn đâu đấy ạ? Hợp Nguyễn cho mình số điện thoại ạ. Chốt đôi này cho Hợp Nguyễn. 01689 01689 00 cho Hợp Nguyễn 391. Lúc đầu chỉ tưởng Hồng Nhung nhưng mà sau đó Hồng Nhung dồn bảo dồn là dồn đôi tê. Hợp Nguyễn. Đó lúc nãy Hồng Nhung chốt đôi kia. Rồi chân 37. Chân 37 nào, chân 37. À đôi đó là 36 ra hung mới đi. Chân 37 nào, 37. Khi này ai hụt đôi ni nè. 37. Chân 37 nào. Đâu rồi 37, 37 đâu rồi? Khi này là ai chốt hụt đôi ni chân 37 nhá. Khi này là đôi ni là chân 38. Có đấy, bông bông hoang có đơn chưa? Tối hôm qua bông bông hoang có đơn chưa? Bông bông hoang đâu, số điện thoại nào? Bông bông hoang ơi, hôm qua có đơn chưa? Có đơn thì bảo dồn, không có đơn thì Lý Ngọc ơi chị hết rồi. Em chốt chậm mất rồi, bông bông hoang chốt trước rồi. Bông bông hoang đâu, số điện thoại đâu rồi? Trời ơi chốt xong kem, số điện thoại cho tôi với. Chân 35 nào. Chân 35 nào. Quá đẹp. Bông bông hoang ơi. Rồi ok, bông bông hoang hôm qua có chưa có đơn đúng không? Bông bông hoang là 0982 845 mọi người để ý số điện thoại nha, 113 chưa có đơn. Rồi chân 35. Đây có tình yêu size 34 chân 35 đôi này. Size 34 chân 35 đôi này. Đẹp quá. Không, em sau đó, người ta trước mà Lý Ngọc, người ta trước đó. Nào, đôi này, nhanh lên cặp chế. Nhanh lên để em nghỉ ạ, 35, chị Nga Nguyễn, chụp cho chị Nga Nguyễn luôn, ok. Còn, Nga Nguyễn, hôm nay em nở để ngày mai em chuyển cho mọi người hết luôn. Nga Nguyễn dồn. Quá đẹp này, dài đẹp chưa? Đây mới đẹp này. Đôi này chân 35 đi thôi. Đôi này chân 35 đi nhá. 36 đi hơi chật đây. Nó là size 36, nhưng chân 35 đi cho em. Size 36, chân 35 đi cho em. Biệt chống trượt viên cam, đẹp quá. Biệt chống trượt viên cam. Ba mang lên mấy cái đôi này nhá con cái này. Mấy cái đôi mà màu trắng đến rồi đó. Chị ơi vỏ quýt. Bỏ quýt. Nào, rồi ok chị Nga Nguyễn luôn. Ok cho Nga Nguyễn luôn. Quá đẹp. Đẹp. Ôi rửa kỳ nạp mua đấy. Ôi rửa kỳ nạp rồi bá mưa đá bá bộ mua đấy. Đưa cái nạp cho con mình không. Rồi chốt cho chị Nga Nguyễn rồi. Nga Nguyễn rồi. Rồi ok chị. Đẹp quá. Chân 38. 38.5 chốt đi cho em. Còn một đôi duy nhất. Mộc này có một đôi duy nhất 38.5. 38.5 là mộc này chân 39 non luôn. 38.5 mộc này chân 39 non. Chân 39 non ạ. Ba đưa cái đứa cao cấp nữa ra con xeo luôn cho họ cái. Đưa cao cấp đi ra bị sổ lại đấy.
Nào các chị, đâu rồi các chị, đâu rồi? Đôi này em chỉ còn một đôi duy nhất thôi mấy chị, thì còn đúng một đôi duy nhất thôi, không có đôi thứ hai nữa. Hết sạch xanh xanh luôn. Đôi này là 38.5 chân 39 nón, 38.5 và 39 nón nhá. Còn đôi này một đôi thôi, không có đôi thứ hai nữa. Chị nào ứng thì bảo nhá. Đôi này đẹp, đôi này rất đẹp luôn. Đôi này cực kỳ đẹp. Và nó chỉ có một. Rồi, có một đôi chốt cho nhỏ ơi luôn. Chốt cho nhỏ ơi. Đôi này nó không có đôi thứ hai nữa đâu. Nhỏ ơi dồn này. Ba mươi sáu con một đôi nữa. Rồi rồi chị chốt rồi. Đẹp quá. Ngồi đó mà kêu đẹp quá. 36 đen nào. 36 đen. Ui đang cái màu này từ trước hôm bữa họ mua tính có dư con sốt đoàn đi hết. 36 đen. 36 đen nào. 35.5 36 đen nào. 35.5 36 đen. À đôi này. Các chị ơi nhanh lên các chị, nhanh lên nào. Hàng em gần hết rồi nào. Em xéo tét tên tẹt, tẹt gà tẹt bố cho mấy chị luôn nào. 36 đen, chị nào chốt không? Chị nào chốt đôi này 36 đen. À Phương ơi, Phương ơi, Phương ơi, Phương có chốt đôi này không đi? Chốt đôi này đi đi. Hôm nay mấy chị bên tòa án mua mấy mua những cái màu đi về khoái quá luôn. Đôi này là 36. 36 đây. 35.5 là chân 36 nhá. Đẹp quá luôn. 35.5 chân 36. Rồi, mi có chốt đôi niêu Phương ơi, mi có chốt đôi niêu. 45 phân chi đây đi. Chắc chắn cực kỳ luôn. Y chắc chắn mà đẹp. Chốt không? Chốt đôi ni không? Còn một đôi đây chốt không? Không chốt thì nó có nó mất ạ. Ôi, còn nắng. AD sale AD 170 luôn. Sale AD 170. Đôi ni chân 36 AD nha mọi người, AD. Kim Nga Nga chốt à. Đưa đèn nữa cho Kim Nga Nga nạp một đi. Rồi chốt cho Kim Nga Nga. Ok Kim Nga Nga. Đôi này là ra xuất khẩu đấy nha mà mất cái hộp lồn rồi, bỏ sang hộp của AD được. Kim Nga Nga zone không? Kim Nga Nga ơi đã có đôi nào chưa? 01683131018. Kim Nga Nga ơi đã có đôi nào chưa? Nếu có thì phải báo zone nhá. Rồi đôi này chân 36 luôn. AD sale luôn 170. AD sale luôn 170. AD sale luôn 170 chân 36, đẹp hết nấc chưa? AD sale luôn 170. Đây là AD mà AD sale nhá. Sale mọi người nhá. Chứ không phải là giá bình thường là không có giá này. AD bình thường đôi này 220 nhá. Bây giờ còn mấy đôi của AD sale luôn. Chúng chi bán đấy luôn. Sale 170 của AD, 170 của AD. AD nhá, AD cái dòng XQ đấy nhá. AD dòng XQ. AD dòng XQ sale luôn 170. Các chị mà riêng AD các chị không mua 170 thì các chị chỉ có mua trên 200 thôi các chị. AD mà không 170 bỏ lại đấy. Mà không mua thì các chị chỉ có mua. Rồi Linh Ngô 36 chốt cho Linh Ngô. Nắp mua. Lạc nắp mà viết chứ. Không, đôi này hết 37, nó còn một đôi mì xéo thôi. 35.5 nó thành 36. Linh Ngô dồn. Kim giá 170 cho đôi toàn trên 200 hết. À đây là trên 200. À chưa rồi. Tiếp nào. Chân 35 nào. Size 34 chân 35. Size 34 chân 35. Quá đẹp. Size 34 chân 35. Ờ không, chị bị đắng mơ. Chị bỏ ra cho khỏi hối mươi dây thôi. Cho chị bị đắng một nơi. Nói à? Nói. À Linh Ngô AD 36 chốt rồi. Rồi mẫu này 170 xuất khẩu. Chân 35.
Chân 35 nào, chân 35 nhảy vô cho em đi, chân 35 cổ nữa mẹ chị ạ. Chân 35 nào. Đi được đợi 18 chút đi. Nói ơi, nói về đây, ứng đôi môi chị cho nói đôi đi. Ứng đôi môi thì chủ ra chị gửi ra cho đi. 35. 35 cặp tình yêu, chân 35 một rồi. Mục đích em lại muộn muộn tí là để chốt hàng để ngày mai cho hàng đi hết luôn. Nên là mình lại muộn như gì đây. Chân 35 size 34, chân 35 nha. Không có nữa đâu mẹ chị nha. Chân 35 rồi. Thiệt lòng là hiếm quá luôn. Thiệt lòng là quá hiếm. Rồi chân, bây giờ nói này, mọi người nhớ đôi này không? Cao cấp không? Cái đôi ní mà Lotter bản 958 đây. Đôi này là size 34, chân 35, em xe đôi đi. Em xe đôi đi luôn. Em không tìm ra chủ nhân của người ta đấy. Đúng ra là như thế. Còn là size 36, 37 em bán từ lâu rồi. Em xe đôi đi 300.000, chân 35. Người ta bán 950. Người ta bán đôi này 950. Bây giờ em bán đôi này là 300. Chưa bằng 1 phần 3 người ta. Chưa bằng 1 phần 3 người ta đôi này. Chân 35, 300. Thích chốt luôn, không lăn tăn. Thích thì chốt luôn, không lăn tăn giá nữa. Giá này thì đứt quá rồi, nhưng ai mua trước 350 thì không phải phàn nàn. Bởi vì còn 1-2 đôi nên em sell rồi. Hiện tại đã có 1 đôi nên sell 300.000, chân 35 cho bạn nào thích thì chốt. Bảo luôn. Chứ không có nữa đâu. Chẳng ai bán dây nữa cho mọi người mà 300.000 đâu. Chân 39.5, 39.5 nào, 39.5. Da lột đẹp quá. 39.5. Gần hết rồi. Hàng gần hết rồi các tình yêu. 39.5 da lột nào. 39.5 da lột. Đâu rồi? 39.5 rồi. Các tình yêu chân to bùi choạc mất rồi. Sờ đi không vừa đâu rồi. Trang béo ơi, em chốt cái chi? Chân em 35 á. Sao lại đi chốt 39? Trang béo ơi, chân em 35 đang đi chốt 39. Hả? Đôi này là 39 này. Trang béo em mua cho ai à? Em mua cho ai hả? Chuột 35 cao cấp đúng không? Em chuột 35 cao cấp đúng không? Em chuột 35 cao cấp đúng không? Cái đôi đi đợt trước mọi người nhớ là em bán 350 nhá. 350. Còn lương người ta bán là 958 nhá. Lotter Hà Nội bán 958. Rồi chuột cho Trang Veo đôi đi 300, có nghĩa là đôi đi chỉ bẩn vốn luôn rồi. Không có hề có lời một đồng. Không hề có lời một đồng. Trang Veo dồn 300k để được sở hữu nó, quá đẹp. Nói thiệt nhá, size 36, 37, 38 hít lâu rồi. 39.5, 39.5 nào. Chị cũng biết con nữa, con vậy, con 39.5. Đâu rồi các tình yêu? 39.5 này. Đâu rồi các tình yêu ơi? 39.5 đâu rồi? Khách 39.5 của em đi mua cả đấy hả? Không có ai ngồi chơi đời nữa đúng không? Không có ai chơi đời nữa thì quá. Trời ơi, em mãi là cũng không có hàng để bán nữa đâu các tình yêu ạ. Rồi từ dưng 39.5 tiếp. Đôi này cao 5 phân. À hàng ơi, 5 phân quất luôn đi không? Mấy khi mà có 39.5 đâu, đúng không? Đế này, cho mọi người nhìn đế này. Hơi bị điều, mà đi hơi bị sướng chân. Em ru luôn, da lồn em ru. Hàng ơi, hàng chốt đi. Đế này. Đôi này cao 5 phân, tình yêu nhá, 5 phân. Có chốt không Trinh Hằng? Trinh Hằng ơi, có chốt không? Hôm bữa có cái chi nám vỏ chân chi 39.5, chi quất lên 23 đôi. Đôi này là chân 37. 37 nào, 37. Ngày mai là em nghỉ lại mọi người nhá, ngày mai là hết hàng rồi. Ngày mai hết hàng rồi. Nên là không có nữa đâu. Em bán hôm đi thôi, ngày mai nghỉ. Mai đóng hàng, mai nghỉ, tối mai bật kính. Mai ai mua kính thì nhảy bộ nhá. Mai sẽ bán kính free ship cho khách chứ. Đây à, đôi này chân 37. Chân 37 nào, 37. Bảo luôn cho em, chứ em like quá nữa thôi. Chứ em không like kỹ nữa đâu. Like quá thôi.
không lại kỷ nữa. Bệt 38. À cô gọt 38. 38 đẹp quá. Rồi rồi con nghỉ dư đây. Cũng có hàng đúng không? Hết rồi đó. 38. Nàng nào chốt 38 chốt nhanh. 38 có ai chốt nữa không? Không chốt để quá luôn nhá. Không tìm đâu mọi người, em đem không tìm đâu. Lại nhanh thôi. Không giờ mà ai không chốt nữa là quá luôn thôi. Em không đi tìm cho mọi người đâu. 37. 37 nào. 37, 37. Đẹp này. 37 nào. Size 37 đây, size 37 đây. Bảo nhanh, đôi này khi nãy được 2 đôi rồi dư được 1 đôi này, đôi thứ 3 này. Chân 37 nào. Chân 37. Đế này, chân 37. Rồi tí về dồn. Tí về dồn. Bữa 6 lớn có hàng này rồi. 38. Hết rồi, hết rồi ạ. Hết rồi, hết rồi. Đẹp đẹp. Hết rồi nhỏ ơi, hết rồi. Bệt 35. Bệt 35. Hết ạ, hết 37. Hết 37, em hết 37. Bệt 35. Bệt 35 nào. Bệt 35. Hết 38, hết 38. À, 38 mô. Nhỏ ơi, 38 mô. Đôi vừa rồi 37, em chụp 38 là 38 mô. Em chụp 38 chi chiêu luôn. Nói chung mà em cứ chốt rồi thì chi chiêu biết 38 mô. Lúc mẫu chi đưa ra thì không chốt. Chứ chi quá mẫu đôi chi không tìm nữa mô. 35, có ai chốt 35, biết 35 không? Có ai chốt biết 35 không nào? Không không không, chẳng có 38 nào hết. Không có 38 nào cả. Bệt 35 có ai chốt không ạ? Không chốt để quá nha mọi người, em không tìm đâu. Mọi người lưu ý là mọi người thích thì mọi người chốt luôn, chứ không phải là để ngắm nghĩa quá mẫu. Để quá mẫu đặt rồi mà chốt là em không chốt. Đối đây là chân 36. Bệt chống trượt chân 36. Bệt chống trượt 36. Hàng gần hết rồi. Rồi Phương đang chốt bệt chống trượt 36. Phương đang chốt bệt chống trượt 36. Rồi chốt cho Phương đăng này. Chốt cho Phương đăng. Phương đăng dồn. 38 chi quá là 38 mô rè. 35 Thủy Ron. Thủy Ron ơi chốt đôi ni đúng không? Thủy Ron chốt đôi ni đúng không? Ok Thủy Ron ơi, Thủy Ron chốt đôi ni đúng không? Thủy Ron ơi, 35 đôi ni đúng không? Thủy Ron này. 0975 945 680 35 này. 38 ra bo mới qua. 38 ra bo mới qua là có một bàn chốt mà. 38 ra bo mới qua là chốt cho Thủy Celia một đôi. Thủy Celia cho chị số điện thoại. Thủy Celia. À rồi, Thủy đó nên nghe thấy rồi. 38. Thủy Celia ơi cho chị số điện thoại. Không phải mố đã răng rồi hê nhóc hê. Bán lấy cái đôi của Phương đăng đấy cho con nghe đi. Đây nè, ngoài cung đi nè. Nếu không chốt thì đừng có ghi chốt khổ gớm. Thủy Celia đây. Thủy Celia ơi, Thủy Celia. Em chốt đôi đôi này đúng không? Chốt thì phải cho số điện thoại chứ chốt từ dưng. Hết rồi, đôi đen 35 chỉ chốt cho Thủy Ron rồi. Đen 35 chốt cho Thủy Ron rồi. Thủy Celia.
Thủy Celia, em có chốt đôi này không? Rồi, ok, Thủy Celia. Thủy Celia này. Không 0974 249 362. Rồi, Thủy Celia chưa có đơn. Tiếp. Tưởng Dung, em có chốt đôi này 35 luôn không? Đôi này là 35. Tưởng Dung, em có chốt đôi này 35 không? Khi nãy Thủy ron một đôi rồi, bây giờ của Tưởng Dung này. Tưởng Dung có chốt không? Không không, Nga ship bưu điện. Rồi Huyền Diệp. Nam Nick có đi học đâu nữa rồi Thủy ơi? À, Thủy ơi, Nam Nick đi học nữa. Nghỉ lâu rồi. Huyền Diệp, Huyền Diệp ơi, em có đơn chưa? Huyền Diệp ơi, em có đơn chưa? Có đơn rồi thì bảo chốt dồn đấy chị. Có đơn thì bảo dồn đấy chị. Rồi chân 36, size 37, chân 36 chống trượt. Đẹp quá. Cơ hết rồi, Huyền Diệp chốt rồi. Huyền Diệp chốt rồi. Huyền Diệp ơi, em có đơn chưa? Chưa, 0989 293411. Rồi, đôi này chân 36 chống trượt. 36 chống trượt nào. Gần cạn rồi, gần cạn nguồn. 36 chống trượt, ai chốt nhanh? Ôi, e con đi một đôi con đi đây. Ba mươi sáu chống trượt, ai chốt nhanh? Sai 37 chân 36 chống trượt. Đôi này hình như hết rồi đây, còn một đôi nữa đây. Đây là đôi cuối cùng nhá. Đây là đôi cuối cùng của dòng chống trượt. Nàng nào chân 36 thì chốt nhanh. Không có nữa đâu, không có nữa. Chính xác là không hề có nữa. Nào nhanh lên, ai chốt 36 chống trượt? Ai chốt 36 chống trượt? Để lại mình đi. Ba mươi bảy nào, 37 nhanh lên mấy chị ơi, em sắp nghỉ rồi, mai đóng hàng chưa? À, những ai đã chốt thì là sẽ có đơn hôm qua nữa rồi, những ai chốt thì đơn hôm qua nữa. 37 chốt nhanh, 37 nào, 37 mấy điểm nữa. 37 nào, 37 nhanh lên ạ. 37 đâu rồi, cực chi 37 đâu rồi, nhảy vô cho em đi. Chốt nhanh cho em với. Ơi đừng có sọt của em đó. Rồi dồn 2 ngày thì không sợ bị sọt đâu. Dồn nhiều ngày mới sợ sọt. Bữa ní kinh nghiệm không cho dồn quá 2 ngày nữa. 37 đâu rồi, chân 37 đâu rồi. Ôi là mấy chi chân 37 đi mua cả rồi. Tự dưng 37 lại không dồn mấy cái đôi ní. Biệt 37 như đi mơ. Mà không lấy thì bữa sau không có đâu mấy chị nhá. Cam kịp được mấy chị là bữa sau. À, rồi chốt cho chị ngay EV. Không có 35. Không có 35 nữa. Từ đâu? Em mái chốt hàng cho hồ thế này. Ngay EV ơi, cho em số điện thoại. Ok, vừa. Ngay EV vừa. Em nói vừa là vừa nhá. Có biệt đá đấy. Còn biệt đá đôi, đôi biệt đá này. Rồi chân 39. À, chị Nga EV chốt rồi, chị Nga Nga nè. Chị Kim Nga ơi, chị Nga EV chốt rồi. Nào đôi này 39. 39, mẫu này như còn một đôi đây nữa thôi. Chính xác là mẫu này còn đúng một đôi nữa. Đôi này chân 39. 39, 39, 5, 40 đi ok. 39, 39, 5 đi ok. Ngài EV ơi, cho em số điện thoại nào. Ngài EV ơi, cho em số điện thoại. Chị mô rồi, ôi mấy chị chốt thì cho em số điện thoại đi chứ. Chốt kiểu đi. Không, không. Không tìm được đâu bạn ạ. Nào đối này 39. 39 nào. Đối này 39 này. 0919059000. Rồi 39 nào. 39, 39.5 đi đều được mẫu này nhá. Khi này em lên chân
À không, kính phải ship riêng. Kính là em ship riêng, free ship, em ship riêng. Ship riêng kính đó, nó nằm vô hàng dễ vỡ. Em nằm vô hàng dễ vỡ mấy chị ạ. À, cho nên là kính phải đi riêng. Nào đôi này 39, trời ơi mấy chị chân 39 mà không quất mấy đôi đi thì quất mấy đôi môn nữa. Em là thiệt đi xuống vô địch. Xuống vô địch luôn. Không còn chi để miêu tả nữa. Bữa sau không có rồi là chạy đi hỏi em, nhưng mà coi này. Em đổ sai mà. Ít bữa không có nữa. Mấy cái đôi đi ngày mai nữa. Không, đôi đó không có 36 nữa, hết rồi. 39 tiếp nào, 39, 39.5 nào. Nhỏ ơi, 38 mang được. Cái đôi đó dễ mang lắm. 38, 39 chi mang cũng được hết. Tại vì hành chún mà. Hành chún mà, dễ mang lắm. Nào, đôi này chân 39. Chân 39, 39.5 đây. Đôi này 39.5. 39.5. Giá trân tỉnh ơi, dư để em xem cái đại chứ không biết là con hay không nữa đâu. Gần hết hàng rồi. 39.5 nào. 39.5 đây. Chân bạc nào bư chạc bay vô đây cho em. Chân đang nào bư chạc thì bay vô đây đi. Bây giờ này, ôi hôm nay ngủ buồn quá rồi. Chết chưa. 39.5 có năng nào có ăn. Ui chỉ trả được 12 giờ kém thôi. Thôi em nghỉ đây. Giờ lại mẹ chị cũng nản, mẹ chị cũng xem nữa rồi. Định nghỉ vậy. À có cái đôi ni lai luôn này. Đôi ni là chân 39 nhá. Đôi ni là chân 39 này. Đây. Đôi ni mặc váy đầm đi siêu đẹp nhá. Rồi ok, mai gửi hết tất tần tật. 39.5. Đôi nào Nguyễn Thị Lê Huyền Trang ơi, đôi nào đây em? Đôi này 39 đấy hả? Huyền Trang chốt đôi này đúng không? Đây đúng không Huyền Trang? Ok cho chị cái nào? Ok cho chị cái. Ok kèm số điện thoại cho chị. Ok kèm số điện thoại cho chị cái nào? Ok kèm cái số điện thoại cho chị. Rồng, đôi này không đi được, em không đi được. Chốt chúng sai cho chị với. Đôi này là 39, e hết rồi đó Trần Tĩnh ạ. Giờ chị chẳng có nó đâu mà chị cũng giờ cũng bán nó đâu. Hết hàng rồi. Rồi đây rồi, Trần Tĩnh ơi, may quá. 35, 36 đều đi được mẫu này. Ok luôn, đẹp luôn. Mai Tuyết 39 gọt, ok chị. Chị Mai Tuyết 39 gọt đây. Ok chị Mai Tuyết đây. Chị Mai Tuyết zone này. Đôi này mặc váy tuyệt vời. Trân Tình ok. Trân Tình ok nhá. Biệt xin luôn. Rồi của Trân Tình chốt nãy giờ Trân Tình hỏi. Nãy giờ để cho Trân Tình một đôi. Trân Tình ơi cho chị số điện thoại. Hết rồi. 150 chưa ship em ơi. 150k chưa.